Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 4. Chương 79. Tưởng mỗi ngày nhìn thấy ngươi a. Lâm Thanh Hạm đứng ở phòng an ninh chung, trong lòng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lâm gia người ở nhà mình công ty, bị một người bảo an điện vựng, việc này mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều cần thiết phải hảo hảo xử lý, nếu không khẳng định sẽ trở thành những người khác trò cười. Nhân sự bộ Trần giám đốc liền đứng ở Lâm Thanh Hạm bên người, hôm nay kia bảo an là hắn chiêu tiến vào, cho nên Lâm Thanh Hạm trước tiên liền đem hắn kêu lại đây. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trần giám đốc, mở miệng hỏi, người từ nào chiêu người? Cái kia, người là Lâm lão gia tử chuyên môn gọi điện thoại tới giới thiệu. Trần giám đốc cười nịnh một tiếng, hiện tại hắn nội tâm, miễn bàn có bao nhiêu hoảng loạn. Mặc kệ nói như thế nào, người này là chính mình chiêu tiến vào, chức vị cũng là chính mình làm tuyển, hiện tại ra việc này, thật muốn truy cứu nói, chính mình này trách nhiệm chạy không được. Ông nội của ta giới thiệu, Lâm Thanh Hạm nhíu mày. Từ Lâm Chính Nam vô pháp xuống đất lúc sau, hắn đã có lâu lắm không có quản quá công ty sự, hiện tại thế nhưng giới thiệu một người tiến vào, sẽ là ai? Ở suy đoán đối phương thân phận thời điểm, Lâm Thanh Hạm trong lòng cũng dâng lên một cổ tử chán ghét, nàng nhất phiền, chính là loại quan hệ này hộ. Đúng lúc này, Trương Huyền đi đến, vừa thấy đến Lâm Thanh Hạm thân ảnh, Trương Huyền khóe miệng liền không tự giác liệt khai. Lâm Tổng, người tới, Lý Na báo cáo một tiếng. Nói một chút đi, lúc ấy là tình huống như thế nào? Lâm Thanh Hạm nhìn hôn mê đại cô, đầu cũng không quay lại nói. Là cái dạng này, nàng lúc ấy vũ nhục chúng ta, còn. Trương Huyền vừa ra thanh, Lâm Thanh Hạm cơ hồ ở trước tiên liền nghe ra hắn thanh âm, quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Trương Huyền, ngươi. Hắc hắc, Trương Huyền duỗi tay gãi gãi đầu, Lâm Tổng hảo, này không ta ngày đầu tiên đi làm sao, đụng tới tới nháo sự, liền trực tiếp cấp giải quyết. Lâm Thanh Hạm vừa thấy Trương Huyền, tức khắc liền minh bạch, nàng duỗi tay che cái trán, trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Vừa mới, Lâm Thanh Hạm còn ở phỏng đoán, ở cái này nhân tình xã hội, liền tính là chính mình đại cô phạm sai lầm, cũng nên không có người sẽ thượng điện côn mới đúng, nhưng là Trương Huyền, tuyệt đối không ở này hàng ngũ chung. Lúc trước ở nhà, Trương Huyền trừ Vương Vĩ răng rơi đầy đất một màn, còn mơ hồ hiện lên ở Lâm Thanh Hạm trước mắt. Trần giám đốc nhìn thấy Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền nhận thức, trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy, liền truy cứu không đến hắn trách nhiệm. Bí thư Lý, người nói cho đại gia, đều đừng ở chỗ này vây quanh, mau tan đi. Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Lý Na gật gật đầu. Vây quanh ở phòng an ninh ngoại người, ở Lý Na xua đuổi hạ toàn bộ tản ra, nhân sự Trần giám đốc cũng trở lại chính mình công tác cương vị thượng. Đám người toàn bộ tan đi sau. Lâm Thanh Hạm lại lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tìm ta ra ra, làm hắn đem ngươi an bài đến công ty tới? Bởi vì ta tưởng mỗi ngày nhìn thấy ngươi a. Trương Huyền mắng một hàm răng trắng, nói thẳng không cố kỵ nói. Lâm Thanh Hạm sắc mặt ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra tươi cười, bần đi ngươi liền, tính, tới liền tới đi, bất quá ngươi cũng đừng đương cái gì đội trưởng đội bảo an, kết quả là cái gì bản lĩnh đều học không đến, ta cùng Trần giám đốc nói một tiếng. Ngươi liền đi trước nghiệp vụ bộ A, gần nhất ta vừa vặn có rảnh, mang ngươi nhiều tiếp xúc phương diện này đồ vật. Được rồi, Trương Huyền đầy mặt vui mừng trả lời nói. Lâm Thanh Hạm không có cùng Trương Huyền nhiều lời, quay người chiều phòng an ninh bên ngoài đi đến, ở bước ra phòng an ninh thời điểm, nàng bước chân dừng một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng không có ra tiếng, cất bước rời đi. Trương Huyền không biết, hắn kia một câu, làm Lâm Thanh Hạm một viên trầm tịch tâm. Đã xảy ra một chút hơi nhảy lên. Lâm Thanh Hạm đi rồi, Trương Huyền vui vui vẻ vẻ chạy đến nhân sự bộ đổi mới chức vị, đến nỗi xử lý như thế nào Lâm Huệ, hắn không có hứng thú. Hôm nay là Trương Huyền đi làm ngày đầu tiên, cũng là hắn này hơn 20 năm qua, chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên đi làm, ngày này Trương Huyền đều biểu hiện cực độ phấn khởi, chẳng qua Lâm tan tầm điểm, hắn tiếc nuối phát hiện, ngày này, cũng chưa như thế nào nhìn thấy Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền chạy đến trước đài hỏi thăm một chút, Mưa Thu nói cho Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm cơ hồ mỗi ngày đều là từ sớm vội đến vãn, các nàng cũng không nhiều ít cơ hội nhìn thấy. Nghe đến mấy cái này, Trương Huyền có chút mất mát. Tan tầm khi, Trương Huyền đổi hảo quần áo, vừa mới chuẩn bị ra công ty đại môn, liền thấy một chiếc đại chúng Zeta ngừng ở trước người, lái xe chính là Giang Tĩnh, Lâm Thanh Hạm bảo tiêu, mà Lâm Thanh Hạm ngồi ở chiếc xe hàng phía sau, trong tay còn cầm một giấy văn kiện, tỉ mỉ nhìn. Lên xe đi, cùng nhau đi.
Giang Tĩnh quay cửa kính xe xuống, đối Trương Huyền vẫy vẫy tay. Trương Huyền nhìn mắt ngồi ở hàng phía sau Lâm Thanh Hạm, Lâm Thanh Hạm cũng không có tỏ thái độ, như cũng nhìn trong tay văn kiện. Một màn này, làm Trương Huyền trong lòng một nhạc, xem ra chính mình này lão bà, cùng chính mình quan hệ là càng ngày càng hòa hoãn a, bằng không nàng cũng không có khả năng cam chịu làm Giang Tĩnh kéo chính mình, nếu không nàng khai kia chiếc chạy băng băng không phải xong rồi. Trương Huyền mặt dày vô sỉ kéo ra ghế sau cửa xe, không đợi Lâm Thanh Hạm phát ra phản đối, một mông liền ngồi đi vào. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trương Huyền, nhíu nhíu mày, không nói gì. Chiếc xe sử động, hướng tắc tiếp nước hương đi. Ngân Châu ở gần mấy năm mới nghênh đón nhanh chóng phát triển, che lại không ít cao ốc building, mở rộng con đường, nhưng ở rất nhiều địa phương, còn có thể nhìn thấy trước kia lạc hậu bóng dáng, tỉ như một ít ngõ nhỏ đường tắt. Từ Lâm Thị tập đoàn đến tắc tiếp nước hương, chi gian liền phải trải qua một cái đường tắt, cũng không phải khi còn nhỏ trong trí nhớ cái loại này hai bên đều là nhà trệt ngõ nhỏ, mà là một cái qua lại hai đường xe chạy, hai bên đều là kiểu cũ khu nhà phố tiểu đạo. Giang Tĩnh lái xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường, đột nhiên, một chiếc minibus từ phía trước 10 mét chỗ nhanh chóng đi ngang qua ra tới, căn bản đều không giảm tốc, cũng may Giang Tĩnh kỹ thuật lái xe không tồi, không có hoảng loạn, nguy cấp thời khắc nhanh chóng đánh một chút tay lái, bằng không thật đúng là liền đụng phải đi. Thảo, có thể hay không lái xe, minibus thượng truyền đến một tiếng chửi ầm lên. Giang Tĩnh theo bản năng liền quay đầu chiều minibus thượng nhìn lại. Đúng lúc này, một người dáng người cẩu lũ lão nhân xuất hiện ở xe phía trước, chính chuyển hai chân, cố ý chiều xe đầu đánh tới. Mới vừa đem đầu xoay qua đi Giang Tĩnh căn bản không có nhìn đến tên này lão nhân. Cẩn thận, Trương Huyền hô to một tiếng. Thần kinh mẫn cảm Giang Tĩnh liền xem cũng chưa xem, một chân dẫm hạ phanh lại, còn là chậm, liền nghe phanh một tiếng, lão nhân ngã xuống xe đầu hạ. Đang ở chạy ô tô cũng một cái phanh gấp dừng lại, quán tính làm trên xe người không tự giác về phía trước một cái lảo đảo. Giang Tĩnh trong ánh mắt mang theo một mạt kinh hoàng, nhìn này đầu chỗ. Ăn vạ, Lâm Thanh Hạm nhíu nhíu mày, vừa mới lão nhân cố ý chiều xe đầu đánh tới một màn, nàng xem rành mạch. Lâm Tổng, thực xin lỗi, ta mới vừa không thấy được. Giang Tĩnh vẻ mặt xin lỗi. Không có việc gì, loại chuyện này, người liền tính thấy được cũng tránh không khỏi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta xuống xe nhìn xem, người trước báo giao cảnh đi. Nói, Lâm Thanh Hạm liền chuẩn bị kéo ra cửa xe. Không cần lo cho, Trương Huyền một phen ngăn lại Lâm Thanh Hạm động tác, Giang Tĩnh, người trước chuyển xe, không cần để ý tới hắn. Chương 80 sát thủ. Như thế nào có thể mặc kệ, Lâm Thanh Hạm một phen đẩy ra Trương Huyền tay, liền tính là ăn vạ, chúng ta về tình về lý cũng phải nhìn xem. Không thể đi. Trương Huyền duỗi tay, gắt gao đè lại cửa xe, lão nhân này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Trương Huyền, gặp được sự tình, nếu muốn như thế nào đi giải quyết, mà không phải nghĩ nên như thế nào trốn tránh. Ngươi bắt tay lấy ra. Không lấy, Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta làm ngươi lấy ra. Lâm Thanh Hạm dùng sức đẩy Trương Huyền một chút, lại căn bản đẩy bất động. Trương Huyền nhìn thoáng qua chiếc xe chung quanh, đã có người nhìn đến bên này sự, vây quanh lại đây. Giang Tĩnh, mau, lái xe đi. Trương tiên sinh, này, này không thể đi à. Giang Tĩnh lắc lắc đầu, ta cũng cảm thấy, hẳn là đi xuống nhìn xem, mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta đem người đụng phải. Đang ở bên trong xe ba người bởi vì có đi hay không mà tranh chấp không dưới khi, ngoài xe truyền đến một trận chụp đánh thanh âm. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, chính vươn tay, vẻ mặt phẫn nộ chụp phủi cửa sổ xe pha lê, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Uy uy uy, đem người đụng phải, không thấy được sao? Mau mẹ nó xuống xe. Chính là, này người nào a, đụng vào người còn không mau đưa bệnh viện, rất xinh đẹp một cô nương, như thế nào là cái rắn rết tâm địa? Một người đứng ở bên cạnh xem diễn phụ nữ trung niên cũng phát ra âm thanh. Này chiếc Zeta phong kiến tính cũng không phải đặc biệt hảo, ngoài xe người thanh âm có thể rõ ràng truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai, cái này làm cho Lâm Thỉnh Hạm sắc mặt phá lệ khó coi. Thanh Hạm. Không cần để ý đến bọn họ, Giang Tĩnh, trước lái xe đi, nơi này sự, chờ cảnh sát tới lại xử lý. Trương Huyền ấn xuống cửa xe khóa. Trương Huyền, ngươi cho ta tránh ra. Lâm Thanh Hạm xô đẩy một phen Trương Huyền, đem cửa xe khóa mở ra, vừa mới chuẩn bị duỗi tay mở cửa, môn liền từ bên ngoài bị người túm khai. Tên kia gõ pha lê thanh niên, sắc mặt bất thiện trừng mắt Lâm Thanh Hạm, mắng, mẹ nó, còn cấp lão tử ở trong xe ngồi. Đem người đụng phải nhìn không thấy.
mau cút xuống dưới. Xin lỗi, Lâm Thanh Hạm đối với thanh niên biểu lời xin lỗi ý ánh mắt, chúng ta. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy thanh niên từ phía sau móc ra một phen chủy thủ, chiều chính mình trên đầu dùng sức đâm tới. Chủy thủ ở Lâm Thỉnh Hạm trong mắt phóng đại, kia sắc bén lập lòe hàn mang, liền tại đây thời khắc mấu chốt, Lâm Thanh Hạm cảm nhận được phía sau truyền đến một cổ cự lực, ngay sau đó cả người đều không thể kháng cự chiều phía sau đảo đi, một con cường tráng cánh tay cũng vào lúc này xuất hiện ở chính mình trước mắt, nghênh hướng kia đem sắc bén chủy thủ. Cánh tay cùng chủy thủ giao tiếp, mang theo một mảnh nóng bỏng máu tươi, phun đến Lâm Thanh Hạm trên mặt, mang theo lửa nóng nhiệt độ ấm. Lâm Thanh Hạm theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Cút đi, Trương Huyền ôm lấy Lâm Thanh Hạm, một chân đem cửa xe ngoại thanh niên đá phiên, đồng thời dùng chính mình còn ở đổ máu cánh tay kéo lên cửa xe, tướng môn khóa thật mạnh ấn xuống. Làm chức nghiệp bảo tiêu Giang Tĩnh ở trước tiên liền phát hiện không thích hợp, tùy tay cầm lấy đặt ở tay vịn dương chung ném côn, mở cửa xe liền vọt đi xuống. Tên kia ngã vào xe phía trước, vừa mới còn hình thái cẩu lũ lão nhân, đột nhiên nhảy lên lên. Đồng dạng cầm một phen chủy thủ, chiều Giang Tĩnh đâm tới. Này phát sinh một màn, làm Lâm Thỉnh Hạm mở to hai mắt nhìn. Trương Huyền, ngươi thế nào? Lâm Thỉnh Hạm bắt lấy Trương Huyền cánh tay, nhìn mặt trên kia chừng 10 cm lớn lên miệng vết thương, hoảng loạn trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. Trương Huyền tuét miệng, không thèm để ý vẫy vẫy tay, không có việc gì, ngươi ở trên xe ngồi xong, đừng lộn xộn, ta đi hỗ trợ. Trương Huyền mở cửa xe. Trực tiếp vọt đi xuống, hướng tới vừa mới tên kia thanh niên đi đến. Thanh niên sắc mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trương Huyền, cầm chủy chiều Trương Huyền đâm tới, hét lớn một tiếng, chết. Trương Huyền trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ở thanh niên tiếp cận hắn nháy mắt, Trương Huyền trở tay liền đem này chế phục, ấn tới rồi chiếc xe cốp xe thượng, đồng thời, Trương Huyền cũng thấp hèn đầu, nếu người ngoài xem ra, thật giống như hai người vụng về vặn đánh vào cùng nhau giống nhau. Chân chính tình huống chỉ có hai người trong lòng rõ ràng. Cầm chủy thanh niên trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác, chính mình giống như là bị một con cự kiềm tạp trụ giống nhau, không thể động đậy. Nói, ai làm ngươi tới? Trương Huyền dùng sức nắm thanh niên cổ, làm thanh niên liền thở dốc đều khó khăn. Nằm mơ, thanh niên cắn chặt răng răng, bài trừ như vậy hai chữ tới. Trương Huyền trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, không có vô nghĩa, trực tiếp bóp gãy thanh niên cổ, dám thương tổn Lâm Thanh Hạm. Này thanh niên kết cục đã chú định. Giang Tĩnh không hổ là chuyên nghiệp bảo tiêu, ở Trương Huyền giải quyết tên này thanh niên thời điểm, nàng cũng đem mặt khác vài tên sát thủ giải quyết. Tổng cộng 4 gã cầm trong tay chủy thủ sát thủ, ở 1 phút nội toàn bộ bị Giang Tĩnh phóng đảo, thu phục xong này đó, Giang Tĩnh trước tiên chạy đến ghế sau, xem xét Lâm Thanh Hạm thương thế. Lâm Thanh Hạm bị dọa đến không nhẹ, cũng may không có bị thương. Đừng động ta, đi xem Trương Huyền. Ta không có việc gì. Trương Huyền không thèm để ý chắp tay bái bái. Giang Tĩnh, ngươi trước mang theo Thanh Hạm trở về, ta tại đây chờ cảnh sát. Không được, phải đi cùng nhau đi. Lâm Thanh Hạm ánh mắt kiên định lắc đầu, không đồng ý làm Trương Huyền một người lưu lại nơi này. Nàng ánh mắt lại nhìn đến Trương Huyền cánh tay phải, kia một cái 10 cm lớn lên miệng vết thương, nhìn thấy ghê người. Lâm Thanh Hạm trong mắt toàn là tự trách, vừa mới nếu không phải chính mình khăng khăng xuống xe. Căn bản sẽ không phát sinh như vậy sự, Trương Huyền cũng sẽ không vì bảo hộ chính mình mà chịu như vậy thương. Các ngươi đi nhanh đi, cần thiết đến có người lưu lại, bằng không cảnh sát tới nhưng không hảo công đạo. Trương Huyền khuyên nhủ, chúng ta đây liền cùng nhau lưu tại này. Lâm Thanh Hạm ánh mắt kiên định. Trương Huyền thấy không lay chuyển được Lâm Thanh Hạm, chỉ phải đáp ứng, hảo đi, chúng ta đây đi trên xe đợi đi, cũng an toàn điểm. 3 người ngồi vào trong xe. Lâm Thanh Hạm cẩn thận khóa kỹ cửa xe. Giang Tĩnh ngồi ở chủ điều khiển, vẻ mặt xin lỗi, Lâm Tổng, Trương Tiên Sinh, chuyện này đều do ta, nếu không phải. Hảo, loại này lời nói liền đừng nói nữa. Lâm Thanh Hạm ngừng Giang Tĩnh sắp xuất khẩu nói, những người này là hướng ta tới, liền tính hôm nay không đụng tới, một ngày nào đó bọn họ sẽ xuất hiện. Thực mau, còi cảnh sát thanh liền vang ở 3 người bên tai, 5 chiếc xe cảnh sát xử nhập đường tắt chung. Trên xe xuống dưới cảnh sát đem này một mảnh khu vực toàn bộ phong tỏa. Trương Huyền vừa thấy mang đội người, liền cảm giác được một trận đau đầu. Hàn đội, người bị hại đều ở trong xe. Một người cảnh sát hướng Hàn Ôn Nhu hội báo. Làm cho bọn họ ra tới, làm hạ bút lục. Zeta cửa xe mở ra, Trương Huyền 3 người thân ảnh xuất hiện ở Hàn Ôn Nhu trong tầm mắt. Hàn Ôn Nhu ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm khoảnh khắc,
ánh mắt hơi hơi có chút né tránh. Trương Huyền nhìn thấy Hàn Ôn Nhu, trên mặt biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều đem nhân gia cấp ngủ, vẫn là nhân gia lần đầu tiên, muốn nói coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, kia Trương Huyền khẳng định là vô pháp làm được. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 thực chuẩn, Lâm Thanh Hạm trước tiên liền cảm giác được Trương Huyền cùng cái kia mang đội nữ cảnh chi gian không khí có chút quỷ dị. Hai người nhận thức, Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi một tiếng. Nhận thức, bị chính mình lão bà hỏi đến vấn đề này, Trương Huyền có vẻ có chút khẩn trương. Được rồi, đừng lôi kéo làm quen, mau tới làm ghi chép. Hàn Ôn Nhu không kiên nhẫn phất phất tay. Chương 81, ai lại đối ai thiên kinh địa nghĩa? Trương Huyền ba người phân biệt bị bất đồng cảnh sát mang theo làm ghi chép, những cái đó sát thủ cũng tất cả đều từ cảnh sát đi xử lý. Đang ở cấp Trương Huyền làm ghi chép không phải người khác, đúng là Hàn Ôn Nhu. Hàn đội, tổng cộng 5 tên hung thủ, 4 người bị chặt đứt tay chân, còn có một cái đã chết, bị người bóp gãy cổ, hiện trường không có video giám sát, bất quá căn cứ điều tra, này 5 tên hung thủ, toàn bộ đều có tiền án, trong đó 2 người là đang lẩn trốn phạm. Một người cảnh sát tới làm hội báo. Hành, đã biết, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, nàng không cần tưởng, đều biết bị bóp gãy cổ cái kia, khẳng định là Trương Huyền làm. Hàn Ôn Nhu là người biết võ, nàng rất rõ ràng, muốn bóp gãy một người cổ, đến yêu cầu bao lớn lực lượng, người bình thường căn bản vô pháp làm được. Hàn Ôn Nhu qua loa làm chút ghi chép, ánh mắt liền tỏa định ở Trương Huyền cánh tay phải thượng. Như thế nào bị thương? Ai, một cái không cẩn thận. Trương Huyền thở dài, lật thuyền trong mương. Đúng không, Hàn Ôn Nhu khóe miệng treo lên một mạt trào phúng tươi cười, ngươi liền tính cống ngầm lật thuyền, cũng sẽ không tại đây loại tiểu mương lật xuống, bảo hộ lão bà ngươi nháo đi. Hắc hắc, Trương Huyền cười nịnh một tiếng, không biết nên như thế nào giải thích. Được rồi, Hàn Ôn Nhu sắc mặt không vui thu hồi ký lục bổn, ngươi trước mang lão bà ngươi trở về đi, có chuyện gì cảnh sát sẽ tùy thời gọi đến các ngươi, còn có, lần sau tái ngộ đến loại chuyện này. Có thể không giết người, tận lực không cần giết người, sự tình nháo lớn, đối ai đều không tốt. Minh bạch, Trương Huyền liên tục gật đầu. Hảo, thu đội, Hàn Ôn Nhu phất phất tay, xoắn gợi cảm vòng eo, trở lại xe cảnh sát thượng. Màu xám bạc Zeta thong thả chạy ở về nhà trên đường. Trương Huyền, ta như thế nào cảm thấy, cái kia nữ cảnh xem ngươi ánh mắt có điểm quái đâu. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền. Có sao, ngươi cảm giác sai rồi đi. Ha ha ha, Trương Huyền đánh ha ha. Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nhìn Trương Huyền vài giây, chợt hất hất đầu, không có lựa chọn tiếp tục cái này đề tài, người muốn hay không đi trước bệnh viện, sâu như vậy miệng vết thương, rất có thể yêu cầu phùng châm. Không có việc gì, Trương Huyền chắp tay bái bái, trong nhà có cấp cứu dương đâu, ta chính mình băng bó một chút là được, phùng châm gì đó quá phiền toái. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền kiên trì, cũng liền không có nói chuyện, lớn như vậy người. Đối với chính mình trên người thương, trong lòng đều hiểu rõ. Lần này ám sát sự kiện, thực mau liền truyền tới Lâm Kiến Vũ trong tai, Lâm Kiến Vũ trước tiên gọi điện thoại lại đây, dò hỏi Lâm Thanh Hạm an nguy. Về đến nhà sau, Lâm Thanh Hạm thay đổi thân áo ngủ, đi vào phòng khách, thấy Trương Huyền chính một người ngồi ở kia, dùng băng gạc quấn quanh xuống tay cánh tay, băng gạc ngẩng đầu lên chỉ có thể dùng miệng cắn. Ta đến đây đi, Lâm Thanh Hạm ngồi vào Trương Huyền bên người, chủ động tiếp được băng gạc. Thế Trương Huyền băng bó. Lâm Thanh Hạm động tác rất chậm, có thể nhìn ra được tới, nàng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, băng bó thủ pháp có vẻ thực phụng về. Trương Huyền có thể ngửi được nữ nhân phát gian thanh hương, nhìn trước mặt nhân vi chính mình băng bó miệng vết thương, cảm thụ được nữ nhân cặp kia mảnh khảnh mềm mại, giờ khắc này, Trương Huyền trong mắt, không còn có bất cứ thứ gì. Máu tươi dần dần thẩm thấu băng gạc, làm băng gạc thượng nhiễm một vòng màu đỏ tươi. Lâm Thanh Hạm vụng về quấn lên một vòng băng gạc, mày liễu nhíu chặt, kỳ quái, này huyết vì cái gì ngăn không được. Nha! Lâm Thanh Hạm đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tay trái vẫn luôn ở đè ép Trương Huyền cánh tay miệng vết thương, cũng là vì chính mình cái này động tác, mới làm Trương Huyền cánh tay miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, thẩm thấu băng gạc. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu, trộm ngắm liếc mắt một cái Trương Huyền, nàng vốn tưởng rằng, Trương Huyền sẽ lộ ra cái gì thống khổ hoặc là bất mãn biểu tình, kết quả nàng nhìn đến chính là, người nam nhân này, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình, ở hắn ánh mắt giữa, chỉ có thanh triệt, không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Như vậy một màn, làm Lâm Thanh Hạm kia viên yên lặng hồi lâu, mới vừa buông lỏng tâm, bắt đầu nhảy lên lên. Hắn vì ta,
không chút do dự chặn lại như vậy một đao. Hắn đã từng nói, như thế nào đối hắn đều được, nhưng đối ta có một chút bất kính, hắn tựa như một đầu nổi điên sư tử. Hắn sẽ ở đêm khuya tiếp ta về nhà. Hắn sẽ cố ý vì ta chuẩn bị kia một hồi dương cầm khúc. Hắn sẽ thỏa mãn ta bất luận cái gì vô lý yêu cầu, dùng rẻ lau sát tịnh sàn nhà, vì ta rửa chân. Hắn! Đau sao? Lâm Thỉnh Hạm nhẹ nhàng vuốt ve Trương Huyền cánh tay. Không đau, Trương Huyền lắc đầu, ôn nhu trả lời. Lâm Thỉnh Hạm trên mặt không tự giác hiện lên một mặt đỏ bừng, tỉ mỉ vì Trương Huyền một lần nữa băng bó miệng vết thương. Trương Huyền cũng ở hưởng thụ như vậy thời gian. Hảo, hai ngày này ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần chạy loạn, công ty cũng liền trước đừng đi. Lâm Thanh Hạm cầm băng gạc, ở Trương Huyền cánh tay thượng chát cái nơ con bướm, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay, ít nhiều ngươi. Ít nhiều ta cái gì? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái. Lâm Thanh Hạm trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nếu không phải ngươi, kia một đao, liền chém vào ta trên người. Vựng, ngươi nói cái này a? Trương Huyền che cái chán, mặc kệ nói như thế nào, hai ta đều lãnh giấy hôn thú, ngươi chính là lão bà của ta, ta bảo hộ ngươi, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao, việc này còn cùng ta nói cảm ơn a? Thiên kinh địa nghĩa, Trương Huyền trong lời nói từ, làm Lâm Thỉnh Hạm sửng sốt một chút. Nàng tại đây thương trường chung, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, tại đây Lâm gia cũng đã trải qua trở mặt thành thù. Thiên kinh địa nghĩa, ai lại có quyền lực, làm ra như vậy yêu cầu? Thiên kinh địa nghĩa, ai lại sẽ đối ai, làm ra như vậy trả giá? Lâm Thỉnh Hạm nhìn Trương Huyền trên mặt kia chân thành tươi cười, này trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như, đối người nam nhân này, sinh ra hảo cảm. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thỉnh Hạm rời giường, phát hiện Trương Huyền chính bò trên mặt đất, tỉ mỉ trà lau chấm đất bản, chính mình đồ dùng tẩy rửa, cũng tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉnh tề bày biện ở phòng vệ sinh chung. Nhìn Trương Huyền trên tay kia một vòng màu trắng băng gạc, Lâm Thỉnh Hạm cảm giác chính mình giống như là một cái ác nhân. Lâm Thỉnh Hạm kêu Trương Huyền kia nghiêm túc lau nhà bóng dáng, mở miệng nói, ngươi về sau đừng làm này đó đi, ta thỉnh cái A-di trở về làm là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. A, ngươi thỉnh lạp. Trương Huyền xoay người, đối Lâm Thanh Hạm lộ ra mỉm cười, không cần thỉnh A-di, ta mỗi ngày dậy sớm, dù sao cũng không có chuyện gì. Không bằng quét tước vệ sinh đâu. Không mệt sao? Hắc, này quét tước chính mình ra, có gì nhưng mệt. Trương Huyền lau cái trán mồ hôi, tiếp tục bò qua đi lau nhà đi. Lâm Thanh Hạm đứng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu, mới đi vào phòng vệ sinh. Dĩ vãng, nàng rửa mặt thời điểm, đều là thực tự nhiên cầm lấy Trương Huyền vì nàng chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt, nhưng hôm nay, nàng cảm giác chính mình sở hữu động tác đều là như vậy biệt nữ. Hô! Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, rửa mặt, nàng quyết định, từ ngày mai bắt đầu, cũng dậy sớm một giờ, bồi Trương Huyền cùng nhau làm chút việc nhà. Đương Lâm Thanh Hạm ra cửa thời điểm, phát hiện Trương Huyền đã ngồi xuống trong xe, đối diện chính mình huy xuống tay, Lâm Tổng, đi mau lạp, chúng ta là 8 giờ rưỡi đánh tạp, người có thể đến trễ, ta không được a. Chương 82, chữa bệnh hạng mục. Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao, ngươi còn đi công ty làm gì? Lâm Thanh Hạm kéo ra ghế sau cửa xe, chủ động ngồi vào Trương Huyền bên cạnh. Ở nhà đợi nhiều không thú vị, còn không bằng đi công ty đâu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Trương Huyền cười hắc hắc, vỗ vỗ chủ ghế điều khiển vị, Giang Tĩnh, đi lạp. Giang Tĩnh khóe miệng một liệt, xuyên thấu qua nội kính chiếu hậu nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Trương tiên sinh, ngươi như vậy tú ân ái, thật sự hảo sao. Tới rồi công ty, Trương Huyền đi trước nghiệp vụ bộ đưa tin. Hắn cũng không có đi Lâm Thanh Hạm quan hệ, mà là giống một cái thực tập công nhân giống nhau, đi làm ngày đầu tiên, cầm một quyển công ty sổ tay, còn có xí nghiệp văn hóa, từ đầu tới đuôi nhìn. Lâm thị nghiệp vụ bộ phận cho thỏa đáng mấy đại bản khối, Trương Huyền ở này khối, chủ yếu là cùng một ít ngoại xí đàm phán cùng hợp tác, cái này bản khối là Lâm thị gần nhất vừa mới thành lập, Lâm Thanh Hạm đem Trương Huyền an bài ở chỗ này, một là có thể làm Trương Huyền từ cơ bản nhất bắt đầu học tập cùng hiểu biết. Đệ nhị, cũng là coi trọng Trương Huyền hơi chút sẽ chút pháp ngữ nguyên nhân. Gần nhất, Lâm thị cùng một cái pháp quốc xí nghiệp đạt thành bước đầu hợp tác, nếu cái này con đường có thể mở ra, Lâm thị đem hoàn thành vượt qua tính một bước, từ một cái bản thổ xí nghiệp, lắc mình biến hóa trở thành vượt quốc xí nghiệp. Lâm thị công nhân đãi ngộ, ở toàn bộ Ngân Châu thị, kia đều là làm người hâm mộ,
trước không nói mỗi tháng đúng hạn ấn điểm tiền lương, năm hiểm một kim trợ cấp, viễn siêu còn lại công ty 20% tiền lương, chính là công tác hoàn cảnh, cũng là rất nhiều xí nghiệp không thể so sánh với. Mỗi một cái nghiệp vụ viên, đều sẽ trang bị đơn độc máy tính, bàn làm việc. Trương Huyền vị trí, bị phân phối tới rồi văn phòng một góc, đi làm ngày đầu tiên, một buổi sáng đều ở ngâm nga công ty điều lệ chế độ cùng xí nghiệp văn hóa chung vượt qua. Đối với điều lệ chế độ gì đó, Trương Huyền xem cũng chưa xem một cái, nhưng thật ra xí nghiệp văn hóa, Trương Huyền rất có hứng thú. Lâm Thị có chuyên môn công nhân nhà ăn, phụ trách công nhân cơm trưa. Giữa trưa cơm nước xong, bí thư Lý Na tìm được Trương Huyền, nói cho Trương Huyền Lâm Thanh Hạm ở bãi đỗ xe chờ hắn. Chờ Trương Huyền đến bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm đang ngồi ở Giang Tĩnh trong xe. Lâm Tổng, người tìm ta. Lên xe, mang người đi cái địa phương. Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền vẫy vẫy tay. Trương Huyền rất quen thuộc ngồi trên hàng phía sau, vừa lên xe, Lâm Thanh Hạm liền đưa cho Trương Huyền một giấy văn kiện. Ngươi xem một chút, đây là chúng ta từ từ muốn nói hạng mục, đợi lát nữa ngươi nhiều xem nhiều học, minh bạch sao? Ân, minh bạch, Trương Huyền gật gật đầu, cầm lấy văn kiện quét hai mắt, đại khái minh bạch từ từ hạng mục là cái gì? Ngân Châu ở gần mấy năm nghênh đón mạnh mẽ khai phá, phía chính phủ cũng ban bố các hạng phúc lợi chính sách, trong đó nhất chịu người chú mục, đó là chữa bệnh ngành sản xuất, chẳng qua cái này hạng mục vẫn luôn đều không có tin tức, nhưng ở phía trước đoạn thời gian, phía chính phủ thả ra tin tức, đem từ các công ty lớn đấu thầu, tới lựa chọn sử dụng một cái công ty hợp tác, hoàn thành chữa bệnh hạng mục. Lần này chữa bệnh hạng mục, cộng muốn ở toàn thị tam khu hai huyện, thành lập 4 gia bệnh viện. Chữa bệnh ngành sản xuất lợi nhuận có bao nhiêu đại, chẳng sợ không làm sinh ý nhân tâm đều có cái số, kia tuyệt đối là một khối thịt mỡ, mỗi người đều muốn ăn thượng một ngụm. Chẳng qua, lần này đấu thầu cũng không phải giống dĩ vãng như vậy lật xem hạng mục thư, mà là từ bổn tỉnh y học sẽ đến quyết định. Có thể ở Ninh tỉnh y học sẽ trên danh nghĩa, kia đều là thanh danh bên ngoài y thuật tiền bối, phi thường có uy vọng. Hôm nay, Ninh tỉnh y học sẽ đem tổ chức một hồi giao lưu hội, tại đây giao lưu hội thượng. Không riêng có này đó y thuật tiền bối tham gia, còn có rất nhiều y học giới tân tú, càng có đồn đãi thả ra, cả nước chứ danh trung y học giả Diêm Lập lão tiên sinh cũng sẽ tham dự. Lần này y học giao lưu hội, không riêng gì y giả nhóm cho nhau giao lưu một cái cơ hội, cũng là y học sẽ quyết định đem từ nhà ai công ty cùng phía chính phủ hợp tác cơ hội. Cơ hồ Ngân Châu thị hơi có năng lực doanh nhân, đều sẽ tham dự lần này giao lưu hội, thả mang lên bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội, tiến hành một hồi đánh cờ. Mỗi người đều xoa tay hầm hè, làm tốt chuẩn bị. Lần này hạng mục ích lợi có bao nhiêu đại? Không chút nào khoa trương nói, có thể làm một cái thân gia trăm vạn người, ở ngắn ngủn một năm nội, đạt tới thân gia thượng trăm triệu. Y học giao lưu hội, ở một cái rất có niên đại cảm trung y quán cử hành, Trương Huyền đến này thời điểm, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm không riêng mang theo chính mình tới, còn có toàn bộ đoàn đội nghiệp vụ tinh anh, lần này hạng mục, Lâm Thỉnh Hạm cũng là nhất định phải được. Lâm Thị mang đến, là một cái 10 người nghiệp vụ tinh anh đoàn, bọn họ làm đủ công khóa, đem nhà ai ưu thế hoàn cảnh xấu tiến hành rồi toàn phương diện phân tích, thậm chí đem nhà ai tặng nhiều ít lễ, đều làm một cái kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác suy đoán. Giờ phút này, trung y quán chung, đã có không ít người tồn tại. Toàn bộ trung y quán, tràn ngập một loại màu trắng tóm tắt phong cách, trên tường quải có hành y tế thế, y học thánh thủ linh tinh bảng hiệu. Đương Lâm Thanh Hạm đi vào trung y quán khi, tức khắc đưa tới không ít có chứa địch ý ánh mắt. Làm Ngân Châu thị long đầu xí nghiệp, Lâm Thanh Hạm vào giờ phút này chính là mọi người công địch. Đối với loại tình huống này, Lâm Thanh Hạm phảng phất cũng là xuất hiện phổ biến, một chút đều không thèm để ý, biểu tình tự nhiên. Từ từ xem bọn hắn đều là như thế nào đàm phán, người hảo hảo nhớ kỹ. Lâm Thanh Hạm đối bên cạnh Trương Huyền nói. Trương Huyền gật gật đầu, không có hé răng. Toàn bộ trung y quán. Vì lần này y học sẽ cùng xí nghiệp đấu thầu, làm một cái một lần nữa bố trí. Một cái đại sảnh, bị chia làm trong ngoài ba cái viên, đều từ cái bàn ngăn cách, giống như là đi học khi lớp làm liên hoan sẽ giống nhau. Chính giữa nhất cái kia viên, đại khái có 10 cái bình phương, làm học thuật giao lưu sở sử dụng, đệ nhị vòng, phóng rất nhiều chỗ ngồi trước trên mặt bàn phóng có nhãn, mặt trên viết có các đại y sư tên, cùng với đối phương hiện tại với nhà ai bệnh viện nhậm chức. Cái thứ ba viên, chỗ ngồi nhiều nhất, mặt trên liền viết mỗ công ty, là chuyên môn vì doanh nhân chuẩn bị chỗ ngồi. Lần này y học sẽ, tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, học thuật giao lưu, đệ nhị giai đoạn,
học thuật triển lãm, đệ tam giai đoạn, chính là để lại cho các doanh nhân đấu thầu thời gian. U, này không phải Lâm Tổng sao, như thế nào, lần này hạng mục liền Lâm Tổng đều tới tham gia, xem ra chúng ta này đó tiểu xí nghiệp, là không có cơ hội lạc. Một đạo âm dương quái khí thanh âm ở Lâm Thỉnh Hạm phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, nói chuyện chính là một cái trung niên nam nhân, trên người ăn mặc giá trị xa xỉ Âu phục. Hoàng Tổng, người lời này liền nói không đúng rồi, lần này đấu thầu, các ngươi ánh dạng đông chữa bệnh khí giới, hẳn là mới là thắng mặt lớn nhất đi. Lâm Thỉnh Hạm khi nói chuyện, bất động thanh sắc đem thủy bát đến đối phương trên người. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, rất có thể sẽ phát sinh cái loại này rất nhiều tiểu xí nghiệp liên hợp chèn ép xí nghiệp lớn một màn, ở bên trong này thổi phồng, cũng không phải vì cho người khác chướng mặt mũi, mà là vì cho người khác dẫn địch. Cái này Hoàng Tổng gần nhất, liền nói ra tiểu xí nghiệp không phải Lâm Thanh Hạm đối thủ loại này lời nói, có thể nói trực tiếp đem Lâm Thanh Hạm lập vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà Lâm Thanh Hạm lần này, lại là cho chính mình giải vây, đem Hoàng Tổng đẩy đi ra ngoài. Chương 83, Diêm Lập Đại Sư. Trương Huyền nhớ rõ chính mình vừa mới ở cái kia văn kiện thượng xem qua, cái này ánh dạng đông chữa bệnh khí giới, vẫn luôn gần nhất đều là Ngân Châu tỉnh chữa bệnh nghiệp nhất ca, cơ hồ nhà ai chữa bệnh thiết bị, đều là từ hắn này tới, có thể nói kiếm lời cái đầy bồn đầy chén, lần này tân chữa bệnh hạng mục ra tới, hắn là nhất có nguy cơ một cái, đồng thời cũng là nhất có cạnh tranh lực một cái. Rốt cuộc ở chữa bệnh phương diện, ánh dạng đông chữa bệnh mới là chuyên nghiệp, điểm này liền Lâm Thị đều so không được. Hoàng Tổng cười lớn một tiếng, Lâm Tổng, người này đã có thể quá đề cao ta Hoàng người nào đó, cùng Lâm Thị so sánh với, ta Hoàng người nào đó nào có cái gì thắng mặt a? Như vậy ngôn ngữ thế công, cơ hồ ở mỗi cái xí nghiệp gian đều sẽ sinh ra. Trương Huyền tìm được thuộc về Lâm Thị vị trí, một mông ngồi đi lên, lẳng lặng nhìn này đó các doanh nhân ở tranh đấu gay gắt. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ trung y trong quán người cũng càng ngày càng nhiều, ở đệ nhị vòng viên trên chỗ ngồi. Không ít y sư đã ngồi xuống, các doanh nhân cho nhau đối thoại thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Xem đệ nhị vòng, cơ hồ mỗi danh ngồi xuống y sư bên người, đều đi theo một người tuổi trẻ người, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn biểu tình, lấy bọn họ tư lịch, có thể tham gia như vậy giao lưu hội, đối bọn họ tới nói, đó là hiếm có cơ hội, vô luận là tại đây giao lưu hội đi học đến đồ vật, vẫn là về sau lấy ra đi làm đề tài câu chuyện, đều là có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo, vì này một cái giao lưu hội danh ngạch. Bọn họ mỗi người, cũng đều trả giá không ít nỗ lực. Một người ăn mặc màu trắng áo dài, trường mặt chữ điền trung niên y sư từ trung y quán cửa đi đến, tại đây danh y sư xuất hiện đồng thời, trong khu vực quản lý giao lưu thanh nhỏ rất nhiều. Là Mã Chủ tịch, Ninh tỉnh Y học Hội trưởng. Mã Hội trưởng xuất hiện, làm y học trong khu vực quản lý đại bộ phận ánh mắt đều tập trung tới rồi hắn trên người, tại đây đồng thời, những cái đó các doanh nhân, cũng sôi nổi mở miệng, hướng Mã Hội trưởng vấn an. Lần này hạng mục, phía chính phủ giao cho y học sẽ đến quyết định, y học sẽ quyết sách giả là ai, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Mã Hội trưởng hướng này đó các doanh nhân gật đầu ý bảo, ngồi xuống đệ nhị vòng chủ ngồi trên. Mã Hội trưởng vừa đến, lần này giao lưu hội, cũng nên hoàn toàn bắt đầu rồi. Mã Hội trưởng, kia chúng ta liền bắt đầu đi, một người y sư mở miệng hỏi. Không vội, Mã Hội trưởng lắc lắc đầu, Diêm Lập lão tiên sinh còn chưa tới. Vừa nghe Diêm Lập hai chữ, ở đây các y sư theo bản năng lộ ra một bộ kính nể biểu tình, này tuyệt đối là một cái có thể làm người nghe được tên sau liền rất là kính nể người. Diêm lão tiên sinh thật đúng là sẽ đến a, một người y sư có chút không tin. Lấy Diêm đứng ở Hoa Hạ y học giới địa vị, cơ hồ mỗi cái địa phương tổ chức y học giao lưu hội, đều sẽ thỉnh Diêm Lập tham gia, nhưng Diêm Lập không có một lần xuất hiện quá, này đó giao lưu hội phần lớn đánh một cái cờ hiệu, Diêm lão tiên sinh có khả năng trình diện. Cái này có khả năng ba chữ, vẫn luôn là một câu tiếng thông tục thôi, nhưng vẫn là có rất nhiều người, vì cái này cực hơi khả năng, vô số lần tham gia giao lưu hội. Lúc này đây Ninh tỉnh y học giao lưu hội, đại gia cũng coi như Diêm Lập lão tiên sinh tên này là cái mánh lới mà thôi, nhưng hiện tại nghe Mã Hội trưởng ý tứ, Diêm lão tiên sinh thật sự sẽ đến. Thiên A. Phỏng đoán đến Diêm Lập tiên sinh thật sự sẽ đến lúc sau. Này đó nguyên bản dáng ngồi tùy ý các y sư đều hơi hơi điều chỉnh nổi lên dáng ngồi, ngồi thẳng tắp, kia bộ dáng, giống như là chờ đợi lão sư đi vào phòng học tiểu học sinh giống nhau. Giao lưu hội ước định mở ra thời gian là 2 điểm chỉnh, hiện tại đã 2 điểm quá 5 phần thời gian, này đó các y sư không có một người trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, ngược lại là vẻ mặt khẩn trương,
cùng chờ mong. Kéo kẹt một tiếng. Trung y quán đại môn phát ra vang nhỏ, này tiếng vang, làm ở đây các y sư tất cả đều vẻ mặt chờ đợi nhìn cửa phương hướng. Ba đạo hoàn toàn bất đồng tiếng bước chân vang lên, một người thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn lão giả, ở một nam một nữ hai người trẻ tuổi làm bạn hạ, đã đi tới. Này lão giả, đúng là đương kim hoa hạ trung y thánh thủ, Diêm Lập Diêm đại sư. Thật là Diêm lão tiên sinh. Diêm lão tiên sinh tới. Này đó y sư trên mặt, lộ ra kích động biểu tình, đứng ở bọn họ bên người đồ đệ, cũng khó nén trên mặt kích động. Diêm Lập sau khi xuất hiện, trước tiên liền dùng ánh mắt quét một vòng, ở mỗi một người y học tân tú gương mặt thượng đảo qua, kết quả làm hắn thực thất vọng, ngày đó cái kia người trẻ tuổi, căn bản là không ở nơi này. Đến nỗi những cái đó doanh nhân ngồi địa phương, Diêm Lập trực tiếp xem nhẹ. Diêm lão tiên sinh, ngài có thể tới tới, thật là làm chúng ta bồng tất sinh huy a. Mã hội trưởng vội vàng đứng lên, đi nhanh tiến đến nghênh đón Diêm Lập. Còn lại y sư cũng tất cả đều đứng dậy. Diêm Lập gật gật đầu, mã hội trưởng, người khách khí, còn có các vị, đều mời ngồi đi, hôm nay là tới thảo luận học thuật, không có như vậy nhiều khách sáo đổ vật. Là, mã hội trưởng liên tục gật đầu, đem Diêm Lập thỉnh tới rồi chủ ngồi trên, hắn thì tại một bên sườn tọa lạc tòa. Trương Huyền ngồi ở nhất bên ngoài một vây, nhìn Diêm Lập đã đến, trong lòng có chút phát lạnh. Diêm Lập y học trình độ, Trương Huyền là gặp qua, hạ châm thực chuẩn, đối huyệt vị nhận chi cũng thực chuẩn, nói tóm lại, đây là một cái kiến thức cơ bản siêu cấp vững chắc lão trung y, nhưng đầu óc quá cổ hủ, không hiểu biến báo, hắn hạ châm phương pháp, hoàn toàn là cái loại này sách giáo khoa cấp bậc, không có một chút sai lầm, nhưng khuyết thiếu linh tính, gặp được một ít nghi nan tạp chứng, rất khó xử lý. Người như vậy, hiện giờ đều trở thành cái gọi là đại sư, xem ra hiện tại hoa hạ trung y, đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Trương Huyền học y thời điểm, đã từng đáp ứng vị kia, muốn đem hoa hạ trung y phát dương quang đại, phải đối này một hàng tiến hành tân cải cách, ở không quên bổn đồng thời, khai triển sáng tạo. Đương Diêm Lập đại sư đã đến lúc sau, giao lưu hội liền chính thức bắt đầu tiên từ các đại các y sư lấy ra một ít khó khăn chứng bệnh, hơn nữa đưa ra chính mình giải thích, lại có đại gia cộng đồng thảo luận. Như vậy tiếp thu ý kiến quần chúng, đối tự thân tăng lên có rất lớn trợ giúp. Này đó các y sư nói, ở đây các doanh nhân cũng nghe không hiểu, nhưng lại tất cả đều tỉ mỉ nhớ xuống dưới. Trương Huyền, người phải nhớ hạ bọn họ nói, sau đó đấu thầu thời điểm, mấy thứ này đều khả năng hữu dụng. Lâm Thanh Hạm nhìn ngồi ở bên cạnh, nhàn có chút hốt hoảng Trương Huyền, nhắc nhở nói. Yên tâm lạp, mấy thứ này cũng chưa gì dùng, một ít tiểu bệnh trạng mà thôi, nhớ này đó làm gì. Trương Huyền vẫy vẫy tay, mãn không thèm để ý nói. Này đó các y sư đưa ra nghi nan tạp chứng, ở Trương Huyền xem ra, đều bất quá là một ít phiền toái nhỏ, mà này đó các y sư thảo luận trị liệu biện pháp, cũng đều là một ít sách vở thượng giảng, hoàn toàn không có sáng tạo. Đối với sách vở thượng giảng đồ vật, Trương Huyền vẫn luôn đều bảo trì một loại khách quan thái độ. Hiện thực không phải sách giáo khoa, thư thượng giáo, có thể dùng, nhưng không thể chết được dùng. Học được này đó, đơn giản là làm đại gia suy một ra ba. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền cái dạng này, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, xem ra người này tâm tư, vẫn là không ở này mặt trên a, nàng nhìn Trương Huyền vài lần, không có nói nữa. Chương 84, quá cổ hủ. Giao lưu hội như hỏa như liệu tiến hành, các y sư thảo luận cũng phi thường kịch liệt. Đột nhiên, Diêm Lập mở miệng, hắn vừa nói lời nói, toàn bộ trung y quán đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người tĩnh tâm nghe. Ta này có một trường hợp, các ngươi đảo có thể cầm đi thảo luận. Diêm lão tiên sinh thỉnh giảng, mã hội trưởng làm một cái thỉnh thủ thế. Diêm Lập ánh mắt nhìn quét một vòng, mở miệng nói, có một người bệnh, cổ lai hy chi năm, đột phát tính hôn mê, đồng tử ngưng tụ, thiếu huyết, 10 ngón trắng bệch, mạch đập nhảy lên thong thả, lấy châm thần đình, đầu duy, chính doanh, trăm hối bốn huyệt, đối thần kinh tiến hành kích thích không có hiệu quả. Thải toàn châm pháp cũng khó có thể tỉnh lại, chư vị có cái gì phương pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem người bệnh cứu lên. Diêm Lập theo như lời, đúng là hắn ngày hôm qua ở trên thương trường đụng tới bệnh hoạn. Rất nhiều y sư nghe Diêm Lập nói xong, mày đều là nhăn lại, làm tự hỏi trạng. Đột phát tính hôn mê, đối bốn huyệt tiến hành kích thích, đây là thực thường thấy trị liệu thủ pháp, đồng tử ngưng tụ, thiếu huyết, cũng là hôn mê đặc thù, mạch đập bằng phẳng. Chứng minh đại não đi ra ngoài tạm giai tính cơn sốc trạng thái, nếu là bọn họ, cũng đều sẽ lựa chọn đối thần đình, đầu duy, chính doanh, trăm hối bốn huyệt tiến hành kích thích, nhưng Diêm lão tiên sinh lại nói,
lấy toàn châm pháp đều khó có thể tỉnh lại. Rất nhiều y sư đều ở tự hỏi, cổ Lai Hy Chi năm, cũng chính là hơn 70 tuổi, nhân thể sinh lý cơ cấu đã sớm bắt đầu thoái hóa. Có thể nếm thử Tây y trị pháp, vì người bệnh thua oxy. Một người y sư như vậy mở miệng. Không tồi, trước vì người bệnh thua oxy, đối thần kinh não tiến hành kiểm tra, phối hợp dược vật trị liệu. Không ổn, Diêm Lập lắc lắc đầu, người bệnh tuổi quá lớn, thả chúng ta thảo luận, là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đem người bệnh cứu lên, nếu lúc ấy không có thời gian đưa hướng bệnh viện đâu. Này, vừa mới mở miệng y sư lộ ra khó xử thần sắc, hắn thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào. Thời gian một phút một giây quá khứ, một ít người đưa ra biện pháp, nhưng tất cả đều bị Diêm Lập lật đổ. Một chúng các y sư minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra có thể đương trường cứu tỉnh người bệnh phương pháp. Ở đệ thập phút thời điểm, Diêm Lập lại lần nữa mở miệng. Hảo, thảo luận đến đây ngưng hẳn. Đang ở minh tư khổ tưởng các y sư vừa nghe lời này, trên mặt đều lộ ra tiếc nuối biểu tình, bởi vì bọn họ biết, Diêm Lập nói thảo luận ngưng hẳn nguyên nhân, là bởi vì người bệnh chịu đựng không nổi. Nếu vừa mới, thực sự có như vậy một cái người bệnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bó tay không biện pháp, làm một cái bác sĩ, này đối bọn họ tới nói, là nhất vô lực sự. Một người y sư trên mặt lộ ra đấu tranh biểu tình, trầm mặc vài giây sau mở miệng, Diêm lão tiên sinh, thứ ta nói thẳng, nếu thật sự phát sinh vừa mới cái loại này tình huống, người bệnh hẳn là đã không có còn sống khả năng, liền toàn châm đều không thể kích thích đến thần kinh, rất có thể người bệnh thần kinh đã hoại tử. Tên này y sư mới vừa nói xong, lại một người y sư tiếp được lời nói cha, đúng vậy, loại này não bộ thần kinh hoại tử, ở y học đi lên giảng, đã là một loại tử vong. Diêm Lập nhìn một vòng, mở miệng, các ngươi đều như vậy cho rằng. Còn lại y sư nghe được, đều gật gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Diêm Lập không có trách cứ, mà là thật sâu thở dài, xem ra hắn nói không tồi, chúng ta đều quá cổ hủ a. Diêm lão tiên sinh, ngài ý tứ là, có người có thể chữa khỏi. Mã hội trưởng nghe ra một ít nghe đoan, trên mặt mang theo không tin, vừa mới hắn ở trong đầu bắt chước vô số loại biện pháp, nhưng đều bị chính mình cấp lật đổ. Không tồi, Diêm Lập gật gật đầu, ta vừa mới cho các ngươi nói trường hợp, là ta ngày hôm qua sở đụng tới, lúc ấy ta đối người bệnh thần đình, đầu duy, chính doanh, trăm hối tiến hành kích thích, lại một chút biện pháp đều không có, kết quả, bị một thanh niên, đem người cứu tỉnh, liền ở vừa mới, các ngươi xem nhẹ một vấn đề, cũng là ta ngày hôm qua sở xem nhẹ, người bệnh ngón tay, mất máu, trắng bệch. Chúng ta mọi người, đều theo bản năng cho rằng, người bệnh ở hôn mê thời điểm. Ngón tay xuất hiện mất máu trắng bệch tình huống thực bình thường, cho nên sẽ xem nhẹ điểm này, nhưng cũng liền bởi vì như vậy, làm chúng ta bị lạc đột phá khẩu, cái kia người trẻ tuổi nói cho ta, người bệnh cũng không phải đơn giản hôn mê, chúng ta vứt bỏ hắn hôn mê mới ngón tay trắng bệch khả năng tính, đổi thành bởi vì ngón tay trắng bệch mới đưa đến hôn mê, nói như vậy, liền có một loại khác khả năng. Là chết giả, Diêm Lập vừa dứt lời, liền có một người y sư nhìn không được hô ra tới, người bệnh tuổi quá lớn. Nhân khí huyết không thuận, dẫn tới đại não thiếu oxy, sử thần kinh lâm vào trạng thái chết giả, do đó dẫn tới hôn mê. Không tồi, Diêm Lập gật gật đầu, nếu như vậy, liền có tân ý nghĩ bãi ở trước mặt ta, liền ở ngày hôm qua, cái kia người trẻ tuổi hướng ta triển lãm hắn vô cùng thần kỳ châm cứu kỹ thuật, đối mặt như vậy người bệnh, hắn trước châm hợp gốc, người trung nhị huyệt, về chuyển thêm đề cắm, tăng mạnh kích thích, không lưu châm, theo sau lại châm thứ trăm sẽ, thiếu thương. Cường độ thấp phê chuyển, đến khí sau lưu châm, gián đoạn vận châm, mà xử người bệnh thanh tỉnh, cứu lại một cái tánh mạng. Diêm Lập nói xong, trong mắt mang theo một mạt kính nể. Đang ngồi y sư, tắc đều há to miệng. Diêm lão tiên sinh, này, quá mạo hiểm a, huyệt bách hội nãi thần kinh não cuối, hắn đi trước hợp gốc người chung, lại châm trăm hối, có rất lớn khả năng tính, dẫn tới người bệnh trực tiếp chết đột ngột, hơi có vô ý, liền sẽ biến thành người thực vật. Ngày hôm qua, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Diêm Lập lộ ra một mặt tự giễu tươi cười, nếu không hắn vì cái gì sẽ nói, ta quá mức cổ hủ, không hiểu biến báo, trung y, có dắt một phát động toàn thân mà nói, hắn trước lấy hợp gốc, người trung nhị huyệt, tăng mạnh đối thần kinh kích thích, sau đó lựa chọn trăm hối, làm tiến thêm một bước tăng mạnh, nhưng hơi chút lưu châm, thông qua loại này kích thích đầu dây thần kinh phương pháp, xử người bệnh thanh tỉnh, này tuyệt đối là. Diêm Lập ngữ khí hơi hơi một đốn, sáng tạo. Sáng tạo. Này hai chữ, giống như là một viên bom hẹn giờ, tại đây đàn y sư giữa nổ vang.
Trung y, đó là lão tổ tông lưu lại đồ vật, cho tới nay, mọi người đều nghĩ, nên như thế nào hoàn nguyên, gặp được chứng bệnh gì, lật xem cổ điển, nhìn xem lão tổ tông là như thế nào trị liệu, nhưng chưa từng có người, nghĩ tới sáng tạo. Trung y sáng tạo, nơi này khó khăn, chỉ có hiểu trung y nhân tài hiểu biết, siêu việt cổ nhân, siêu việt tự mình. Lâm Thanh Hạm ngồi ở nhất ngoại tầng, nhìn những cái đó các y sư khiếp sợ bộ dáng, hỏi hướng Trương Huyền, người cũng hiểu trung y, bọn họ nói người có thể nghe hiểu sao? Có thể a, Trương Huyền gật gật đầu, đây đều là chút tương đối dễ hiểu đồ vật mà thôi. Trương Huyền vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một trận cười khẽ thanh. Ha ha, thật là rõng rạc, dễ hiểu đồ vật. Không hổ là Lâm thị người, nói cái gì đều dám nói a. Trương Huyền liếc mắt một cái, này phát ra cười khẽ thanh người, đúng là vừa mới cùng Lâm Thanh Hạm tiến hành một phen ngôn ngữ đấu tranh Hoàng Tổng. Trương Huyền trợn trắng mắt, mở miệng nói, nga, chẳng lẽ Hoàng luôn có cái gì khác giải thích không thành? Giải thích không có, kiến nghị nhưng thật ra có một cái. Hoàng Tổng đôi tay ôm ngực nói. Chương 85, tập thể nhằm vào. Vừa nghe kiến nghị, Trương Huyền thay vẻ mặt mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Ta kiến nghị các ngươi này đó Lâm thị, nhân lúc còn sớm cút đi, bởi vì từ từ, các ngươi khả năng sẽ xấu mặt. Hoàng Tổng vẻ mặt cười lạnh. Lâm Thanh Hạm ngồi ở Trương Huyền bên người, đối này Hoàng Tổng nói nghe được rành mạch, nàng vừa muốn mở miệng phản bác, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Nga, đây là kiến nghị a, ta còn tưởng rằng là cái gì có dinh dưỡng đồ vật đâu, nguyên lai bất quá là một cái cẩu ở loạn phệ, ta cũng có cái kiến nghị nói cho ngươi, đừng lại cùng ta tất tất, bằng không ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Trương Huyền nói xong, cố ý loát khởi ống tay áo, lộ ra chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Quả thực, Hoàng Tổng không có còn dám mở miệng, chỉ là xem Trương Huyền ánh mắt âm ngoan không ít. Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh Lâm Thanh Hạm che miệng cười khẽ, tuy rằng vừa mới Trương Huyền kia phiên lời nói và thô bỉ, nhưng không thể không nói, làm người thật sự trong lòng thực sảng. Trương Huyền vươn ra ngón tay, dỗi dỗi Lâm Thanh Hạm cánh tay, vui vẻ liền cười ra tới sao, đừng nghẹn. Ngươi nha ngươi, đừng náo loạn. Lâm Thanh Hạm trách cứ nói Trương Huyền một câu, nhưng kia động tác biểu tình, lại không có trách cứ ý tứ. Trong sân y học giao lưu hội dần dần tiếp cận kết thúc, ở giao lưu trong lúc, còn chuyên môn trưng cầu hai gã người bệnh ý nguyệt, dẫn bọn hắn hiện trường tiến hành trị liệu, Diêm Lập càng là triển lộ một tay châm cứu kỹ thuật, liền Mã hội trưởng đều không thể trị liệu tốt người bệnh, ở Diêm Lập trong tay, dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Cái này làm cho đông đảo các y sư minh bạch. Diêm lão tiên sinh vì sao được xưng là trung y thánh thủ, kia hạ châm thủ pháp cùng huyệt vị nắm giữ trình độ, đích xác không phải chính mình có thể so sánh, đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đối Diêm lão tiên sinh nói cái kia người trẻ tuổi, càng thêm có hứng thú, làm Diêm lão tiên sinh đều bội phục người, này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Các y sư giao lưu hội sau khi kết thúc, liền tới rồi các doanh nhân đấu thầu thời gian. Lần này, Mã hội trưởng chuyên môn an bài các doanh nhân ở giao lưu hội thượng đấu thầu. Cũng có hắn dụng ý. Đầu tiên, giao lưu hội thượng sẽ đưa ra này đó các y sư đối y giải thích, đó chính là sinh mệnh vĩnh viễn đặt ở tuyến đầu, tiếp theo, cũng là một cái công khai công chính biểu quyết, nhiều như vậy y sư đều ở đây, mặc kệ nhà ai đấu thầu thành công, đều sẽ không có người ta nói hắn Mã hội trưởng nhàn thoại. Đối với loại này xí nghiệp đấu thầu, Diêm Lập cũng không có cái gì đại hứng thú, giờ phút này đi lại không dễ đi, tìm cái thượng phòng vệ sinh lấy cớ. Liền đi tới trung y quán ngoại phóng phong đi. Y quán nội, Mã hội trưởng trước phát biểu vừa lật diễn thuyết, theo sau làm các xí nghiệp lớn, tới nói nói chính mình đối lần này hạng mục cái nhìn. Mã hội trưởng vừa dứt lời, Hoàng lão bản liền cái thứ nhất đứng lên, làm toàn thị lớn nhất chữa bệnh khí giới công ty, Hoàng lão bản ở phương diện này là nhẹ nhất xe con đường quen thuộc, đồng thời cũng cùng Mã hội trưởng bọn họ đều rất quen thuộc. Các vị, chúng ta ánh dạng đông chữa bệnh khí giới. Cho tới nay đều chú trọng đối chữa bệnh ngành sản xuất cống hiến, cùng chúng ta hợp tác quá số đại bệnh viện đều biết, chúng ta ánh dạng đông chữa bệnh, vẫn luôn đều căn cứ thành tin hai chữ, sở hữu chữa bệnh khí giới, đều bằng giá thấp bán ra, đồng thời cũng ở phương diện này nhất có kinh nghiệm, so người khác làm càng tốt. Lời này không đúng, Hoàng Tổng, tất cả mọi người biết, các ngươi ánh dạng đông chữa bệnh, là làm chữa bệnh khí giới, khai bệnh viện cùng bán khí giới, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Một người xí nghiệp lão bản đứng dậy, các vị y sư, chúng ta Phong Nguyên tập đoàn, có rộng lớn tài nguyên, đồng thời cũng làm nhiều phương diện điều tra, góp nhặt khổng lồ tin tức kho, đối máu thu thập, hàng mẫu cất chứa, cũng đều làm công tác, lần này phía chính phủ bệnh viện hạng mục, là tạo phúc nhân dân công trình,
tự nhiên càng nhanh hoàn công càng tốt, nhân dân cũng có thể sớm hơn hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, các công ty lớn bắt đầu lên tiếng, cơ hồ mỗi người đều đang nói chính mình ưu điểm, chèn ép còn lại công ty. Những cái đó các y sư cũng ở cẩn thận tự hỏi, đây là bọn họ lần đầu tiên trải qua như vậy sự, có vẻ thực trịnh trọng. Không thể không nói, phía chính phủ lần này cách làm, cũng là rượu ở trong đó. Cho tới nay, xã hội chữa bệnh, đều là một cái dẫn người tranh luận đề tài, lần này làm Ninh tỉnh y học sẽ đến quyết định hạng mục khai phá, có thể đem một đại bộ phận tranh luận bài trừ, đồng thời, đạt thành chung nhận thức các y sư, cũng vô cùng có khả năng sẽ tham dự đến cái này hạng mục giữa tới. Đến lúc đó này bệnh viện hạng mục, liền có thể nhẹ nhàng mời chào các đại danh y, phía chính phủ quyết sách người ở chiến tích thượng, sẽ bán ra một đi nhanh. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chỗ kia, thấy thời cơ không sai biệt lắm, đối nàng đoàn đội gật gật đầu. Lâm Thị một người nghiệp vụ tinh anh hít sâu một hơi, đứng lên, các vị, chúng ta Lâm Thị tập đoàn, kéo dài qua số đại lĩnh vực, danh nghĩa hiểu rõ ra phúc lợi tiểu học, không ràng buộc giúp đỡ đếm rõ số lượng 10 tên cô nhi thi đậu đại học, từng làm có phúc lợi bệnh viện. Không ràng buộc cứu trợ, cho tới nay, chúng ta Lâm Thị đều chú ý một cái thành tin, hiện giờ. Mau thôi bỏ đi, liền các ngươi Lâm Thị còn thành tin, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng lão bản trực tiếp mở miệng, đánh gãy tên này nghiệp vụ tinh anh nói, các ngươi Lâm Thị nếu là thành tin xí nghiệp, kia lừa dối tập đoàn đều có thể nói là thành tin xí nghiệp. Ai không biết, Lâm Thanh Hạ máu lạnh vô tình, cố ý hãm hại chính mình Đường ca, vì một cái Lâm Thị tập đoàn tổng tài chi vị. Sinh sôi đem chính mình người nhà đưa vào đại lao. Chính là, lại một người xí nghiệp lão bản đứng lên, tên này xí nghiệp lão bản, chính là phía trước đơn phương cùng Lâm Thị giải trừ hợp tác quan hệ người, Lâm Thị cỡ nào ích lợi huân tâm, chúng ta này đó doanh nhân nhất rõ ràng, liền tính lần này hạng mục không khai triển, cũng không nên làm Lâm Thị bắt được, nếu không, này Ngân Châu Thị, có thể để mắt bệnh người, liền quá ít. Không tồi, chúng ta hôm nay tới đây, cũng không phải tưởng bắt được này hạng mục khai phá quyền, chỉ là tưởng vạch trần Lâm Thị gương mặt thật. Nước danh thương vụ công ty người phụ trách đứng lên, chúng ta mấy nhà công ty, liên hợp chống lại Lâm Thị đối này hạng mục tham dự, chúng ta nguyện bỏ vốn tại đây hạng mục chung, làm mọi người đều ăn đến giá thấp dược, ổn định giá dược, mà không phải những cái đó giá trên trời dược. Đúng vậy, đây là chúng ta mục đích, chúng ta không vì kiếm tiền, chỉ vì chống lại Ngân Châu Thị lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Tuệ Lượng công ty cổ phần người phụ trách mở miệng. Chữa bệnh ngành sản xuất, là dân sinh trọng trung chi trọng, chúng ta không hy vọng Ngân Châu Thị xuất hiện lòng dạ hiểm độc bệnh viện tình huống, hôm nay, chống lại Lâm Thị. Đúng vậy, chống lại Lâm Thị. Một nhà lại một nhà xí nghiệp người phụ trách đứng lên, những người này, đều là lúc trước cùng Vương Vĩ hợp tác, cùng Lâm Thị đơn phương ngưng hẳn hợp tác người. Hiện giờ, Vương Vĩ đã hoàn toàn rơi đài, Lâm Thanh Hạm trưởng quản Lâm Thị quyền to. Những người này đều đã ngồi không yên, nếu tùy ý Lâm Thị tiếp tục phát triển đi xuống, sớm muộn gì không có bọn họ sinh tồn nơi, cho nên, liền có bọn họ tới tập thể chống lại Lâm Thị một màn. Đương nhiên, này sau lưng tất nhiên có một cái làm chủ giả. Trương Huyền nhìn lướt qua, Chu Thị người, tới là tới, nhưng vẫn luôn đều không có hé răng, Trương Huyền cũng liêu Chu Thị người không dám, như vậy lần này làm chủ giả, lớn nhất khả năng, chính là cái kia Ánh Dạng Đông chữa bệnh. Chương 86, quả thực buồn cười. Nhiều như vậy ra xí nghiệp liên hợp chèn ép Lâm Thị, kia tất nhiên là làm sung túc chuẩn bị. Có thể phát hiện, hiện tại Lâm Thanh Hạm sắc mặt đã phi thường khó coi. Tên kia Lâm Thị nghiệp vụ tinh anh còn chuẩn bị nói chuyện, bị một người y sư ngừng. Chư vị doanh nhân, cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta muốn thương lượng một chút. Những cái đó xí nghiệp người phụ trách nhóm thấy được y sư thái độ, vừa lòng gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Lâm Thị tên kia nghiệp vụ tinh anh vội vàng cùng chính mình đoàn đội giao lưu, tìm phương pháp giải quyết. Ước 3 phút tả hữu, các y sư khe khẽ nói nhỏ kết thúc, đại gia cũng đều đem ánh mắt phóng tới bọn họ trên người. Chư vị, chúng ta thương nghị có rồi kết quả, chữa bệnh ngành sản xuất, bất đồng với mặt khác, đều không phải là lấy ngư cầu lợi nhuận vì mục đích, trị bệnh cứu người, mới là trọng trung chi trọng. Hoàng lão bản đứng lên, mở miệng nói, Vương bác sĩ. Chúng ta Ánh Dạng Đông chữa bệnh khí giới, bắt lấy mấy nhà chữa bệnh thiết bị cung ứng con đường, có thể nói, có thể vận hướng Ngân Châu Thị chữa bệnh khí giới, không có so với chúng ta càng tiện nghi, liền tính Lâm Thị, cũng yêu cầu cùng chúng ta hợp tác, nhưng ta, chung thân sẽ không cùng Lâm Thị hợp tác. Lâm Thị có thể làm được hiện giờ tình trạng này, dựa vào chính là thủ đoạn, càng có tiền công ty, kiếm được càng tàn nhẫn, Lâm Thị bắt được giá cao chữa bệnh khí giới,
ở chữa bệnh phương diện, lại sẽ tiện nghi đến nào đi. Mà chúng ta bất đồng, chúng ta chi phí rẻ, đúc liền chúng ta rẻ tiền chữa bệnh giá cả, ở điểm này, chính là hoàn hoàn toàn toàn siêu việt Lâm Thị, đồng thời, ta lại cùng mấy nhà xưởng dược đạt thành hợp tác, sở hữu bệnh viện dùng dược, tuyệt đối là xưởng cung ứng, không có như vậy nhiều chênh lệch giá rút ra, giá cả muốn so trên thị trường, tiện nghi 50%. Không tồi, tên kia họ Vương y sư gật gật đầu, Hoàng lão bản, ngươi nếu thật có thể như thế, kia thật là tạo phúc xã hội a. Đương nhiên, nói được thì làm được, Hoàng lão bản trên mặt, lộ ra vừa lòng tươi cười. Lâm Thanh Hạm ngồi ở kia, nhìn nàng đoàn đội vì nàng lấy tới bảng thống kê, hiện tại nói chuyện tên này Vương bác sĩ, thu ánh dạng đông chữa bệnh tam vạn khối bao lì xì, mặt trên còn ghi lại rất nhiều người danh, mặt sau đều có một con số kim ngạch. Lâm Tổng, chúng ta lần này, khả năng thật sự tài. Tên kia tiêu thụ tinh anh đầy mặt tiếc nuối. Bọn họ lần này bị khắp nơi liên hợp nhằm vào, dù cho có tất cả lực, cũng khó thi triển ra tới. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có quan hệ, lần này sự tình, cũng tại dự kiến bên trong, lần này vất vả các ngươi, hôm nay trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, không trách các ngươi. Ai, tên kia tiêu thụ tinh anh thở dài, trong mắt toàn là tự trách. Trải qua một chúng y sư thảo luận, thực mau kết quả ra tới. Mã hội trưởng đứng dậy, lớn tiếng nói, như vậy kế tiếp, chúng ta tuyên bố, lần này hạng mục khai phá, đem toàn bộ giao từ ánh dạng đông chữa bệnh khí giới phụ trách, chúng ta Ninh tỉnh y học sẽ, đem ở trong đó khởi giám sát tác dụng, lực bảo về sau, tất cả mọi người có thể ăn thượng ổn định giá dược. Hảo, không biết là ai hô một tiếng, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng lão bản đầy mặt ý cười, đắc ý nhìn Lâm Thanh Hạm, hướng Lâm Thanh Hạm làm cái mạt cổ động tác. Khôi hài, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, ở trong đám người vang lên, này tiếng quát điếc tai, làm này mãn quán vỗ tay, đều không khỏi ngừng lại. Lâm Thanh Hạm nhìn bên người nam nhân, làm không rõ hắn lại muốn làm gì. Trương Huyền ở một đám người nhìn chăm chú hạ, đứng dậy, nhìn quét ở đây doanh nhân, vỗ tay. Các ngươi này nhóm người, có cái gì mặt vỗ tay? Ổn định giá dược từ các ngươi trong miệng nói ra, vì cái gì sẽ có vẻ như vậy kiêu ngạo? Còn có các ngươi, Trương Huyền lại đem ánh mắt, phóng hướng ngồi ở trung gian những cái đó các y sư, các ngươi là bác sĩ. Bác sĩ là làm gì đó? Chữa bệnh, cứu người. Mà các ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì? Các ngươi không phải làm người bệnh đi kiểm tra, cũng không phải làm người bệnh uống thuốc. Các ngươi yêu cầu, không phải cái gì tiện nghi dược, mà là càng tốt chữa bệnh thủ pháp. Tới bảo đảm, trên đời này người bệnh càng ngày càng ít, mà không phải bảo đảm, trên đời này dược, càng ngày càng tiện nghi. Trương Huyền một chân đá văng ra trước người ghế dựa, đi nhanh chiều nội vòng đi đến. Cổ có tiệm thuốc, thượng thư một liên, chỉ mong thế gian người vô bệnh, gì thích giá thượng dược sinh trần, mà các ngươi hiện giờ, lại ở thảo luận như thế nào làm dược càng tiện nghi, các ngươi, thật là bác sĩ. Trương Huyền trên mặt, lộ ra châm chọc tươi cười, phá lệ rõ ràng. Tiểu tử, ngươi là người nào, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân? Một người bác sĩ đương trường bùng nổ, cút cho ta. Đừng, Mã hội trưởng duỗi tay ngăn trở kia danh y sinh tiếp tục nói chuyện, hắn thở dài, nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi ý tứ, ta thực lý giải, y giả nhân tâm, chúng ta lại làm sao không hy vọng thế gian lại vô bệnh tật, nhưng ngươi nói, kia càng tốt chữa bệnh thủ pháp, từ chỗ nào đi lấy. Trương Huyền nâng lên cánh tay, bỗng nhiên một lóng tay Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị liền có. Ha 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 ha, ha 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 ha, Hoàng lão bản khoa trương tiếng cười vang lên. Ta còn tưởng rằng, đây là cái gì nhân vật, nói như vậy bao lớn nghĩa lăng nhiên nói, kết quả là, vẫn là Lâm Thị không cam lòng a. Lâm Tổng, hắn đây là, Lâm Thị tên kia tiêu thụ tinh anh khó hiểu nhìn Lâm Thanh Hạm, bọn họ căn bản là không có gì tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn, liền tính hiện tại thổi cái nghiêu, coi như lợi thế, về sau vẫn là sẽ bị vạch trần, đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ, trên mặt càng thêm khó coi. Không có việc gì, làm hắn tới. Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Trên mặt mang theo một mặt hồ nghi, nhìn Trương Huyền. Mã hội trưởng vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, tiểu huynh đệ, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi cũng biết, chúng ta nhiều như vậy bác sĩ ngồi ở chỗ này, cái dạng gì chữa bệnh thủ đoạn, mới tính tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn. Trương Huyền trả lời, có thể trị hảo các ngươi sở vô pháp trị liệu người, này đó là tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn. Chê cười, họ Vương bác sĩ hét lớn một tiếng, chữa khỏi chúng ta vô pháp trị liệu người, tiểu tử, hôm nay.
Diêm Lập lão tiên sinh cũng ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ tưởng nói, các ngươi Lâm thị nắm giữ chữa bệnh thủ đoạn, chính là Diêm Lập lão tiên sinh cũng không bằng. Họ Vương bác sĩ trực tiếp lấy ra đỉnh đầu chụp mũ khấu ở Trương Huyền trên đầu, lấy Diêm Lập lão tiên sinh danh hào, đủ để cho nói ra càng tốt chữa bệnh thủ đoạn người, biết khó mà lui. Đáng tiếc, Trương Huyền làm này họ Vương bác sĩ thất vọng rồi, ở họ Vương bác sĩ khấu thượng Diêm Lập lão tiên sinh cái mũ này lúc sau, Trương Huyền như cũ gật đầu. Không tồi, ta Lâm thị sở nắm giữ chữa bệnh thủ đoạn, là dẫn đầu với toàn thế giới. Rõng rạc, thật sự là rõng rạc. Một người bác sĩ đường trường chụp cái bàn, ta hy vọng các ngươi Lâm thị không cần hồ nháo. Không sai, dẫn đầu toàn thế giới. Ngươi biết cái gì kêu dẫn đầu toàn thế giới sao? Ngươi hiểu y sao? Ngươi nói ngươi có thể vượt qua Diêm Lập lão tiên sinh, thật sự là không lựa lời tiểu tử. Lần lượt từng bác sĩ chụp bàn dựng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Diêm Lập thanh danh, tại đây y học giới, thật sự là quá vang dội, hiện tại, tùy tiện ra tới một cái danh đều chưa biết người trẻ tuổi. Liền nói hắn nắm giữ liền Diêm Lập lão tiên sinh đều không bằng chữa bệnh thủ đoạn, có thể nào không cho nhân khí phẫn. Siêu Việt sư phụ ta, ngươi có biết hay không ngươi đang nói chút cái gì? Làm người cảm giác buồn cười. Diêm Lập một nam một nữ hai cái đồ đệ, cũng vào lúc này phát ra tiếng. Chương 87, cút đi. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người, đều ở nhằm vào Trương Huyền. Ta nói Lâm Thanh Hạm A, các ngươi Lâm thị. Thật sự là cái gì phương pháp đều có thể dùng đến, tùy tiện tìm một người, liền nói ra như vậy mạnh miệng. Vương lão bản vẻ mặt cười nhạo nói. Lâm thị tập đoàn vài tên nghiệp vụ tinh anh ở kia xem lo lắng xuông, bọn họ vốn định, lần này hạng mục, tuy rằng bị ánh dạng đông chữa bệnh thiết bị bắt được, nhưng lấy bọn họ trình độ, vẫn là có thể nói xuống dưới một ít khác gần hạng mục. Nhưng hiện tại, bị người này như vậy một làm, bọn họ dù có thiên đại bản lĩnh, y học sẽ người cũng không có khả năng lại tiếp kiến bọn họ. Một chúng bác sĩ nhóm đều phẫn nộ nhìn Trương Huyền. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi gióng giạc địa phương, hiện tại, ngươi cần thiết phải cho chúng ta xin lỗi, vì ngươi khẩu suất cuồng ngôn, xin lỗi. Ta khẩu suất cuồng ngôn, Trương Huyền hỏi lại một tiếng, chẳng lẽ, các ngươi cho rằng có người y thuật vượt qua các ngươi, đó là khẩu suất cuồng ngôn. Chê cười, chúng ta không đến mức nhỏ mọn như vậy, chỉ là ngươi này người trẻ tuổi quá cuồng vọng một chút. Họ Vương bác sĩ gầm lên. Không tồi, nói có thể siêu việt gia sư, cả nước lại có mấy người, người lại xem như thứ gì. Diêm Lập tên kia nam đồ đệ mở miệng. Mau cút đi, Lâm thị tìm tới cái dạng gì đậu bỉ. Cút đi. Những cái đó xí nghiệp người phụ trách trên chỗ ngồi, phát ra như vậy thanh âm. Trương Huyền nhìn thấy như vậy một màn, khinh thường cười, lắc lắc đầu, khó trách trung y sẽ như thế xuống dốc. Các ngươi những người này, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, quả thực hết thuốc chữa. Nói xong, Trương Huyền xem đều không xem này đó bác sĩ liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Tiểu tử, người tưởng liền như vậy đi luôn. Hôm nay chúng ta toàn bộ y học sẽ người, đều phải thảo cái này công đạo. Vương bác sĩ duỗi tay ở Trương Huyền trước mặt cản lại. Trương Huyền nhướng mày, như thế nào, các người đương bác sĩ, còn muốn hạn chế ta tự do thân thể không thành. Ta làm ngươi xin lỗi. Vương bác sĩ ngăn ở Trương Huyền trước người, nói năng có khí phách. Xin lỗi cái gì, còn không cho phép nói có người y thuật so các ngươi hảo. Thật là buồn cười, Trương Huyền một phen đẩy ra Vương bác sĩ. Ngươi cần thiết phải hướng sư phụ ta xin lỗi. Diêm Lập nam tính đồ đệ cũng gọi được Trương Huyền trước người. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái hỏi, vì cái gì? Sư phụ ngươi y thuật thường thường, không hiểu biến báo, ta ăn ngay nói thật, Lâm thị nắm giữ y học kỹ thuật viễn siêu với hắn, vì cái gì phải cho hắn xin lỗi? Ngươi đánh giám. Diêm Lập đồ đệ mắng to một tiếng, chất vấn nói, ngươi cũng dám nói sư phụ ta y thuật thường thường. Như thế nào, ta nói không đúng, Trương Huyền hỏi ngược lại. Trong vòng, một chúng y sư cùng Trương Huyền ồn ào đến kịch liệt, Lâm Thanh Hạm đứng bên ngoài vòng, lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Liên ở vừa mới, các công ty lớn hợp lực chèn ép Lâm thị thời điểm, kết cục cũng đã chú định, lần này phía chính phủ hạng mục hợp tác, cùng Lâm thị vô duyên. Ánh dạng đông chữa bệnh nói không tồi, bọn họ nắm giữ có toàn Ngân Châu sở hữu chữa bệnh khí giới nhập hàng con đường, muốn so với bọn hắn chế tạo phí tổn càng thấp, tuyệt không khả năng, Lâm thị lúc ấy muốn một kích động, nói ra tuyệt đối so với ánh dạng đông giá cả càng thấp nói, kia về sau tuyệt đối là bồi thiền. Nhưng Trương Huyền này buổi nói chuyện, lại làm sự tình xuất hiện chuyển cơ, hắn bất đồng với dĩ vãng giá cả chiến, mà là lớn tiếng quát lớn mọi người,
ở tổ chức bệnh viện mặt trên chỉ nghĩ giá cả, cũng nói ra gì tích giá thượng dược sinh trần loại này lời nói, nháy mắt đem chữa bệnh kỹ thuật nhắc tới lần này hạng mục điểm cao, như vậy, liền cho Lâm Thị thở dốc thời gian, từ điểm đó lại lấy chuyên nghiệp góc độ tới tiến hành đàm phán nói, đến lúc đó, y học sẽ đưa ra điều kiện khả năng chính là, ở hạn định thời gian nội, có thể lấy ra tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật người, sẽ bị tuyển định, cứ như vậy, Lâm Thị đem có rất lớn khả năng tính bắt được lần này cùng phía chính phủ hợp tác quyền. Trương Huyền ý nghĩ là tuyệt đối không có vấn đề, ở điểm này, Lâm Thành Hạm chính mình đều muốn cho hắn dựng ngón tay cái, chẳng qua, Trương Huyền vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, làm việc xúc động, nói quá vẹn toàn, nói thẳng ra Lâm Thị nắm giữ càng tốt chữa bệnh kỹ thuật, càng nói đang ngồi các y sư trình độ không được, còn đem Diêm lão tiên sinh cấp kéo tiến vào, làm lần này hợp tác đàm phán lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thành Hạm nội tâm vẫn là vui vẻ. Trương Huyền đã chứng minh rồi hắn bất đồng thường nhân ý nghĩ, từ điểm đó tới giảng, vẫn là rất có bồi dưỡng tính. Đối với Trương Huyền, Lâm Thành Hạm cảm tình nhiều lần biến hóa, nàng là một cái bình thường nữ nhân, chẳng qua bởi vì tự thân trải qua, làm nàng đem chính mình một lòng chôn sâu lên, nàng không phải không có cảm tình cục đá. Trương Huyền tuy rằng nghèo, không có văn hóa, nhưng vì chính mình làm sự, Lâm Thành Hạm rành mạch, nói không có bị cảm động quá, nàng chính mình đều không tin. Hiện tại Lâm Thành Hạm còn không thể tiếp thu Trương Huyền chính là chính mình lão công sự thật này, nhưng cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy bài xích, nàng đã dần dần thích ứng, người nam nhân này. Trong sân các đại y sư, còn có Diêm Lập hai gã đồ đệ, đều biểu hiện phi thường phẫn nộ, bởi vì bọn họ trước mặt người thanh niên này, thật sự là quá kiêu ngạo. Khinh thường Diêm lão tiên sinh, đó chính là khinh thường toàn bộ Hoa Hạ y học giới, hắn dựa vào cái gì? Hắn lại có cái gì tự tin nói ra nói như vậy? Hảo, đều không cần xảo, vẫn luôn cũng không nói gì mà hội trưởng đột nhiên duỗi ra tay, ngừng đại gia phẫn nộ thanh âm, hắn đồng dạng sắc mặt không vui nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta niệm ngươi niên thiếu vô chi, người không biết vô tội, hôm nay việc này, chúng ta y học sẽ, liền không cùng ngươi truy cứu, hiện tại, thỉnh các ngươi Lâm Thị người rời đi đi, chúng ta y học sẽ, không chào đón các ngươi. Mã hội trưởng thanh âm rơi xuống, ở xí nghiệp người phụ trách sở ngồi địa phương. Liền vang lên một trận lớn nhỏ thanh, ha ha ha, cút đi. Lâm Thị thật là cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra tới, tìm như vậy một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử ra tới nói những lời này, là cố ý ghê tởm chúng ta tới. Không tồi, mau chóng cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Mã hội trưởng, các ngươi cũng thấy được đi, đây là Lâm Thị, bề ngoài ngăn nắp, nội tâm so với ai khác đều hiểm ác. Một câu lại một câu chào phúng tiếng vang lên. Lâm Thị cái kia tinh anh đoàn đội sắc mặt phá lệ khó coi, bọn họ là chuyên môn làm nghiệp vụ, rất rõ ràng ở hợp tác phương diện thượng, chửi bới đối thủ cạnh tranh là cái dạng gì tính chất, tuyệt đối là làm nghiệp giới nội mọi người trơ trẽn hành vi. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, lắc lắc đầu, trong chiều y quán đại môn phương hướng dạo bước đi đến, tự đại nghênh đón hủy diệt, các ngươi như thế như vậy, khó trách trung y sẽ cô đơn như thế. Lâm Thành Hạm cũng đứng dậy, trong chiều y quán ngoại mà đi. Lâm Tổng, phiền toái các ngươi lần sau, tìm điểm mang đầu óc người, vốn dĩ ta còn tưởng rằng các ngươi Lâm Thị hạ bước hảo cờ, kết quả cuối cùng là phát hiện, là não tàn một cái, ha 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 ha. Hoàng lão bản trên mặt tươi cười căn bản che giấu không được. Một đạo lại một đạo trào phúng thanh âm vang lên, một ít phía trước không cùng Lâm Thị hợp tác quá xí nghiệp, giờ phút này cũng cảm giác, Lâm Thị quả thực là ấu trĩ, xem ra này Lâm Thanh Hạm, cũng là có tiếng không có miếng, nếu không phải có trưởng bối phúc trạch. Nàng có thể nào tại đây thương giới hô mưa gọi gió. Chương 88, tiểu sư phó. Diêm Lập đứng ở trung y quán cửa chiều chi thuốc lá, trong đầu còn đang suy nghĩ ngày hôm qua Trương Huyền đối lời hắn nói, hắn hiện tại thật sự bức thiết muốn nhìn thấy cái kia thanh niên, đối phương ngôn luận, giải thích, đối với hiện tại trung y học được nói, có một loại vượt thời đại tác dụng, còn có hắn kia một tay y thuật, nếu có thể lấy ra tới, cùng đại gia chiêm ngưỡng học tập, đối toàn bộ y học giới tới nói, kia đều là thiên đại hỷ sự. Nhưng Diêm Lập trong lòng cũng rõ ràng, này to như vậy thế giới, muốn tái ngộ đến một lần, nói dễ hơn làm. Diêm Lập thở dài một tiếng, đi vào trung y quán, vừa vào cửa, liền nghe được y quán nội xảo hống hống, một đám người không ngừng kêu cút đi, não tàn linh tinh nói. Sao lại thế này? Diêm Lập nghi hoặc tự nói một tiếng, hướng phía trước nhìn lại, lại vừa vặn nhìn đến từ trong đám người đi ra Trương Huyền. Lần này, nhưng làm Diêm Lập kích động hỏng rồi. Hắn vội vàng chạy mau vài bước. Tiểu sư phó,
tiểu sư phó. Diêm Lập liền chạy mang kêu, vọt tới Trương Huyền trước mặt. Tiểu sư phó, quá xảo, không nghĩ tới tại đây có thể gặp được ngươi. Diêm Lập vẻ mặt hưng phấn, trên mặt nếp nhăn giống như đều bởi vì nhìn thấy Trương Huyền giãn ra không ít. Cũng không tính xảo đi, làm sao vậy? Trương Huyền có chút ngữ khí không kiên nhẫn hỏi một tiếng, hôm nay nhìn thấy này đó trung y nhóm như thế phẩm tính, hắn tâm đã lạnh hơn phân nửa, vô pháp tiếp thu so với chính mình càng cường người, phát triển không gian đã chú định, những người này tuy rằng vô pháp đại biểu toàn bộ trung y, nhưng cũng có thể đại biểu một đại bộ phận người. Diêm Lập vừa định mở miệng, nói cho Trương Huyền, hy vọng Trương Huyền có thể làm một cái giảng sẽ, tới cấp cả nước trung y nhóm giảng thuật một chút hắn lý niệm, kết quả còn không có mở miệng đâu, đã bị người cấp đánh gãy. Sư phụ, người nhận thức tiểu tử này, Diêm Lập tên kia nam tính đồ đệ đã đi tới. Không có lễ phép, Diêm Lập đương trường quát lớn một tiếng, người nói ai là tiểu tử. Diêm lão tiên sinh, người này ngươi nhận thức, kia họ Vương bác sĩ cũng đã đi tới, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nguyên bản sắp sửa ra quán Lâm Thanh Hạp, thấy như vậy một màn, nghỉ chân ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cái này a, Diêm Lập cười khẽ hai tiếng, nhận thức đảo chưa nói tới, các ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới cho các ngươi giảng trường hợp. Ngày hôm qua ở thương trường, chính là trước mắt vị này tiểu sư phó, vì người bệnh kịp thời trị liệu. Này phân y thuật, chính là ta, cũng tự thấy không bằng a. Diêm Lập nói chuyện khi, hoàn toàn không có chú ý tới còn lại người trên mặt kia phó khiếp sợ biểu tình. Lâm Thanh Hạm liền đứng ở cách đó không xa, Diêm Lập nói nàng nghe được rõ ràng, nàng gợi cảm khóe miệng, không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười. Này không phải bởi vì Diêm Lập nói làm lần này hạng mục có chuyển cơ, mà là đơn thuần bởi vì Trương Huyền lại một lần vượt qua nàng dự kiến. Diêm lão tiên sinh. Ngài vừa mới nói cái kia người trẻ tuổi, chính là hắn. Mã hội trưởng có chút không thể tin được. Đúng vậy, Diêm Lập gật gật đầu, thổn thức không thôi, ngày hôm qua, nếu không phải vị này tiểu sư phó, Diêm mỗ liền phải trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt mất đi. Vị này tiểu sư phó y thuật, y học lý niệm, là chúng ta đang ngồi tất cả mọi người muốn học tập. Diêm Lập nói, làm ở đây này đó y sư, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Miễn, Trương Huyền vẫy vẫy tay. Tự đại người, ta giáo sẽ không. Trương Huyền mở miệng, vừa mới nói xong, hắn không thèm để ý tới này đó y sư, đi nhanh chiều quán ngoại đi đến. Tiểu sư phó dừng bước, Diêm Lập vội vàng ngăn lại Trương Huyền, hắn ngăn lại Trương Huyền phương thức, cùng vừa mới Vương bác sĩ hung tợn thái độ bất đồng, mà là phi thường thành khẩn, tiểu sư phó gì ra lời này. Diêm Lập một ngụm một cái tiểu sư phó, đó là bởi vì hắn thật sự tán thành Trương Huyền y thuật, học thuật chi đạo, đạt giả vì trước. Chẳng sợ Diêm Lập so Trương Huyền đại hơn 50 tuổi, cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Diêm Lập hỏi xong, phát hiện Trương Huyền cũng không có để ý tới chính mình, hắn lại chú ý tới, chính mình hai gã đồ đệ đều có chút sắc mặt khó coi, còn lại các y sư cũng đều vẻ mặt xấu hổ. Nói, các ngươi vừa mới có phải hay không đắc tội tiểu sư phó? Diêm Lập nhìn quét mọi người một vòng, đương trường chất vấn nói. Diêm lão tiên sinh, là cái dạng này. Vừa mới vị này tiểu sư phó, hắn. Mã hội trưởng hướng Diêm Lập xấu hổ cười cười, đem vừa mới sự tình trần thuật một lần. Hồ nháo, quả thực hồ nháo, Diêm Lập phanh một tiếng, một cái tát chụp đến trước mặt bàn gỗ thượng, khó trách tiểu sư phó sẽ nói các ngươi tự đại, các ngươi như vậy không coi ai ra gì, không phải tự đại, lại là cái gì. Lão sư, này cũng không trách chúng ta a. Diêm Lập tên kia nữ đồ đệ lộ ra vẻ mặt ủy khuất thần sắc, chúng ta nào biết. Hắn chính là ngài trong miệng vị kia, ngày hôm qua chữa bệnh người trẻ tuổi, hơn nữa hắn còn nói ngài y thuật giống nhau, chúng ta đương nhiên liền sinh khí. Đâu ra sinh khí, Diêm Lập nộ mục trừng hướng hắn đồ đệ, các ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, không biết núi cao còn có núi cao hơn đạo lý, trên đời này kỳ nhân dị sĩ kỳ nhiều, so với ta Diêm Lập y thuật cao minh, có khối người, chẳng lẽ các ngươi còn muốn từng cái dỗi trở về không thành. Diêm đứng ở này nổi trận lôi đình. Không riêng gì này đó y sư sắc mặt khó coi, chính là những cái đó xí nghiệp người phụ trách, đồng dạng như thế. Vừa mới học thuật giao lưu, bọn họ cũng đang nghe, tuy rằng một ít chuyên nghiệp thuật ngữ nghe không rõ, nhưng Diêm Lập đối với hắn đưa ra trường hợp chung tên kia người trẻ tuổi kính nể, mỗi người đều có thể nghe được ra tới, ai cũng chưa nghĩ đến, chính mình vừa mới còn mắng não tàn, bệnh tâm thần người, chính là Diêm Lập trong miệng người nọ. Như thế đại xoay ngược lại, ai đều không có nghĩ đến, trong đó. Vương bác sĩ là sắc mặt nhất mất tự nhiên một cái, vừa mới,
liền hắn mắng nhất hung, còn muốn cho Trương Huyền xin lỗi. Vương bác sĩ mở miệng, Diêm lão tiên sinh, thứ ta nói thẳng, cũng không phải ta không tin ngươi nói, chỉ là người này quá mức tuổi trẻ, ngày hôm qua ở thương trường, đột nhiên có người phát bệnh, mà ngươi lại vừa vặn ở kia, người bệnh bệnh trạng ngươi vô pháp trị liệu, lại bị người thanh niên này chữa khỏi, hôm nay, hắn lại đại biểu Lâm thị tới tham gia cái này đấu thầu sẽ, việc này thật sự thực trùng hợp. Vương bác sĩ nói còn chưa dứt lời, nhưng trong đó ý tứ là cá nhân là có thể nghe ra tới, hắn đang nói, ngày hôm qua phát sinh hết thảy, đều có thể là diễn, sở hữu hết thảy, đều là Lâm thị vì lần này cùng phía chính phủ hạng mục hợp tác. Đúng vậy sư phụ, Diêm Lập tên kia nam đồ đệ cũng mở miệng, ngài vẫn luôn nói cho chúng ta biết, trung y là nhất coi trọng kinh nghiệm, hắn như vậy tuổi trẻ, liền tính ngày hôm qua hết thảy thật là vừa khéo phát sinh, lại có thể hay không, hắn vừa vặn đụng tới trước kia gặp được quá bệnh trạng, mới có thể trị liệu đâu. Một cái người bệnh, cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề, y thuật sâu cạn, còn cần nhiều lần chứng minh. Diêm Lập đồ đệ nói âm vừa ra, liền nghe Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, vừa vặn phóng một loạt ngân châm, Trương Huyền tùy tay cầm lấy mấy cây ngân châm, ngón trỏ cùng ngón tay cái ổn niết, sau đó dùng sức chiều trên mặt bàn chát đi. Ngân châm chiều dài 10 cm, ở Trương Huyền trong tay, có một nửa sinh sôi hoàn toàn đi vào mặt bàn. Một màn này, ở những cái đó xí nghiệp người phụ trách trong mắt nhìn qua lơ lỏng bình thường, nhưng ở những cái đó y sư trong mắt, liền hoàn toàn không giống nhau. Chương 89 run châm. Mã hội trưởng trước hết không có nhịn xuống, phát ra một tiếng kinh hô, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy cây hoàn toàn đi vào mặt bàn ngân châm. Còn lại y sư, cũng đều là như thế. Đây là, nhập mộc tam phân. Ở trung y lĩnh vực, nhập mộc tam phân hàm nghĩa, chút nào không thua gì hội họa lĩnh vực. Cái gọi là nhập mộc tam phân, là chỉ bác sĩ ở nhị chỉ cầm châm dưới tình huống, đem châm đâm vào mộc chung, có thể làm được như vậy, kia tuyệt đối là danh y, ở y học lĩnh vực, có siêu cao thành tựu. Trương Huyền liên tiếp 7 châm, dùng khi 7 giây, toàn bộ chát nhập bàn nội, này đối ở đây y sư tới nói, tuyệt đối là mở rộng tầm mắt. Còn cần chứng minh sao? Trương Huyền khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nhập mộc tam phân với hắn mà nói, có thể nói là đơn giản nhập môn kỹ xảo. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Mã hội trưởng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, người mới bao lớn, chẳng sợ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học y, có thể có như vậy làm, cũng thật sự không thể tưởng tượng. Diêm Lập hai cái đồ đệ, càng là mở to hai mắt nhìn, bọn họ đã từng vô số lần luyện tập quá nhập mộc tam phân, đối trong đó khó khăn phi thường rõ ràng, chẳng sợ thân là Diêm Lập đồ đệ, hai người bọn họ cũng chỉ nguyện chính mình có thể ở 40 tuổi trước làm được như vậy, nhưng hiện tại trước mặt người này đâu, bất quá hơn 20 tuổi mà thôi a. Này trung gian chênh lệch, thật sự là quá rõ ràng. Trương Huyền hiện tại sở biểu hiện đồ vật, là ở đây này đó y sư, mỗi người đều theo đuổi đồ vật. Vương bác sĩ lắc đầu, không, không có khả năng, như thế tuổi, như thế nào làm được nhập mộc tam phân? Không đúng, không phải nhập mộc tam phân, Mã hội trưởng đột nhiên nhíu mày. Này một câu, cũng làm còn lại bác sĩ đem ánh mắt phóng tới Mã hội trưởng trên người. Diêm Lập hai gã đồ đệ, thậm chí đều ám nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy áp lực nhỏ đi nhiều. Vương bác sĩ phát ra một tiếng cười to, ha ha ha. Giả, ta đoán chính là giả. Hắn tuổi này, sao có thể làm được nhập mộc tam phân, tiểu tử, ngươi liền tính kẻ lừa đảo, cũng đánh bóng đôi mắt, chạy trung y trong quán lửa tới. Đúng vậy, đích xác không phải nhập mộc tam phân, Diêm Lập cũng mở miệng, hắn hít sâu một hơi, hét lớn, là run châm A. Run châm, Diêm Lập tiếng hô, vàng ở mỗi người trong tai, những cái đó y sư ở nghe được run châm hai chữ khi, phản ứng đầu tiên, đó là không tin. Run châm. Ghi lại với trung y cổ điển giữa, tới rồi đương đại, có thể nói không ai có thể làm được. Trung y, ở lấy châm cứu đối người bệnh tiến hành trị liệu khi, nếu không đình vận châm, mới có thể đối huyệt vị tiến hành kích thích, giống nhau người bệnh nếu yêu cầu nhiều chỗ huyệt vị kích thích khi, một người y sư đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cần thiết muốn nhiều danh y sư tiến hành phụ trợ, đồng thời đối một chỗ huyệt vị tiến hành trị liệu. Run châm tác dụng, là kim đồng hồ ở kích thích huyệt vị khi, có thể rời đi y sư tay. Tự chủ phát run, đạt tới kích thích huyệt vị hiệu quả, một người y sư nếu nắm giữ run châm, kia một người liền có thể đương nhiều người sử dụng, ở nhân thủ không đủ dưới tình huống, tác dụng thật lớn. Nhưng này run châm, yêu cầu chuyên môn thủ pháp, tuy cổ điển chung có ghi lại, nhưng không người sẽ dùng, có thể nói là tồn tại trên danh nghĩa, có một số người,
thậm chí đều hoài nghi, lão tổ tông ghi lại này run châm phương pháp, là thật là giả. Hôm nay, bọn họ chính mắt gặp được. Trương Huyền chát nhập bàn gỗ 7 căn ngân châm, ở lấy cực nhanh tần suất, cực kỳ nhỏ bé biên độ, chấn động, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Thật là run châm, thiên A, nguyên lai lão tổ tông ghi lại là thật sự, thực sự có run châm. Không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng. Ta thế nhưng gặp được run châm A. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Diêm Lập hai gã đồ đệ, hoàn toàn ngốc lăng ở nơi đó, run châm. Run châm. Vương bác sĩ nghe bên tai truyền đến tiếng kinh hô, cảm giác trên mặt thiêu lợi hại, vừa mới, liền hắn kêu nhất hung, ở mã hội trưởng nói ra không phải nhập mộc tam phân thời điểm, hắn cũng là trước hết bật cười, kia đắc ý bộ dáng mặc cho ai đều có thể nhìn đến, nhưng hiện tại, giống như là một chương bàn tay to hung hăng múa may tới rồi hắn trên mặt, mang theo và mặt bạch bạch thanh, hắn liền xem cũng không dám đi xem kia trên mặt bàn 7 căn ngân châm. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diêm Lập đồ đệ, như thế, có thể chứng minh rồi. Diêm Lập tên kia đồ đệ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không mặt mũi nói chuyện, chỉ phải liên tục gật đầu. Về sau, ngàn vạn không cần không coi ai ra gì, trung y một đạo, hơn xa các ngươi xử lý giải như vậy, trên đời này kỳ nhân, cũng phi các ngươi có khả năng biết được. Trương Huyền lưu lại như vậy một câu, cất bước rời đi. Giờ khắc này, không ai còn dám có cái gì ý tưởng khác, tất cả đều vẻ mặt xấu hổ nhìn Trương Huyền. Diêm Lập vài lần há mồm, dục muốn nói lời nói, lại đều không có phát ra tiếng. Phía trước, hắn cho rằng Trương Huyền y thuật cao minh, giải thích độc đáo, có gan sáng tạo, nhưng hiện tại hắn phát hiện, người thanh niên này, ở y thuật phương diện, quăng chính mình mấy cái phố, chỉ bằng chiêu thức ấy run châm, có thể làm này khắp thiên hạ trung y, đánh vỡ đầu, đều tưởng bái hắn làm thầy, chính mình điểm này thành tựu, ở cái này người trẻ tuổi trước mặt, cái gì đều không tính. Nói khó nghe một chút, liền tính chính mình tưởng bái nhân gia vi sư, nhân gia có thể hay không nhìn chúng đều khác nói đi. Lâm Tổng, chúng ta đi thôi. Trương Huyền dạo bước đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, mở miệng nói, thực xin lỗi, hôm nay không giúp đỡ được gì. Ngươi làm rất tuyệt, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới, ngươi y thuật, có thể làm này đó danh y kinh ngạc cảm thán. Danh y sao? Trương Huyền quay đầu lại, nhìn mắt này đó ở các đại bệnh viện, đều treo chủ nhiệm danh hào, xem bệnh yêu cầu trước tiên mấy ngày bác sĩ, lắc lắc đầu nói, một đám chỉ học đến da lông người mà thôi, tầm mắt quá ngắn, khó thành châu báu. Trương Huyền nói chuyện khi, cũng không có cố tình che giấu hắn thanh âm, hắn nói chuyện tới này đó y sư trong tai, không có một người mở miệng phản bác, tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống, bởi vì bọn họ biết, Trương Huyền nói, là sự thật, chính mình đám người đích xác tầm mắt quá ngắn, nếu không như thế nào sẽ nghe người thanh niên này nói một câu không bằng hắn, liền tập thể oán giận đâu. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, dắt tay nhau chiều y quán ngoại đi đến. Từ từ, hét lớn một tiếng, đột nhiên vang lên. Này tiếng quát chủ nhân, không phải nào danh y sư, mà là Ánh Dạng Đông chữa bệnh khí giới Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản sửa sang lại một chút trên người âu phục, đứng lên. Hoàng Lão Bản, có việc gì sao? Trương Huyền nghỉ chân, quay đầu lại mắt lé ngó một chút Hoàng Lão Bản. Quý làm đến không có, ta chỉ nghĩ nói, có chút người quá mức dối trá. Hoàng Lão Bản cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, liền ở vừa mới, nào đó người còn đúng lý hợp tình nói. Thời cổ dược phòng, viết có chỉ mong thế gian người vô bệnh, gì tích giá thượng dược sinh trần, nhưng còn bây giờ thì sao, rõ ràng nắm giữ cao minh y thuật, lại quý trọng cái chổi cùn của mình. Vì sao không cống hiến xã hội, hay là vừa mới người nào đó, chỉ là đang nói mạnh miệng mà thôi. Hoàng Lão Bản lời này vừa ra, liền đưa tới một ít y sư khinh bỉ ánh mắt. Run châm, cửa này trung y thủ pháp, tuyệt đối có thể xưng được với là vật báu vô giá. Đổi làm ai, đều không thể tùy ý truyền nhân. Hoàng Lão Bản, người lời này, không khỏi có chút qua, nếu nói như vậy nói, người Ánh Dạng Đông chữa bệnh, có không bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ tài sản, không ràng buộc quyên tặng cấp xã hội đâu. Mã hội trưởng ra tiếng, hỏi ngược lại. Chương 90 nhân vật đổi. Hoàng Lão Bản tức khắc có chút nghẹn lời, trầm mặc vài giây, mới lại lần nữa nói, Mã hội trưởng, ngài hiểu lầm, Hoàng Mỗ hiện tại nói, là nào đó người dối trá. Cùng với gióng giạc, hắn vừa mới châm chọc chúng ta mọi người, luôn mồm chỉ đề tiền, không đề cập tới cứu người, hiện tại rồi lại không chịu chính mình trả giá, đây là cái gì đạo lý? Người đây là làm rối loạn, Mã hội trưởng vừa muốn nói chuyện, đã bị Trương Huyền thanh âm đánh gãy.
Ai nói ta quý trọng cái chổi cùn của mình? Ai lại nói ta không muốn đem này trung y kỹ thuật cống hiến xã hội? Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Trương Huyền này buổi nói chuyện, làm hội quán nội sở hữu y sư ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn. Tại đây đồng thời, này đó y sư, đồng thời tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ, hắn thật muốn chuyển run châm pháp? Này, quá kinh người, nếu nói ra đi, tuyệt đối sẽ oanh động cả nước. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đối Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, ta tự tiện giúp ngươi làm quyết định, ngươi cũng đừng trách ta. Trương Huyền nói xong, không chờ Lâm Thanh Hạm mở miệng, liền lớn tiếng tuyên bố, chúng ta Lâm Thị, nguyên bản mục đích, là đầu tư mấy nhà bệnh viện, hơn nữa tổ chức trung y huấn luyện cơ cấu, truyền thụ trung y trị liệu pháp, từ ta bản nhân tự mình chấp giáo, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, Lâm Thị tập đoàn sẽ ở cả nước các tỉnh tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Sau từ địa phương y học sẽ đối các vị tiến hành thông chi, nếu có thể thông qua địa phương y học hội thẩm hạch, ta tất nhiên dốc túi tương thụ, đem ta sở học sở sẽ. Chút nào không lưu, dạy cho đại gia, cứ như vậy. Trương Huyền dứt lời, quay đầu liền đi. Lâm Thanh Hạ một trương mặt đẹp đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau nhoẻn miệng cười, nàng tức khắc liền minh bạch Trương Huyền ý tứ, bồi Trương Huyền, chiều y học quản ngoại đi đến. Y học trong khu vực quản lý các y sư. Nghe được Trương Huyền nói lời này, lại thấy Trương Huyền phải đi, nơi nào còn có thể bình tĩnh. Đi khác tỉnh tìm y học sẽ hợp tác, khai triển huấn luyện cơ cấu, sau đó từ hắn tỉnh y học sẽ tiến hành xét duyệt, này kết quả là, có thể hay không học được, còn không phải nhân gia nói tính. Tốt như vậy cơ hội, Ninh tỉnh y học sẽ người muốn chính mình từ bỏ, bọn họ đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Dừng bước, Lâm Tổng, dừng bước A, Mã hội trưởng đi nhanh chạy tới. Lâm Thanh Hạm dừng lại bước chân, quay đầu, chớp chớp mắt, Mã hội trưởng, có chuyện gì sao? Mã hội trưởng cười một chút, nói, Lâm Tổng, ta tưởng cùng ngươi nói một chút, lần này bệnh viện hạng mục hợp tác sự. Chư vị không phải đều quyết định, cùng Ánh Dạng Đông chữa bệnh hợp tác rồi sao? Lâm Thanh Hạm cố ý nhìn thoáng qua Hoàng lão bản nơi địa phương. Lâm Tổng, hợp tác sự tình, còn không có hoàn toàn đánh nhịp, chúng ta càng nguyện ý, cùng Lâm Thị đạt thành hợp tác. Như thế đại dụ hoặc bãi ở trước mắt, Mã hội trưởng liền khách sáo nói đều không kịp nói, trực tiếp cho thấy tâm ý. Hoàng lão bản vừa mới ở nhìn đến Mã hội trưởng đuổi theo đi thời điểm, liền cảm giác có chút không ổn, hiện tại nghe Mã hội trưởng nói ra lời này, kia một lòng, hoàn toàn trầm đi xuống. Xem ra có người, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lạc. Chu thị đại biểu thanh âm ở Hoàng lão bản phía sau vang lên. Chu thị đại biểu ở tới phía trước. Chuyên môn được đến lão tổng dặn dò, ngàn vạn, không thể cùng Lâm Thị khởi xung đột, thả nếu muốn tận biện pháp cùng Lâm Thị giao hảo mới được, hiện tại có cái này rơi xuống nước hạ thạch cơ hội, Chu thị đại biểu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Châm chọc xong Hoàng lão bản, Chu thị đại biểu chiều Lâm Thanh Hạm đầu đi một cái kỳ hảo tươi cười. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, không nói gì. Hoàng lão bản đương nhiên rõ ràng, Chu thị đại biểu nói ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo là có ý tứ gì, nguyên bản vừa mới nhân gia đều phải đi rồi, cố tình chính mình miệng tiện, nói ra như vậy một phen lời nói, hiện tại khen ngược, cho người khác cơ hội, chính mình lần này hợp tác, hoàn toàn ngâm nước nóng. Hoàng lão bản giờ này khắc này, hận không thể cho chính mình hai cái miệng rộng tử, một hai phải lắm miệng như vậy một câu làm gì. Vốn dĩ muốn nhìn người khác chê cười, kết quả hiện tại, làm tất cả mọi người nhìn chính mình chê cười, hắn ánh mắt mịt mờ nhìn một vòng, phát hiện có không ít xí nghiệp người phụ trách. Đều nhìn chính mình trộm nhạc đâu, Hoàng lão bản biết, hôm nay qua đi, chính mình nên trở thành này ngân châu trong nghề trò cười. Ninh tỉnh y học sẽ các y sư, đều sắc mặt khẩn trương nhìn Trương Huyền kế tiếp nói, đối bọn họ tới nói, đặc biệt quan trọng. Mã hội trưởng cũng là như thế, hắn tuy rằng cấp Lâm Thỉnh Hạm nói hai bên hợp tác, nhưng kết quả là, còn phải xem Trương Huyền ý tứ. Hôm nay đấu thầu, bởi vì Trương Huyền một tay y thuật biểu hiện, khiến cho nhân vật hoàn toàn quay cuồng. Nguyên bản, là các xí nghiệp lớn hướng y học sẽ đến trình bày nhà mình lý niệm, thỉnh cầu hợp tác, nhưng hiện tại, lại là y học sẽ thỉnh cầu cùng Lâm Thị hợp tác rồi. Trương Huyền đôi tay ôm ngực, trợn trắng mắt, đừng nhìn ta, chúng ta Lâm Tổng nói tính. Vậy chúc chúng ta, hợp tác vui sướng. Lâm Thanh Hạm chủ động hướng Mã hội trưởng duỗi tay. Có thể nhìn đến, ở đây cơ hồ sở hữu y sư, trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình. Đến nỗi Hoàng lão bản, kia một khuôn mặt khó coi cùng khóc tang giống nhau. Kế tiếp hợp tác sự tình, căn bản không cần Trương Huyền đi quản, Lâm Thị chuyên nghiệp đoàn đội sẽ cùng y học sẽ hoàn thành mặt sau đàm phán. Diêm Lập đã đi tới,
đối Trương Huyền nói, cái kia, tiểu sư phó, người kia huấn luyện cơ cấu, không biết có không làm ta này hai cái ngoan đồ, cũng. Việc này không về ta quản, Diêm lão tiên sinh, ngươi nhưng phải hỏi vị này Mã hội trưởng a. Trương Huyền ở trong lúc lơ đãng, lại bán hai cái mặt mũi đi ra ngoài, nói giao cho Mã hội trưởng quản, kia ý tứ chính là đồng ý Diêm Lập hai cái đồ đệ cũng tiến vào huấn luyện cơ cấu, tại đây đồng thời, cũng làm Mã hội trưởng trong lòng vui sướng, ở phía sau hợp tác phương diện, sẽ càng thêm nhanh và tiện. Hôm nay đã đến những cái đó xí nghiệp, ai đều không có nghĩ đến, Lâm Thị sẽ ở cuối cùng, dựa vào một người, tuyệt đối phiên bản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đi lên chúc mừng Lâm Thanh Hạp. Lâm Tổng, Hoàng Lão Bản bồi một bộ gương mặt tươi cười, đi rồi đi lên. Hoàng Lão Bản, Lâm Thanh Hạp đồng dạng hướng Hoàng Lão Bản cười cười. Hoàng Lão Bản sắc mặt có chút xấu hổ mở miệng, Lâm Tổng, người xem, ta làm này chữa bệnh khí giới cũng có bao nhiêu năm, phóng nhãn nhìn lại, này Ngân Châu Thị làm chữa bệnh, cũng không mấy nhà, chúng ta Ánh Dạng Đông vẫn luôn căn cứ giá cả vừa phải, ít lãi tiêu thụ mạnh nguyên tắc, chúng ta lần này, có phải hay không có cơ hội hợp tác một chút. Nói thật, Hoàng Lão Bản là thật sự không nghĩ liếm mặt lại đây nói vun vào làm sự, nhưng không nói lại không có cách nào, hắn là làm chữa bệnh khí giới, kế tiếp, Ngân Châu Thị muốn xây dựng 4 gia bệnh viện, tuyệt đối là trọng trung chi trọng, đối bọn họ Ánh Dạng Đông chữa bệnh khí giới tới nói, này có thể là cả đời mới có thể gặp phải một hồi đại đơn tử, bắt không được tới, nhưng không riêng gì kiếm không đến tiền đơn giản như vậy, rất có khả năng, bọn họ Ánh Dạng Đông chữa bệnh khí giới, bị mặt khác một nhà công ty sở thay thế được. Cho nên, Hoàng Lão Bản mới không thể không kéo xuống cái này mặt tới. Ai, Lâm Thanh Hạm thở dài một tiếng, Hoàng Lão Bản, không phải ta Lâm Thanh Hạm không muốn cùng ngươi hợp tác a, mà là ngươi Hoàng Lão Bản vừa mới chính mình nói, vĩnh thế đều sẽ không cùng chúng ta Lâm Thị hợp tác. Hoàng Lão Bản sắc mặt biến đổi, Lâm Tổng, mọi người đều ở một cái thị, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi sự tình cũng không nên làm quá tuyệt. Ha ha, Hoàng Lão Bản, ngươi cũng thật có ý tứ, nếu không hợp tác chính là làm tuyệt, ta đây này Lâm Thị, hoàn toàn đổi thành từ thiện cơ cấu hảo, Trương Huyền, chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm khẽ cười một tiếng, mãi chân đi hướng hội quán ngoại. Trương Huyền cũng nhếch miệng cười, đuổi kịp Lâm Thanh Hạm. Hoàng Lão Bản đứng ở kia, nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng, ánh mắt lộ ra một mạt tàn nhẫn thần sắc. Chương 91 Du Y. Ra trung y quán, buổi chiều liệt dương làm người cảm thấy khô nóng bất kham. Lâm Tổng, chúng ta hiện tại đi đâu, trực tiếp hồi công ty vẫn là. Trương Huyền nói chuyện, lại phát hiện căn bản không ai lý chính mình, quay đầu vừa thấy mới phát hiện, Lâm Thanh Hạm đang đứng ở chính mình phía sau. Dừng lại bước chân. Lâm Tổng, như thế nào không đi rồi? Trương Huyền kỳ quái hỏi. Lâm Thanh Hạm một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Trương Huyền. Làm sao vậy? Trương Huyền mấy bước to đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, vươn tay ở nàng trước mắt qua lại lắc lư. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, trắng nõn tay nhỏ loát loát trên trán tóc mái, mở miệng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Trương Huyền mày căng thẳng, cái gì ta là người như thế nào? Vừa mới, tuy rằng ta không hiểu ngươi đều cấp những cái đó bác sĩ biểu hiện ra cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra tới, lấy ngươi y thuật tạo nghệ, hoàn toàn không cần tới chúng ta Lâm ra đương một cái tới cửa con rể, ngươi có càng tốt phát triển, mục đích của ngươi là cái gì? Vâng, ngươi nói chính là cái này a. Trương Huyền một phách trán, cười nói. Ngươi phía trước nói cho ta, ngươi gia cảnh không tốt, cho nên thứ gì đều đã làm một ít, không cần nói cho ta, ngươi chỉ là tùy tiện một học, liền có hiện tại y học thành tựu. Lâm Thanh Hạm kia mắt đẹp giữa, tràn ngập cảnh giác. Trương Huyền lấy thác tay, giải thích nói, ta là sẽ y thuật, bất quá ta không có làm nghề y tư cách chứng, hoặc là nói, ta đời này, cũng vô pháp thi đậu làm nghề y tư cách chứng. Sớm chút năm, ta đã bái một cái lão trung y vi sư, hắn dạy ta 3 năm liền đã chết. Lâm Tổng, ngươi có biết hay không, trên thế giới này, có một loại chức nghiệp, kêu du y. Du y, Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra nghi hoặc. Nàng xác chưa bao giờ nghe nói qua như vậy một loại chức nghiệp. Cổ có lang trung, đi chân trần hành thiên hạ, xem thế gian bách bệnh, xưng là du y, này phân chức nghiệp, vẫn luôn truyền lưu đến bây giờ. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung liệt dương, cảm khái một tiếng, chẳng qua, du y vẫn luôn không bị y học hội sở thừa nhận, du y một ít trị liệu thủ pháp, ở rất nhiều người xem ra, chính là một loại mạo hiểm hành động. Mạo hiểm. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Hướng Lâm Thanh Hạm vươn 4 căn ngón tay, lấy độc trị độc, tựa như ngày hôm qua, nếu không có ta gặp được người là Diêm Lập,
đổi bất luận cái gì một cái bác sĩ, đều khả năng ngăn cản ta đối người bệnh tiến hành trị liệu, ta cách làm thực mạo hiểm, hơi có vô ý, liền sẽ trực tiếp chặt đứt người bệnh sinh mệnh. Lâm Thanh Hạm đầy mặt khó hiểu, vậy ngươi còn làm? Ta có tin tưởng, Trương Huyền mỉm cười một chút, nhưng ta tin tưởng, cũng chỉ có ta bản nhân biết, nếu ta đi khảo làm nghề y tư cách chứng, sẽ tại lý luận giai đoạn đã bị đào thải, nói tóm lại, dù y học đồ vật, ở rất nhiều người xem ra, đều là một ít lên không được mặt bàn đồ vật. Lâm Thanh Hạm cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hôm nay Trương Huyền cho nàng nói đồ vật, thật là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá lĩnh vực. Trầm mặc vài giây, Lâm Thanh Hạm lại lần nữa mở miệng, Trương Huyền, vậy ngươi vừa mới, nói huấn luyện cơ cấu. Ta hảo Lâm Tổng A, ngươi ngày thường đều rất khôn khéo, hôm nay đây là làm sao vậy? Trương Huyền cười khổ một chút, ta liền sẽ này vài loại thủ pháp, huấn luyện cơ cấu chính là cái ngụy trang, ngươi muốn trong lúc này chạy nhanh đem bệnh viện cái lên, nhiều nhất một năm sau này đó thủ pháp bọn họ toàn bộ đều có thể học được. Trương Huyền như vậy vừa nói, Lâm Thanh Hạm cũng phản ứng lại đây, hôm nay chính mình, giống như đích xác đầu óc không đủ dùng, cùng ngày thường khôn khéo chính mình hoàn toàn khác nhau như hai người. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Trương Huyền tiến lên, một phen giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay ngọc, tại đây lại đãi trong chốc lát, những người đó ra tới hỏi lại ta điểm cái gì, đã có thể lòi. Lâm Thanh Hạm liền như vậy tùy ý Trương Huyền lôi kéo, đi đến bãi đỗ xe, thượng giang tĩnh xe. Trên xe, Lâm Thanh Hạm khóe miệng ngậm ý cười, cầm di động, mở ra tính toán khí, ngón tay ngọc không ngừng ở trên màn hình ấn. Lâm Tổng, tính cái gì đâu? Trương Huyền đem đầu thò lại gần. Tính ngươi trích phần trăm, ngươi có muốn biết hay không, nói hạ như vậy một cái đơn tử, ngươi trích phần trăm có bao nhiêu? Lâm Thanh Hạm mỉm cười nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền biểu tình một đốn, theo sau vẫy vẫy tay, đều nhà mình xí nghiệp, tính cái gì trích phần trăm A, tùy tiện cấp cái 1.800.000 là được. Muốn chết a ngươi, lòng tham không nhỏ, còn 1.800.000. Lâm Thanh Hạm vươn ngón tay ngọc, dùng sức điểm một chút Trương Huyền chán, bất quá nói thật, đây là ngươi làm nghiệp vụ viên ngày đầu tiên đi làm, liền nói hạ lớn như vậy đơn tử, đã phá kỷ lục, như vậy đi, mặt sau trong khoảng thời gian này, ngươi liền trước phụ trách cái kia huấn luyện cơ cấu sự, yêu cầu cái gì trực tiếp cùng bí thư lý liên hệ là được. Hảo, tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Huyền so cái ok thủ thế. Trở lại Lâm Thị tập đoàn, Lâm Thanh Hạm trước tiên liền vội công tác đi, bắt lấy cái này bệnh viện hạng mục, các loại kế hoạch thư gì đó, có nàng vội một đoạn thời gian. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị đi nghiệp vụ bộ, di động liền vang lên, vừa thấy điện báo người, Trương Huyền khóe miệng một liệt, điện thoại là Hàn Ôn Nhu đánh tới. Đối với cái này cảnh đội nữ bạo long, Trương Huyền trong lòng thật là tràn đầy thua thiệt. Uy, Hàn, tiếp khởi điện thoại, Trương Huyền vừa mới mở miệng. Đã bị một tiếng rít gào đánh gãy. Họ Trương, mau tới bóng đêm quán ba, lão nương lập tức liền phải bị người chém chết. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, nói câu chờ ta lúc sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại, chiều bóng đêm quán ba phóng đi. Phía trước rất dài một đoạn thời gian, bóng đêm quán ba đều là Ngân Châu cảnh sát trọng điểm chú ý đối tượng, một khi phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay, cảnh sát tổng có thể ở trước tiên đuổi tới. Hai ngày này, cảnh sát giám thị bóng đêm quán ba nhân thủ toàn bộ bị điều khỏi. Bóng đêm quán ba đại môn chói chặt, tại đây chói chặt sau đại môn phương, tràn ngập tràn đầy một phòng xương khói. Quán ba đại sảnh ngồi tràn đầy đều là người, có thể thấy được, những người này rõ ràng chia làm hai bát, phân biệt chiếm cứ đại sảnh một nửa vị trí, hình thành rằng co. Nhị đương ra con báo đầu dựa nghiêng trên một chương ghế dài trên sofa, hai tay vô lực gục xuống tại thân thể hai sườn. Đầy mặt đều là thống khổ, cái trán không ngừng mạo mồ hôi. Tam đương ra rắn độc tay phải thượng bọc băng gạc, máu tươi chảy ra băng gạc, nhỏ giọt trên mặt đất, ở rắn độc trước mặt trên bàn, một cây mang theo máu tươi đuôi chỉ phá lệ chói mắt. Hàn Ôn Nhu ăn mặc một kiện màu đen quần áo nịt, sắc mặt xanh mét nhìn ngồi ở đối diện người. Tiểu nha đầu, các người Thanh Diệp có thể ăn xong chúng ta nhiều người như vậy, bằng này đó phế vật, chỉ sợ là không được a. À. Một người nhìn qua hơn 30 tuổi tóc húi cua nam nhân, tay cầm một phen chủy thủ, tu bổ chính mình móng tay cái. Ở cái này nam nhân bên cạnh, chạm này một người thanh niên thân xuyên hắc y, trong tay thưởng thức một phen hồ điệp đao, một đôi mắt không ngừng ở Hàn Ôn Nhu trên người nhìn quét, thỉnh thoảng lộ ra một mạt âm hiểm cười. Tóc húi cua nam nhân cho chính mình điểm thượng một cây yên, hít sâu một ngụm, trong một đêm, vòng lớn xã Mai Danh ẩn tích, ta hắc lôi 50 nhiều danh huynh đệ toàn bộ đi vào. Người nhà đầu này, nhưng thật ra có chút thủ đoạn,
chỉ là không biết, ngươi hôm nay có cái gì phương pháp có thể cứu chính mình. Chương 92 đây là ngươi tìm giúp đỡ. Hàn Ôn Nhu nhìn trước mắt nam nhân, cái này được xưng Hắc Lôi Nhị Đương ra người, tựa như trên đường nói như vậy, cường thế, đáng sợ, hắn thủ hạ người, ở ba chiêu trong vòng liền chế phục con báo đầu, phế bỏ con báo đầu hai tay, cắt lấy rắn độc một cây đuôi chỉ. Tóc húi của nam nhân phóng nhãn đánh giá bóng đêm quán ba, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân một phen, giống như hắn mới là này quán ba chủ nhân giống nhau. Này Thanh Diệp xã, thật là càng làm càng lớn a, lớn đến đều dám đối với chúng ta Hắc Sấm dậy tay. Tóc húi của nam nhân trên mặt ngậm một mạt ý cười, tiểu nha đầu, ta thật sự thực không rõ, người hôm nay dám như vậy ngồi ở ta đối diện dũng khí là từ đâu ra. Hàn Ôn Nhu ngồi ở chỗ kia, không có hé răng, hiện tại thế cục, hoàn toàn bị đối phương sở nắm giữ. Cho tới nay, Hàn Ôn Nhu đều ở làm đả kích xã đoàn công tác, nàng minh xác biết, Hắc Lôi là toàn bộ Ninh tỉnh ngầm long đầu, nhưng lại không nghĩ rằng, Thanh Diệp cùng Hắc Lôi chênh lệch, như vậy thật lớn. Con báo đầu tuy rằng tuổi lớn, nhưng hắn thân thủ, đặt ở Thanh Diệp, như cũ là số một số hai, lại không có ở đối phương thủ hạ đi qua ba chiêu, đã bị phế đi hai tay. Toàn bộ bóng đêm quán ba, không khí đều có vẻ phá lệ áp lực. Đúng lúc này, bóng đêm quán ba đại môn bị người gõ vang, từ ngoài cửa truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Có người sao, quán ba buôn bán sao? Một người đổ ở quán ba cửa Hắc Lôi xã viên đứng lên. Chiều tóc húi của nam nhân đầu đi dò hỏi ánh mắt. Tóc húi của nam nhân phất phất tay, kia xã đoàn tiểu đệ gật gật đầu, đem quán ba đại môn mở ra một cái phùng, quán ba không buôn bán. Dựa, tránh ra, có người cấp lão tử giả chết. Một đạo lược có không kiên nhẫn giọng nam từ quán ba ngoại vang lên, đổ ở quán ba cửa Hắc Lôi tiểu đệ bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Một bó ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu xạ tiến vào. Một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đi vào quán ba giữa, nam diện mạo soái khí, trên người ăn mặc vest sa chê hoa văn áo sơ mi, mang theo một bộ kính râm, như là minh tinh tiểu thịt tươi giống nhau. Nữ lưu trữ một đầu tóc dài, thân xuyên màu trắng váy dài, ngũ quan xinh đẹp không thể bắt bẻ, trên mặt treo một mạt nhàn nhạt mỉm cười, hấp dẫn người trong mắt. Hai vị, nơi này không buôn bán, không nghe minh bạch sao? Lại một người Hắc Lôi tiểu đệ đứng lên, quát. Này một nam một nữ phảng phất không có nghe được Hắc Lôi tiểu đệ nói giống nhau, nam gỡ xuống mắt kính, đánh giá một vòng bóng đêm quán ba. Tâm tắc, chướng khí mù mịt, xin hỏi một chút, vị nào là Hàn Ôn Nhu nữ sĩ? Này soái khí thanh niên, đúng là phía trước đi tìm Trương Huyền người. Ta là, Hàn Ôn Nhu đứng lên. Tẩu tử, tự giới thiệu một chút, ta kêu Bạch Trì, ta đại ca để cho ta tới nhìn xem, vị này chính là Thứ Phong. Soái khí thanh niên hướng Hàn Ôn Nhu nhẹ giọng nói. Thứ Phong gặp qua đại tẩu, thân xuyên màu trắng váy dài mỹ nữ hướng Hàn Ôn Nhu cúi đầu, ánh mắt cùng ngữ khí giữa tràn ngập cung kính. Hàn Ôn Nhu đầy mặt nghi hoặc nhìn hai người, người nói đại ca là. Trương Huyền. Đúng vậy, Bạch Trì gật gật đầu, đại ca nói có chút không có mắt đồ vật tới tìm tẩu tử phiền toái, để cho ta tới nhìn xem. Bạch Trì cho chính mình điểm điếu thuốc, đẩy ra trước người vây quanh Hắc Lôi tiểu đệ, tới. Phiền toái ca mấy cái đều nhường một chút. Tóc húi của nam nhân nhìn này một nam một nữ, ánh mắt lộ ra coi khinh, tiểu nha đầu, đây là ngươi tìm tới giúp đỡ. Tay trói gà không chặt, đứng ở tóc húi của nam bên cạnh thanh niên khinh thường bĩu môi, trong tay hồ điệp đao nhanh chóng chuyển động. Đứng ở quán ba lối đi nhỏ chung Hắc Lôi tiểu đệ cũng không có cấp Bạch Trì nhường đường. Bạch Trì mày nhăn lại, ca mấy cái, ý gì a? Này lộ đều không cho người đi rồi bái. Làm, tóc húi của nam nhân hét lớn một tiếng, phất phất tay. Những cái đó Hắc Lôi tiểu đệ vừa nghe, tránh ra một cái nói. Đa tạ, Bạch Trì hướng này đó Hắc Lôi các tiểu đệ cười một chút, chiều Hàn Ôn Nhu ở địa phương đi đến. Thứ Phong đi theo Bạch Trì phía sau, những cái đó Hắc Lôi tiểu đệ tay chân không thành thật chiều Thứ Phong trên người sờ soạc, trên mặt đáng khinh cười, Thứ Phong cũng không nói chuyện, tùy ý những người này tay sờ đến trên người mình. Thấy như vậy một màn. Tóc húi của nam nhân trên mặt ý cười càng đậm. Tiểu nha đầu, người không phải là tìm hai người tới, cho chúng ta huynh đệ giải buồn đi. Ha ha ha, A Huyết, cô nương này ngươi xem thế nào, làm các huynh đệ nâng đi lên cho ngươi chơi chơi. Ta càng thích cái này. Thưởng thức hồ điệp đao thanh niên một đôi mắt chăm chú vào Hàn Ôn Nhu trên người, ánh mắt giữa tràn ngập xâm lược tính. Bạch Trì xuyên qua đám người, đi đến Hàn Ôn Nhu trước người, Thứ Phong màu trắng váy dài thượng. Đã nhiều vô số hắc thủ ấn.
Ở Thanh Diệp xã bên này, vẫn ngồi như vậy một người nam nhân, tuổi cũng ở 40 tuổi tả hữu, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, chỉ là không ngừng hút thuốc lá. Giờ khắc này, hắn đứng lên, mở miệng nói, họ Hàn, ta cảm giác ngươi ở cùng ta nói giỡn. Lão Tứ, ngươi làm gì? Con báo đầu ánh mắt một chút liền tỏa định ở người nam nhân này trên người. Người nam nhân này, là Thanh Diệp xã Tứ Đường gia, trên đường ngoại hiệu chính là Lão Tứ. Làm gì? Lão Tứ hỏi lại một tiếng, ta đảo muốn hỏi một chút này họ Hàn làm gì, này to như vậy Thanh Diệp, Lôi Công nói buông tay mặc kệ, liền buông tay mặc kệ, đem lớn như vậy một cái cục giao cho một cái nha đầu trong tay, hắn có hay không hỏi qua chúng ta này đó lão huynh đệ ý tứ. Ta Lão Tứ, là đánh tâm nhãn không phục, hiện giờ, các huynh đệ tất cả đều vây ở chỗ này, này hai người chính là họ Hàn tìm tới giúp đỡ. Lão Tứ duỗi tay một lóng tay Bạch Chỉ cùng Thứ Phong, ngươi xác định. Này không phải họ Hàn cố ý chơi chúng ta. Lão Tứ, người thiếu mẹ nó cấp lão tử tại đây đánh rắm. Rắn độc mắng to một tiếng. Ha ha, tùy tiện các ngươi nói như thế nào đi, dù sao lão tử, là hoàn toàn không tính toán hầu hạ, lớn như vậy xã đoàn giao cho một tiểu nha đầu trong tay, chi bằng hủy hoại tính. Lão Tứ phất phất tay, vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi nói cái gì, rắn độc trực tiếp bạo khởi, bắt lấy lão tứ cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn xem, ngươi còn sốt ruột, lão tứ khinh thường cười một tiếng, cũng không sợ nói cho ngươi, hắc lôi người, là lão tử tìm tới, lão tử chính là bất mãn nhà đầu này ngồi ở vị trí này thượng, lão tam, cũng đừng nói ta không niệm huynh đệ chi tình, hôm nay, các ngươi muốn thành thành thật thật cấp đao ca nhận cái sai, các ngươi cũng đều có mạng sống cơ hội, về sau này Thanh Diệp, ta làm đại, ngươi cùng lão nhị, như cũ làm các ngươi đương ra, như thế nào? Ta đi ngươi sao, rắn độc huy khởi một quyền. Hung hăng nện ở lão tứ trên mặt, này một quyền, làm hắn vốn là máu chảy không ngừng tay phải, thương thế càng trọng. Lão tứ bị đánh lùi lại hai bước, hung hăng nát một ngụm mang huyết nước bọt, hành, lão tam, ta cho các ngươi cơ hội, đây là các ngươi chính mình tuyển lộ, đừng trách huynh đệ ta vô tình. Lão tử không ngươi như vậy huynh đệ, rắn độc lại lần nữa giơ lên nắm tay, chiều lão tứ phóng đi, lại bị A Huyết một chân đá phiên. Lão tứ xem cũng không xem rắn độc liếc mắt một cái. Đi đến tóc húi của nam nhân trước mặt, cúi đầu khom người nói, đao ca, Thanh Diệp kỳ hạ sinh ý, ta tất cả đều nắm giữ, những người này không cần lưu. Chương 93 chính mình tuyển. Không tồi, tóc húi của nam nhân vừa lòng vỗ vỗ lão tứ mặt. Lão tứ lộ ra một bộ lấy lòng cười nịnh. Hiện tại, Hàn Ôn Nhu sắc mặt thật không đẹp. Có một chút là bởi vì lão tứ phản bội, còn có một chút là bởi vì Bạch Chỉ hai người xuất hiện. Trên thực tế. Đừng nhìn Hàn Ôn Nhu ngoài miệng kêu đến hung, trên thực tế, nàng là một cái thực khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, từ nhiều năm trước mẫu thân chết vào hắc bang báo thù bắt đầu, cái gọi là cảm giác an toàn, liền ly nàng càng ngày càng xa. Nàng ghi danh cảnh giáo, ghét cái ác như kẻ thù, hành vi bạo lực, này đó, kỳ thật đều chỉ là nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn một loại biểu hiện mà thôi. Ở cùng Trương Huyền cảm tình chung, kỳ thật Hàn Ôn Nhu chính mình, cũng không rõ phần cảm tình này cụ thể là cái dạng gì. Nàng không phủ nhận chính mình ngày đó buổi tối hành vi là xúc động, ở xong việc, nàng trong lòng cũng thực hối hận, chỉ là nàng tính cách làm nàng không có biểu hiện ra ngoài, nàng tự trách chính mình, ở biết rõ Trương Huyền có lão bà dưới tình huống còn làm ra như vậy sự, nàng nỗ lực làm chính mình không đi quấy rầy Trương Huyền, không đi cùng hắn liên hệ, nếu không phải phát sinh hôm nay sự, nàng cũng không biết chính mình khi nào sẽ chủ động cấp Trương Huyền gọi điện thoại. Hàn Ôn Nhu là một cái thực mâu thuẫn nữ nhân. Tựa như nàng vẫn luôn ở chảo chính mình phụ thân giống nhau, chờ thật chảo kia một ngày, Hàn Ôn Nhu cũng không khẳng định chính mình có không hạ thủ được, nhưng nàng vẫn là vẫn luôn ở làm. Vừa mới, cấp Trương Huyền nói chuyện điện thoại xong sau, Hàn Ôn Nhu liền hối hận, nàng cái kia điện thoại, trong đó lớn hơn nữa nguyên nhân, là tiểu nữ nhân tâm lý ở quấy phá, nàng muốn biết, chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, Trương Huyền có thể hay không tới bảo hộ chính mình. Đương Hàn Ôn Nhu nhìn đến Bạch Chỉ cùng Thứ Phong sau. Nàng nội tâm, là thất vọng, nàng minh bạch, chính mình ở Trương Huyền trong lòng không có như vậy quan trọng, hắn ái chính là hắn lão bà, chính mình cùng hắn chi gian, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi, nếu không, Trương Huyền lại như thế nào sẽ tìm như vậy hai người tới có lệ chính mình. Hàn Ôn Nhu nội tâm là thất vọng, trên mặt nàng lộ ra tự giễu tươi cười, chính mình, căn bản không như vậy quan trọng. Tiểu nha đầu, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi muốn chủ động bồi ta này tiểu huynh đệ chơi một chút. Ta liền lưu ngươi một cái mệnh, thế nào? Tóc húi của nam nhân hài hước thanh âm vang lên.
A Huyết hai mắt đánh giá Hàn Ôn Nhu toàn thân, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Tuyển cái cách chết, Bạch Trì trong miệng, phát ra bình đạm thanh âm. Ân, tóc húi của nam nhân lông mày một trọn, nhìn về phía Bạch Trì, tiểu tử, người đang nói chuyện với ta. Đúng vậy, Bạch Trì gật gật đầu, người tuyển cái cách chết, ta thành toàn ngươi. Ta không nghe rõ, tóc húi của thanh niên một bộ gặp quỷ dường như ánh mắt nhìn Bạch Trì, người lặp lại lần nữa. Bạch Trì quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứng ở chính mình phía sau Thứ Phong, ta nói chính là tiếng phổ thông đi. Đúng vậy, Thứ Phong gật gật đầu. Thanh âm cũng không nhỏ đi. Không nhỏ. Đó chính là hắn nghe được, không nghĩ chính mình tuyển, nếu như vậy, người giúp hắn tuyển một cái hảo. Bạch Trì làm một cái thỉnh thủ thế. Minh Bạch, Thứ Phong trên mặt biểu tình không hề gợn sóng, về phía trước đi rồi một bước, ngay sau đó, liền thấy một mạt hàn mang hiện lên, tại đây mạt hàn mang bên trong, 10 căn ngón tay đồng thời bay lên. Tóc húi của nam nhân trên tay, đỏ tươi một mảnh. Này đột nhiên phát sinh một màn, làm tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Tóc húi của nam nhân phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, tay. Tay của ta, tay của ta. Hắn thò tay trưởng, trong mắt mang theo hoảng sợ, ở hắn vươn bàn tay thượng, không có một ngón tay. Chậc chậc chậc, Bạch Trì lắc lắc đầu, nguyên lai ngươi lựa chọn chính là làm hắn đổ máu mà chết, ai, nữ nhân, thật là đáng sợ. Bạch Trì lại tiếc hận nhìn mắt tóc húi của nam nhân, ngươi nói một chút ngươi, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi phi không nghe, một kích mất mạng nhiều dứt khoát, một hai phải chịu này tra tấn. Tên là A Huyết thanh niên sắc mặt mãnh biến, cầm trong tay hồ điệp đao, đột nhiên chiều Thứ Phong đâm tới. Thứ Phong cánh tay vung lên, nện ở A Huyết khuỷu tay thượng, A vốn gốc hướng Thứ Phong đâm tới hồ điệp đao, trong nháy mắt này thay đổi góc độ, thứ hướng về phía chính mình yết hầu, sắc bén mũi đao không có trở ngại xuyên thấu A Huyết yết hầu, vừa mới còn không ai bì nổi A Huyết, ở một cái đối mặt chung, liền không có tánh mạng. Này phát sinh một màn, chỉ ở trong nháy mắt, cho đến A Huyết ngã quỵ trên mặt đất, Hàn Ôn Nhu đám người mới phản ứng lại đây, lại xem Bạch Trì hai người ánh mắt, đã hoàn toàn không giống nhau. Bạch Trì hướng Hàn Ôn Nhu xin lỗi cười, tẩu tử, theo lý thuyết, đại ca phái chúng ta tới, những người này nên như thế nào xử trí, người nói tính, bất quá tới trước đại ca cho chúng ta công đạo, ai phải đối ngươi nói năng lỗ mãng, liền toàn sát, cho nên. Bạch Trì ngượng ngùng gãi gãi cái gáy, tại đây đồng thời, Thứ Phong cũng động. Nàng thân xuyên màu trắng váy dài, giống như là một con u linh giống nhau, xuyên qua ở trong đám người, nàng nơi đi qua, mang theo một mảnh máu tươi. Nàng giống như ở trong đám người vũ đạo giống nhau, máu hình thành hoa tươi, vì nàng bạn nhảy. Hắc Lôi lần này, mang đến hơn 30 người, vừa mới những người này, còn phía sau tiếp trước duỗi tay chiều Thứ Phong trên người sờ soạc. Hiện tại bọn họ, nhìn thấy Thứ Phong, giống như gặp được quỷ mị giống nhau, mặt mang sợ hãi, trốn đều không kịp. 2 phút, gần 2 phút thời gian, bóng đêm quán ba mặt đất đã bị máu tươi nhiễm hồng. Thứ Phong trên người màu trắng váy dài không có lây dính đến một chút máu tươi, chỉ có nàng thon dài 10 ngón, đang có máu tươi nhỏ giọt. Nếu nhìn kỹ, nàng bôi đỏ tươi móng tay cái hạ, lóe hàn mang, cất giấu từng miếng lưỡi dao. Con báo đầu hung hăng nuốt hạ nước miếng, từ cùng Trương Huyền quen biết lúc sau, hắn đã không phải một lần gặp qua trường hợp như vậy, còn là vô pháp bảo trì nội tâm bình tĩnh, liền như vậy hai người trẻ tuổi, nhìn qua phúc hậu và vô hại, lại đang nói cười gian. Liền phải nhiều người như vậy mệnh, bọn họ sắc mặt không có một chút biến hóa, hiển nhiên đối chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Tóc húi của nam nhân mặt mang sợ hãi nhìn Bạch Trì cùng Thứ Phong, bước chân liên tục lui về phía sau. Lão tứ càng là sợ tới mức nằm liệt ngồi ở chỗ kia, quần một mảnh ẩm ướt. Hàn Ôn Nhu ánh mắt dại ra nhìn này đầy đất thảm tượng, nàng trong lòng ở chấn động, Trương Huyền, rốt cuộc là người nào? Thượng một lần ở Bát Tiên Lâu. Hàn Ôn Nhu cảm thấy Trương Huyền là có bị mà đến, kia lúc này đây đâu, chính mình điện thoại đánh ra đi, bất quá 15 phút tả hữu, Trương Huyền liền phái này hai người lại đây, xem hai người bọn họ thần sắc, đối chính mình tuyệt đối cung kính. Thứ Phong, làm người tới xử lý một chút đi, Bạch Trì phất phất tay. Thứ Phong gật gật đầu, thổi một cái lảnh lót huyết sáo. Huyết sáo âm lạc, tự bóng đêm quán ba bên ngoài, đi vào hơn 10 người, mỗi người đều ăn mặc hắc y, che mặt. Đi vào quán ba lúc sau, một câu cũng chưa nói, bọn họ thuần thục khiêng lên ngầm thi thể, nâng hướng quán ba bên ngoài, những người này không có phát ra một chút tiếng vang, phảng phất vận mệnh chú định, có cái dạng nào quy củ, ở áp bách bọn họ. Tẩu tử, sự tình xử lý xong rồi, chúng ta cũng đi trước, lưu lại nơi này,
sẽ cho ngươi đưa tới không cần thiết phiền toái. Bạch Trì hướng Hàn Ôn Nhu chào hỏi. Đại tẩu, Thứ Phong cáo lui. Thứ Phong hướng Hàn Ôn Nhu cung kính khom lưng, đi theo Bạch Trì phía sau, rời đi bóng đêm quán ba. Chương 94 hội nghị khẩn cấp. Bóng đêm quán ba nội, lưu lại Thanh Diệp xã đoàn, tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Tóc húi của nam nhân đau đầy đất lăn lộn, không ngừng phát ra kêu thảm thiết, trên tay máu chảy không ngừng. Thanh Diệp lão tứ ôm đầu súc ở một bên, sợ tới mức cả người phát run. Hàn Ôn Nhu vừa muốn mở miệng, di động liền vang lên, Hàn Ôn Nhu nhìn xuống dưới điện người, nhíu mày, tự hỏi luôn mãi, đem điện thoại tiếp lên. Sư phụ, hiện tại tốc tốc tới rồi trong đội, có chuyện quan trọng, buông đỉnh đầu sở hữu công tác. Điện thoại chung, vang lên một đạo trung niên nam nhân thanh âm, ngữ điệu nôn nóng. Hàn Ôn Nhu thu hồi điện thoại, ánh mắt quét một vòng, đối rắn độc nói câu giao cho ngươi lúc sau, đi nhanh rời đi. Ngân Châu cục cảnh sát. Một gian tiểu phòng họp chung, tụ tập mấy người, liếc mắt một cái nhìn lại, những người này tuổi đều ở 40 tuổi tả hữu, trên vai ngôi sao tượng trưng cho bọn họ chức vị, nhỏ nhất đều là khoa cấp trở lên. Hàn Ôn Nhu lại đây thời điểm, thấy cục trưởng cũng ở phòng họp chung, chẳng qua, cục trưởng ngồi cũng không phải chủ vị, mà là một bên sườn vị. Ôn Nhu, ngồi lại đây, một nam nhân trung niên hướng Hàn Ôn Nhu phất phất tay, này trung niên nam nhân trường một trương mặt chữ điền, chỉnh gian phòng họp chung. Chỉ có hắn một người ăn mặc thường phục, trên mặt có một đạo vết sẹo, dữ tợn từ mắt phải rác vẫn luôn hoa hạ, đến cằm chỗ hết hạn. Sư phụ, Hàn Ôn Nhu hướng trung niên nam nhân gật gật đầu, thành thành thật thật ngồi ở trung niên nam nhân bên người. Hàn Ôn Nhu sư phụ, Châu Long, tỉnh thính hình trinh khoa trưởng khoa, từng phá hoạch nhiều khởi trọng đại án kiện, lập hạ vô số công huân, cho dù là Ngân Châu cục cảnh sát cục trưởng, đối hắn đều sẽ khách khách khí khí. Sư phụ, đây là phát sinh chuyện gì? Hàn Ôn Nhu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mặt trên truyền xuống văn kiện tiêu đề đỏ, sẽ có lưỡi dao sắc bén người lại đây, hướng chúng ta truyền lại một ít tin tức, lần này hội nghị cơ mật tính rất cao, từ từ ngươi nghe là được, ngàn vạn không cần lắm miệng. Châu Long sắc mặt có vẻ thực trịnh trọng. Lưỡi dao sắc bén, Hàn Ôn Nhu trừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ cũng không khỏi mở. Ở cảnh giáo huấn luyện thời điểm, Hàn Ôn Nhu liền nghe nói qua lưỡi dao sắc bén danh hào. Đây là hoa hạ an toàn hệ thống giữa một chi thần bí bộ đội, nghe nói mỗi năm, cả nước cảnh đội đều sẽ chọn lựa xuất tinh anh trung tinh anh, đi tham gia lưỡi dao sắc bén tuyển chọn, nhưng mà chính là này đó ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, ở lưỡi dao sắc bén tuyển chọn chung, có thể thông qua tỷ lệ không đến 1%. Lưỡi dao sắc bén vị trí lý, đều là một ít đặc thù khẩn cấp tính sự kiện, bình thường án kiện, căn bản sẽ không làm lưỡi dao sắc bén ra tay. Cho tới nay, Hàn Ôn Nhu cũng chỉ là nghe nói qua cái này bộ đội danh hào, đối mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại nghe được lưỡi dao sắc bén người muốn tới, nàng có thể nào không kinh ngạc. Hảo, dư thừa không cần hỏi lại, người trước đem cái này ký đi. Châu Long lấy quá một chương văn kiện, phóng tới Hàn Ôn Nhu trước mặt. Hàn Ôn Nhu nhìn lướt qua, thế nhưng là một phần bảo mật hiệp nghị. Từ từ nghe được sự tình, không cho phép trước bất kỳ ai để lộ, ký này phân bảo mật hiệp nghị. Ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ. Châu Long ném cho Hàn Ôn Nhu một cây bút. Hàn Ôn Nhu tiếp nhận bút sau, cơ hồ không có do dự, liền ở bảo mật hiệp nghị thượng viết xuống tên của mình. Này gian tiểu trong phòng hội nghị người cũng không nhiều, cơ hồ mỗi người, đều thân kiêm chức vị quan trọng. Ước mười mấy phút sau, phòng họp đại môn bị người đẩy ra, có một nam một nữ, hai cái người mặc thường phục người trẻ tuổi đi đến. Hai người long hành hổ bộ, trên người tản ra một loại nhàn nhạt uy thế. Ngân Châu cục cảnh sát cục trưởng cái thứ nhất đứng dậy hoan nghênh. Hảo, kia ăn mặc thường phục tuổi trẻ nam tính vươn tay, làm cái ngừng động tác, dư thừa ta cũng không nói, hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này, nói vậy đều đã ký bảo mật hiệp nghị, tự giới thiệu một chút, ta kêu Kim Hâm, lệ thuộc lưỡi dao sắc bén ba phần đội, nhậm đội trưởng chức, vị này chính là ta cộng sự, Điền Nhụy. Các vị hảo. Điền Nhụy xông vào tòa người chào hỏi, nàng lấy ra một cái vali xách tay, nhanh chóng mở ra, lấy ra một cái máy tính bảng cùng một cái loại nhỏ máy chiếu tới. Kim Hâm mắt sáng như đuốc, nhìn quét chỉnh gian phòng họp một vòng, ở hắn dưới ánh mắt, thế nhưng không có một người dám cùng hắn đối diện, bao gồm Châu Long cũng không được. Hàn Ôn Nhu chỉ cảm thấy, cái này Kim Hâm, giống như là một con tùy thời có thể bùng nổ dã thú giống nhau, hắn ánh mắt, sắc bén như một phen lưỡi dao sắc bén. Chư vị, ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, đặt tới đây, hướng các ngươi truyền đạt một ít tin tức, thỉnh xem.
Kim Hâm làm một cái thỉnh thủ thế. Điền Nhụy khống chế máy chiếu, đem thứ nhất ảnh hưởng khắc ở trên tường. Ảnh hưởng giữa không còn hắn vật, chỉ có một chương màu đen tấm các thượng ấn một chương mặt nạ bộ dáng là một chương mặt quỷ, lộ ra hai viên sắc bén hàm răng, âm trầm trầm, phá lệ dọa người. Kim Hâm mở miệng nói, theo lý mà nói, lấy các ngươi thân phận, vô pháp tiếp xúc đến này đó tin tức, bất quá sự tình đột nhiên, kế tiếp lời nói của ta, các vị muốn phá lệ chú ý, mặt trên tấm các này, ở kế tiếp một đoạn thời gian, chư vị khả năng sẽ nhìn thấy, một khi phát hiện, muốn lập tức hội báo, ta cùng ta cộng sự, ở gần đoạn thời gian đều sẽ lưu lại nơi này. Đây là cái gì? Châu Long phát ra khó hiểu nghi vấn. Địa ngục sứ giả, Kim Hâm đem ngón tay ở kia phó mặt quỷ mặt nạ thượng, có một đám người, bọn họ tự xưng địa ngục sứ giả, phụng người thống trị chi danh, thu hoạch tội ác linh hồn, cái này tổ chức thủ lĩnh là ai, toàn thế giới đều ở điều tra, nhưng không có một quốc gia có thể tra ra tới, những người này thực lực cường đại, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chúng ta lưỡi dao sắc bén cũng vẫn luôn ở chú ý bọn họ hành tung, sắp tới nhận được tin tức, địa ngục sứ giả ở Ngân Châu hiện thân, cho nên, tại đây đoạn thời gian, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Ở mọi người đều tập trung tinh thần nghe Kim Hâm giảng giải khi, Hàn Ôn Nhu biểu tình lại ở sững sờ, nàng nhớ rất rõ ràng, cùng ngày ở Bát Tiên Lâu ra ngoài hiện những người đó, liền mang theo như vậy mặt nạ. Phía dưới nói người này, là chúng ta kế tiếp trọng điểm điều tra đối tượng, một có phát hiện, không thể tự mình động thủ, lập tức hội báo. Kim Hâm hướng Điền Nhụy đưa mắt ra hiệu. Điền Nhụy gật gật đầu, ngón tay ở máy tính bảng thượng thao túng vài cái, trên vách tường ảnh hưởng biến đổi, đổi thành một nữ nhân. Nói đúng ra, là đổi thành một nữ nhân bóng dáng, nữ nhân này thân cao 1m7, lưu trữ một đầu tóc dài, ăn mặc một thân quân lục áo ngụy trang, thông qua ảnh chụp, có thể thấy được, nữ nhân này làn da phi thường hảo, ở nữ nhân ngón tay gian, phản xạ hàn mang. Người này, là địa ngục sứ giả chung một người tiểu đầu mục, thủ đoạn tàn nhẫn, vũ lực cường đại, sắp tới ở Ngân Châu thị xuất hiện quá, lại lần nữa thanh minh một chút, gặp được nàng, các ngươi tuyệt đối không thể tự tiện động thủ. Nhất định phải trước tiên đăng báo, minh bạch sao? Kim Hâm nói chuyện ngắn gọn, nhanh chóng, ánh mắt bên trong mang theo chính trọng. Kim Hâm đội trưởng, ta có cái nghi hoặc, một người trưởng khoa nhấc tay. Thỉnh giảng, nếu thật gặp được người này, đăng báo trong quá trình, hơi có sai lầm, khả năng sẽ tạo thành người này chạy thoát. Nàng trốn khiến cho nàng trốn, tuyệt đối không thể động thủ. Kim Hâm vẫn là câu nói kia. Vì cái gì? Châu Long ra tiếng. Kim Hâm ánh mắt nhìn quét một vòng, nói, bởi vì, ta không nghĩ bạch thêm thương vong. Chương 95 thiếu tới. Châu Long trên mặt lộ ra không vui, Kim Hâm đội trưởng, ta không rõ người ý tứ, chúng ta cảnh đội người, tuy rằng so ra kém lưỡi dao sắc bén, nhưng cũng tuyệt đối là tinh anh, người câu này bạch thêm thương vong, giống như có chút qua. Xin lỗi, con người của ta từ trước đến nay trực ngôn trực ngữ. Kim Hâm hướng Châu Long cười một chút. Theo sau đối Điền Nhụy phất phất tay. Điền Nhụy đem thả xuống ở trên tường hình ảnh tiến hành biến hóa. Lúc này đây, không hề là bóng người, cũng không hề là cái gì ai cần, mà là từng chương cảnh tượng rách nát hình ảnh trung tâm khói thuốc súng, đầy đất hố sâu, có lửa lớn bốc cháy lên, đầy đất đều là tàn chi đoạn tí, cách thức vũ khí hạng nặng rơi rụng đầy đất, thậm chí còn có hai chiếc bị tạc đến rơi rất tan tác xe tăng. Kim Hâm mở miệng giải thích. Đây là tam giác vàng một cái tư nhân võ trang căn cứ giữ ước chừng có 400 danh súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê, tất cả đều là giết người không chớp mắt nhân vật, căn cứ nội có hai chiếc tùy thời chở phân phó võ trang xe tăng, kết quả ở một tiếng rưỡi nội, bị một người bình định cái này tư nhân võ trang căn cứ người, chính là các ngươi vừa mới chỗ đã thấy người, hiện tại, các vị còn muốn nghi ngờ ta theo như lời bạch thêm thương vong sao. Chỉnh gian phòng họp nội, tất cả mọi người há to miệng. Nhìn trên tường cảnh tượng. Này, Châu Long giật giật miệng, cuối cùng không có hé răng. Kim Hâm theo như lời đồ vật, đã vượt qua hắn nhận chi, này căn bản là không phải bình thường cảnh sát có thể xử lý nhân vật, đích xác, đối mặt như vậy khủng bố nhân vật, bình thường tinh anh, cũng hoàn toàn không phải nhân ra đối thủ, đây là chức nghiệp chiến tranh hung phạm. Hàn Ôn Nhu giờ phút này, đầu óc đã hoàn toàn đãng cơ, Kim Hâm nói nàng nghe được rõ ràng, chính mình đánh hắc trừ ác nhiều năm như vậy. Cũng gặp qua không ít mũi đao thượng liếm huyết tàn nhẫn người, nhưng những người này cùng Kim Hâm tự thuật sự tình so sánh với, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Thả, Hàn Ôn Nhu tuy rằng chỉ có thấy nữ nhân kia bóng dáng, nhưng nàng trong lòng lại 100% đích xác định, nữ nhân kia, chính là Thứ Phong.
hôm nay tới bóng đêm quán ba, vì chính mình giải quyết phiền toái người, Trương Huyền thủ hạ. Hội nghị thượng, Kim Hâm lại hướng đang ngồi người công đạo rất nhiều những việc cần chú ý, nhưng Hàn Ôn Nhu một câu cũng không nghe đi vào, nàng trong đầu chỉ nghĩ một vấn đề, Trương Huyền rốt cuộc là người nào. Hội nghị tan cuộc, Hàn Ôn Nhu có chút mơ màng hồ đồ đi ra phòng họp, chiều cục cảnh sát bên ngoài đi đến. Này hội nghị khai rất dài thời gian, Thái Dương đã tây hạ, chân trời thiêu lửa đỏ. Hàn Ôn Nhu đi ra cục cảnh sát đại môn, nhìn đến một cái thật dài bóng dáng kéo dài đến chính mình dưới chân, nàng theo bóng dáng nhìn lại, thấy được bóng dáng chủ nhân, là Trương Huyền. Ra tới, đi, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Trương Huyền đôi tay cắm túi, đối Hàn Ôn Nhu cười nói. Hàn Ôn Nhu vừa thấy Trương Huyền, trong đầu nháy mắt liền xuất hiện vừa mới Kim Hâm lời nói, một người, một tiếng rưỡi, phá hủy một cái võ trang căn cứ, người kia, vẫn là Trương Huyền thủ hạ. Hàn Ôn Nhu có chút sắc mặt mất tự nhiên đi đến Trương Huyền trước mặt, trầm mặc hai giây, mở miệng nói, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Như thế nào, triệu khai hội nghị khẩn cấp, là có người cho các ngươi truyền đạt về Thứ Phong tin tức. Trương Huyền mặt mang mỉm cười, hỏi chuyện gian, có loại biết trước cảm giác. Hàn Ôn Nhu theo bản năng hỏi ra, ngươi như thế nào biết? Thứ Phong chấp hành quá không ít nhiệm vụ, xem như lộ diện tương đối nhiều, hôm nay động thủ, khẳng định sẽ bị phát hiện, lưỡi dao sắc bén người tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, lần này tới mấy cái đội trưởng. Trương Huyền trên mặt biểu tình không hề gợn sóng, hết thảy đều ở nắm giữ. Ngươi biết Thứ Phong động thủ sẽ bị phát hiện, Hàn Ôn Nhu không có trả lời Trương Huyền vấn đề, hỏi lại một tiếng. Khẳng định sẽ bị phát hiện a? Người không có tiếp xúc quá phương diện này, không rõ Thứ Phong ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng, nàng vẫn luôn là lưỡi dao sắc bén trọng điểm siêu tầm mục tiêu. Trương Huyền lấy thác tay, theo lý thường hẳn là nói. Hàn Ôn Nhu mở to hai mắt nhìn Trương Huyền, vậy ngươi hôm nay còn làm nàng. Ta tổng không thể nhìn ngươi lâm vào nguy cơ. Trương Huyền nha một mắng, chủ động duỗi tay, giữ chặt Hàn Ôn Nhu cánh tay, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là nữ nhân của ta, từ nay về sau. Không ai có thể khi dễ đến ngươi. Thiếu tới, Hàn Ôn Nhu dùng sức ném ra Trương Huyền bàn tay, lão nương hôm nay minh xác nói cho ngươi, ngươi có lão bà, lão nương mới lười đến trộn lẫn ngươi những cái đó ra sự, ngày đó buổi tối, cũng là lão nương uống nhiều quá, hay ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, ngươi đừng động một chút liền nói lão nương là ngươi nữ nhân, có bản lĩnh ngươi trước cùng họ Lâm đem ly hôn chứng lãnh, lại dõng dạc nói những lời này. Ách, Trương Huyền trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Nếu nói đánh nhau, giết người, bạo phá, Trương Huyền đó là tim đập vững vàng, đôi mắt đều không mang theo nhiều chấp một chút, nhưng ở nam nữ cảm tình phương diện này, hắn đích xác khuyết thiếu kinh nghiệm, trước kia đụng tới này đó nữ nhân, mọi người đều là gặp dịp thì chơi thôi. Nhưng hiện tại, Trương Huyền đối cảm tình tâm thái, đã sớm biến hóa. Được rồi, đừng thất thần, không phải nói thỉnh lão nương ăn cơm sao? Đi đâu ăn? Hàn Ôn Nhu vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta đính ra tiểu cái lẩu, xem trên mạng bình luận cũng không tệ lắm. Vậy đi, đi đánh xe. Hàn Ôn Nhu xô đẩy một phen Trương Huyền. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, xoay người trốn chạy biên kêu taxi đi. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Hàn Ôn Nhu kia vẻ mặt không kiên nhẫn dần dần biến mất, giữa mày, ngược lại hiện lên một mặt hạnh phúc tươi cười. Nàng không thể phủ nhận, ở vừa mới Trương Huyền nói ra ngươi là của ta nữ nhân những lời này khi. Nàng trong lòng nhảy ra tốc. Ăn cơm trong quá trình, Hàn Ôn Nhu không có hỏi lại Trương Huyền thân phận linh tinh đề tài, hết thảy đều có vẻ thực bình thường. Trương Huyền về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối mau 9 giờ, hắn phát hiện Lâm Thỉnh Hạm còn không có trở về, đánh chiếc xe, thẳng đến Lâm Thị Tập đoàn, chỉnh đống đại lâu đều đen nhánh một mảnh, người đã sớm tan tầm. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, biểu hiện đối phương đã tắt máy. Tình huống như thế nào? Lâm Thỉnh Hạm đứng ở đại lâu hạ đẳng trong chốc lát, vừa mới chuẩn bị cấp Milan gọi điện thoại, liền nghe được trên lầu truyền đến một trận mỏng manh tiếng vang, thanh âm này cực kỳ nhỏ bé, cũng liền Trương Huyền, muốn đổi cá nhân, căn bản nghe không được. Trên lầu có người, Trương Huyền ánh mắt một ngưng, mọi nơi nhìn thoáng qua. Đại lâu cửa chính đã khóa lại, bất quá lại không làm khó được Trương Huyền, tìm cái góc chết, Trương Huyền một cái lao tới, ở lâu trên mặt vừa dẫm, cả người nhảy lên lên. Bái trụ lầu hai bệ cửa sổ, cánh tay lại dùng một chút lực, cả người cũng đã tới rồi lầu hai cửa sổ khẩu, hắn này một bộ động tác, nước chảy mây trôi nhanh nhẹn, chẳng sợ đóng phim điện ảnh treo dây thép diễn viên, cũng làm không đến như vậy. Trương Huyền dùng tay nhẹ nhàng đẩy,
cửa sổ mở ra. Quả nhiên, Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, này đại hạ thiên, rất ít có người sẽ quan cửa sổ. Hắn từ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào đại lâu nội, vào lâu nội, Trương Huyền có thể nghe được trên lầu truyền đến rõ ràng thanh âm, dĩ vãng kinh nghiệm, làm Trương Huyền cũng không có lựa chọn ngồi thang máy, mà là thông qua thang lầu lên lầu. Chương 96 sợ hắc nữ tổng tài. Lâm thị cao ốc tầng cao nhất. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh, vừa mới đánh nát bình hoa đủ để biểu hiện nàng nội tâm hoảng loạn. Buổi tối 9 giờ, không trung đã hoàn toàn đen xuống dưới, cả tòa cao ốc lạnh tanh. Lâm Thanh Hạm đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có tăng ca thêm đến đã trễ thế này, nàng tuy rằng ở công tác thượng thực cuồng nhiệt, nhưng đối với tăng ca, lại không thế nào cảm thấy hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản, sợ hắc. Lâm Thanh Hạm cũng không biết chính mình khi nào có cái này tật xấu, đen nhánh sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi, ngày thường chẳng sợ ngủ thời điểm, nàng cũng sẽ mở ra đầu giường đèn. Hôm nay, đúng là cái ngoại lệ, bốn ra bệnh viện hạng mục, đối Lâm thì tới nói, cũng là trọng trung chi trọng, Lâm Thanh Hạm này một vội lên, liền đã quên thời gian, thẳng đến văn phòng đèn toàn bộ tắt kia một khắc, nàng mới ý thức được, trời đã tối rồi. Đột nhiên hắc ám làm Lâm Thỉnh Hạm cảm thấy kinh hoàng, nàng ấn số hạ chốt mở. Kia nguyên bản sáng ngời đèn treo một chút phản ứng đều không có, Lâm Thanh Hạm lúc này mới nhớ tới, hôm nay bí thư lý nói cho chính mình, buổi tối 9 giờ thời điểm, toàn bộ CBD muốn kiểm tra mạch điện, sở hữu công tắc nguồn điện đều sẽ cắt đứt. Cả tòa cao ốc, vắng vẻ, Lâm Thanh Hạm đi một bước đi ra ngoài, giày cao gót trên mặt đất phát ra tháp tháp tiếng vang, này tiếng vang truyền bá đi ra ngoài, từ hành lang cuối đi vòng vèo trở về, truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai, làm nàng tim đập ra tốc. Trước mắt màu đen hành lang, như là không có cuối giống nhau, đi thông vực sâu. Lâm Thanh Hạm một lòng thình thịch nhảy lợi hại, di động của nàng cũng hoàn toàn không điện, hoàn toàn tắt máy, vô pháp vì nàng phát ra một chút ánh sáng. Lâm Thanh Hạm tay nhỏ đỡ vách tường, thong thả hướng phía trước đi tới, thang máy hoàn toàn đình vận, vô pháp cưỡi, chỉ có thể đi thang cuốn. Mở ra cửa thang lầu phòng cháy môn, một cổ ẩm ướt khí vị ập vào trước mặt, thật lớn tiếng vang vang ở Lâm Thanh Hạm bên tai. Sợ tới mức nàng một lòng nhắc tới cổ họng. Cho dù là cái đại nam nhân, một mình một người đi ở trống vắng đen nhánh đại lâu chung cũng sẽ sợ hãi, càng không cần đề một người, đặc biệt là một cái sợ hắc nữ nhân. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt đen nhánh thang lầu, hai chân giống như rót chỉ giống nhau, không dám đi xuống đi, ở kia trong bóng đêm, phảng phất tùy thời sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Lâm Thanh Hạm liên tục làm mấy cái hít sâu, lấy hết can đảm, chiều thang lầu đi qua. Đột nhiên, một đạo vang lớn từ Lâm Thanh Hạm phía sau truyền đến. Lâm Thanh Hạm phát ra một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là nàng vừa mới buông ra phòng cháy môn đóng lại. Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình kia một lòng, lập tức liền phải nhảy ra cổ họng. Bốn phía một mảnh hắc ám, Lâm Thanh Hạm thân mình ở không tự giác phát run, ẩm ướt không khí hoàn cảnh, cùng với dưới chân giày cao gót, đều làm Lâm Thanh Hạm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lâm Thanh Hạm tay nhỏ đỡ thang lầu, một bước một cái bậc thang chậm rãi chiều hạ đi đến, một đạo gió lạnh từ Lâm Thanh Hạm sau lưng đánh úp lại, sợ tới mức Lâm Thanh Hạm run lập cập, nếu có thể thấy rõ, sẽ phát hiện Lâm Thỉnh Hạm khuôn mặt nhỏ trắng xanh, nàng là thật sự sợ hãi, đôi mắt không dám về phía sau nhìn lại, chỉ có thể tùy ý kia gió lạnh diễn tấu chính mình phía sau lưng, nàng cảm giác, tại đây trong bóng đêm, chính mình sắp hỏng mất, dưới chân giày cao gót mỗi một lần cùng mặt đất tiếp xúc, đều sẽ phát ra tháp thanh âm. Ở hàng hiên trung tiếng vọng không ngừng. Chân tường bày biện cây chổi, hình như là một cái quỷ dị tiểu nhân, chiều Lâm Thanh Hạm múa may đôi tay. Lâm Thanh Hạm hốc mắt ở bất chi bất giác trung đã ươn ướt, một lòng thời thời khắc khắc đề ở cổ họng, Lâm Thanh Hạm chưa bao giờ có cảm giác, chính mình giống như bây giờ bất lực. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trước mắt, màu đen bóng dáng từ ánh sáng trung kéo dài, lại lần nữa hoàn toàn đi vào hắc ám. Lâm Thanh Hạm lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, quay đầu liền chiều trên lầu chạy tới. Lâm Tổng, Trương Huyền giàu có tử tính thanh âm vang lên. Hắn thanh âm, giống như là cô trong biển tản ra nhá nhem đèn sáng giống nhau, giống một đoàn ấm áp, vây quanh tới rồi Lâm Thanh Hạm trên người. Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm bôn đào bước chân dừng lại, thanh âm làm trò mang theo nùng liệt kinh hỉ. Là ta, Trương Huyền mở ra di động đèn pin, dọc theo hàng hiên đi rồi đi lên. Hắn thân ảnh ở Lâm Thỉnh Hạm trong tầm mắt dần dần rõ ràng. Ở nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt, Lâm Thanh Hạm có một loại muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn xúc động.
Lâm Thanh Hạm hoảng loạn vươn tay nhỏ, lau hạ trên mặt nước mắt, cái mũi có chút thì thầm hỏi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trương Huyền cười cười, ngươi như vậy vãn cũng chưa về nhà, ta liền tới nhìn xem, này đại lâu là cúp điện. Ân, cúp điện kiểm tu. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, khóe miệng tự nhiên mà vậy giãn ra khai, ở Trương Huyền xuất hiện kia một khắc, nàng trong lòng sợ hãi, liền toàn bộ biến mất không thấy. Hành đi, ta liền nói này đại lâu như thế nào hắc hắc đâu, ta đi lên mặt, cho ngươi chiếu sáng lên. Trương Huyền quơ quơ trong tay di động, ánh đèn chiếu vào hàng hiên, hắn đưa lưng về phía Lâm Thanh Hạm, hướng dưới lầu đi đến. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt sáng lên ánh đèn, trong lòng đột nhiên dâng lên kia một tia ngọt ngào tới. Lâm thị cao ốc khóa cửa có thể từ bên trong mở ra, Lâm Thanh Hạm cũng thực tự nhiên xem nhẹ Trương Huyền là vào bằng cách nào vấn đề này. Giang Tĩnh xe liền ngừng ở bãi đỗ xe, đường Giang Tĩnh nhìn thấy Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền cùng nhau ra tới thời điểm, cũng không có ngoài ý muốn linh tinh, giống thường lui tới giống nhau chào hỏi. Lâm Thanh Hạm ngồi vào bên trong xe, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, vừa mới phát sinh sự tình, là nàng một người bí mật. Một người đối khác phái sinh ra hảo cảm, tổng ở trong lúc lơ đãng, lần lượt việc nhỏ, lần lượt cảm động, ngưng kết thành tình cảm. Một đêm im ắng qua đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hạm suốt dậy sớm một giờ, đây là nàng ở ngày hôm qua buổi sáng liền quyết định tốt sự, cùng Trương Huyền cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại nàng lại làm Trương Huyền làm những cái đó tạp vụ, sẽ cảm giác trong lòng thực biệt nữ. Lâm Thanh Hạm ăn mặc thiên lam sắc rộng thùng thình áo ngủ, ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến Trương Huyền thân ảnh, nàng mặt đẹp nổi lên một tầng nghi hoặc. Ngoài phòng, truyền đến một trận a ha thanh. Lâm Thanh Hạm nhíu mày, đi ra ngoài, phát hiện Trương Huyền đối diện trong viện một thân cây không ngừng múa may nắm tay, hiện tại hắn, ăn mặc một cái quần đùi, trần trụi thượng thân, làn da phía một loại màu đồng cổ ánh sáng, Trương Huyền mỗi một lần huy quyền, đều sẽ sử bối cơ phồng lên. Đây là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền như vậy, nàng mỗi ngày lên thời điểm, chỉ là nhìn đến Trương Huyền bò trên mặt đất lau nhà, cũng không biết hắn còn có đánh quyền thói quen. Trương Huyền phía sau lưng từng đạo dữ tợn vết sẹo hấp dẫn Lâm Thanh Hạm tầm mắt, nàng đứng ở cửa, liền như vậy lẳng lặng nhìn đứng ở trong viện nam nhân. Một bộ quyền đánh xong, Trương Huyền thở phào một hơi, xoay qua thân thấy được đứng ở cửa Lâm Thanh Hạm, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, Lâm Tổng, người tỉnh. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, vươn ngón tay ngọc, chỉ vào Trương Huyền phía sau lưng, người đây là. Cái này a, Trương Huyền cười một chút, một bên bộ ngực, đều là lấy trước không hiểu chuyện, thích cùng người đánh nhau nháo, ha ha, ta đi cho ngươi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt. Nói, Trương Huyền liền chiều trong phòng đi đến. Không cần, về sau ta chính mình chuẩn bị đi. Lâm Thanh Hạm theo bản năng duỗi tay lôi kéo Trương Huyền cánh tay, có thể cảm nhận được nam nhân cánh tay thượng độ ấm, còn có. Về sau việc nhà, cũng cùng nhau làm đi. Ân, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia có chút phiếm hồng gương mặt, ngẩn ra một chút, theo sau gật đầu, hảo. Chương 97 lớn mật tân công nhân. Đây là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên làm việc nhà, nàng chỉ là đơn giản quét cái mà, là có thể cảm nhận được, Trương Huyền mỗi ngày quỳ dạp trên mặt đất, đem toàn bộ sàn nhà sát đến sạch sẽ đến phí bao lớn sức lực. Suốt một giờ xuống dưới, đại bộ phận việc nhà đều là Trương Huyền làm, Lâm Thanh Hạm cũng chỉ là giúp một ít vội, liền mệt quá sức. Lần này, làm đến Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền càng thêm áy náy, nàng thật cảm thấy chính mình trước kia có chút thật quá đáng, Trương Huyền chỉ là ở rể lại đây, chính mình khiến cho hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn lại làm sai cái gì. Đi công ty trên đường, Lâm Thanh Hạm một câu cũng chưa nói, nàng nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân, đầy mặt ánh mặt trời, mặt mang mỉm cười. Lâm Thanh Hạm trong lòng suy nghĩ, không bằng, nếm thử cùng hắn cùng đi xem cái điện ảnh. Phi phi phi, như thế nào có thể có loại suy nghĩ này, liền tính xem điện ảnh, cũng đến hắn đề nghị a, ta một nữ hài tử chủ động nói ra giống cái gì. Lâm Tổng, tới rồi. Giang Tĩnh đem xe đình đến dưới lầu, tuy rằng nói là cận vệ, nhưng Giang Tĩnh cũng không phải cái loại này đi theo Lâm Thanh Hạm bên người như hình với bóng, phần lớn dưới tình huống, nàng đều là đảm đương tài xế nhân vật, như vậy bảo tiêu, mới nhất sẽ không bị người phát hiện. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tuy rằng cùng nhau xuất phát, nhưng tới rồi công ty, lại là hoàn toàn bất đồng hai cái mục tiêu. Một cái thượng cao nhất lâu tổng tài văn phòng, mỗi một câu đều ở quyết sách công ty tả hữu. Một cái khác, còn lại là đi nghiệp vụ bộ, ngồi ở thuộc về hắn chỗ ngoặt, nhìn trên mặt bàn bày biện xí nghiệp văn hóa. Buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu.
Cái kia, người kêu Trương Huyền đúng không? Một người trung niên nữ nhân đi đến Trương Huyền bàn làm việc trước, trên mặt mang theo không xác định hỏi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, làm sao vậy tỷ? Ngươi ngày hôm qua đi đâu? Trung niên nữ nhân hỏi. Nga, đi ra ngoài chạy cái nghiệp vụ. Trương Huyền ăn ngay nói thật nói. Chạy nghiệp vụ, trung niên nữ nhân trên mặt lộ ra một mặt hồ nghi thần sắc, trong lòng suy nghĩ, một cái vừa tới thực tập nghiệp vụ viên, như thế nào sẽ có nghiệp vụ cho hắn chạy? Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu. Trung niên nữ nhân nghĩ sơ một chút, liền cho rằng Trương Huyền là ở nói dối, đương trường lộ ra khinh thường biểu tình, nàng cũng không vạch trần Trương Huyền, nói, hành đi, giám đốc làm người đã đến rồi sau đi nàng văn phòng một chuyến. Hành, Trương Huyền buông trong tay xí nghiệp văn hóa, chiều nghiệp vụ giám đốc văn phòng đi đến. Mới vừa đi một nửa, Trương Huyền di động liền vang lên, là Lâm Thanh Hạm đánh tới. Ngươi làm gì đâu? Lâm Thanh Hạm trực tiếp ở trong điện thoại hỏi. Đi làm a, làm việc phụ bộ. Lâm Thanh Hạm có chút ngữ khí nôn nóng nói, đi nghiệp vụ bộ làm gì? Hôm nay ước hảo y học sẽ Mã hội trưởng gặp mặt, Mã hội trưởng đều đã đến địa phương chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi mau qua đi. A, ta không biết a. Trương Huyền vẻ mặt mộng bức, ước ở đâu gặp mặt đâu. Liên Trung y quán, ngày hôm qua nói chuyện hợp tác thời điểm ngươi không phải ở đây đâu sao? Ách, Trương Huyền trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, ta không chú ý nghe. Ngày hôm qua nói chuyện hợp tác thời điểm, Trương Huyền tuy rằng đứng ở bên cạnh nghe xong một chút, nhưng hắn tâm tư tất cả tại Lâm Thanh Hạm trên người, đối với hợp tác nói cái gì, một chữ cũng chưa nghe đi vào. Ai, Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ thở dài, cũng không trách cứ Trương Huyền. Ngươi hiện tại mau đi đi, ta cấp Mã hội trưởng nói một tiếng, ngươi nhưng đừng ỷ vào ngươi hiện tại có nắm chắc liền không đem ngựa hội trưởng để vào mắt. Ân, ta đã biết, Trương Huyền cắt đứt điện thoại, thực tự nhiên từ giám đốc văn phòng con đường phía trước quá, ra nghiệp vụ bộ, thẳng đến trung y quán đi. Nghiệp vụ bộ giám đốc văn phòng trung, thân xuyên màu xám chức nghiệp trang phục, diện mạo xinh đẹp La Linh ngồi ở văn phòng trước đợi nửa ngày, cũng không thấy cái kia tân công nhân tới. Hồng tỷ. La Linh kêu một tiếng. Thực mau, vừa mới tên kia đi kêu Trương Huyền trung niên nữ nhân chạy tiến văn phòng tới. La quản lý, người tìm ta. Cái kia gọi là gì Trương Huyền người đâu? A, hắn không lại đây, Hồng tỷ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta cho hắn thông chi tới rồi a. La Linh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nàng chưa từng thấy quá to gan như vậy tân công nhân đâu, đi làm ngày đầu tiên, liền kiều ban nửa ngày thời gian, chính mình làm người đi tìm hắn. Hắn lại đương cái gió thoảng bên tai, nghe cũng không nghe. Lại đi kêu một lần. Hảo, Hồng tỷ gật gật đầu, ra văn phòng. Vài phút sau, Hồng tỷ lại gõ cửa vào văn phòng. Người đâu? La Linh hỏi. Tìm không thấy. Cái gì? La Linh khí mặt đều thay đổi sắc. Thân là đương sự Trương Huyền, tự nhiên không biết hắn đã đem bộ môn giám đốc chọc giận quá mức, chính lảo đảo lắc lư trong chiều y quán đi tới đâu. Trung y trong quán. Lấy Mã hội trưởng cầm đầu năm tên y sư, đang ở cùng Lâm Thị ngày hôm qua đã đến cái kia tinh anh đoàn đội làm kịch liệt đàm phán. Mã hội trưởng một phương tỏ vẻ, bọn họ y học sẽ, có một phần năm y sư, có thể ở Lâm Thị tân kiến trong bệnh viện trên danh nghĩa, mỗi tháng có cố định thời gian theo học kịch, hy vọng Lâm Thị có thể làm cái kia trung y huấn luyện, mỗi cuối tuần cử hành hai lần. Lâm Thị tinh anh đoàn đội tỏ vẻ, cái này trung y huấn luyện, mỗi cuối tuần cử hành một lần. Hy vọng y học sẽ ra 10 tên trở lên, kinh nghiệm phong phú y sư, mỗi cuối tuần đều tới Lâm Thị Kiến làm bệnh viện theo học kịch. Hai bên bởi vì này hai vấn đề, đã thảo luận hơn nửa giờ, vẫn luôn tranh luận không thôi, y học sẽ một chút đều không thoái nhượng, mà Lâm Thị Tinh Anh đoàn đội cũng ở lớn nhất hóa tranh thủ ích lợi. Thấy cái này hợp tác đàm phán rằng co không dưới, Lâm Thị vài tên nghiệp vụ Tinh Anh làm một ít lén thảo luận, cuối cùng quyết định, lại lui một bước, mỗi cuối tuần huấn luyện gia tăng đến 2 lần. Theo học kịch y sư có thể giảm bớt đến 8 người. Đang lúc Lâm Thị người chuẩn bị thả ra chính mình điểm mấu chốt thời điểm, Trương Huyền tới. U, rất náo nhiệt a. Trương Huyền đôi tay cắm túi, đi vào trung y trong quán, hắn ở quán ngoại, liền nghe đến đó mặt truyền đến kịch liệt thảo luận thanh. Vài tên Lâm Thị nghiệp vụ tinh anh nhìn thấy Trương Huyền, đều chiều Trương Huyền lộ ra kỳ hảo tươi cười. Trương ca, người đã đến rồi. Tên kia dẫn đầu càng là cúi đầu cùng Trương Huyền chào hỏi. Liền ở ngày hôm qua, bọn họ biết được, vị này Trương ca, nói hạ lớn như vậy hạng mục, một phân tiền trích phần trăm cũng chưa muốn, toàn bộ phân cho bọn họ, cái này làm cho bọn họ đối Trương Huyền phá lệ cảm kích. Ân, Trương Huyền gật gật đầu,
hướng bọn họ làm cái thủ thế, đều tùy ý một chút, liều cái gì đâu, ta nghe một chút. Trương Huyền kéo Trương ghế, ngồi ở này Trương bàn đàm phán trước. Mã hội trưởng chờ 5 tên y sư nhìn thấy Trương Huyền, tất cả đều lộ ra kỳ hảo tươi cười. Cái này, Lâm thị tên kia dẫn đầu trầm ngâm một chút, mở miệng, Trương ca, chúng ta ý tứ là, về sau mỗi cuối tuần, cử hành một lần y học huấn luyện, hy vọng y học sẽ tuyển ra 10 tên có kinh nghiệm y sư, mỗi cuối tuần ở chúng ta sở kiến làm bệnh viện giữa theo học kịch 2 lần. Này có chút không ổn đi, Trương Huyền nhíu nhíu mày, theo ta được biết, hiện tại chữa bệnh tài nguyên khan hiếm, một ít có kinh nghiệm bác sĩ, ở mấy ngày trước liền đem hào cấp treo đầy, ngươi muốn cho bọn họ trực thuộc ở chúng ta công ty bệnh viện, mỗi tuần còn theo học kịch 2 lần, này có chút không hiện thực a. Chương 98 Trương Huyền đàm phán. Đúng đúng đúng, tiểu sư phó nói không tồi. Mã hội trưởng liên tục gật đầu, hiện tại chữa bệnh tài nguyên đích xác khan hiếm, đừng nói mỗi tuần 2 lần, chính là mỗi tuần 1 lần đều có chút khó khăn a. Này, Lâm thị tên kia dẫn đầu trầm ngâm một chút, không có hé răng, hắn thực sự không nghĩ tới, này Trương ca gần nhất, sao liền thế đối phương nói chuyện, hắn trong lòng kỳ thật là thoáng có chút không cao hứng, bởi vì hắn biết, cái này Trương ca có thể nói hạ lần này bệnh viện đơn tử, không phải bởi vì hắn đàm phán trình độ có bao nhiêu cao, mà là hắn hiểu y thuật, muốn nói đàm phán, vẫn là chính mình những người này nhất chuyên nghiệp. Này Trương ca gần nhất, không phải chuyện xấu sao. Cái này tinh anh đoàn đội, mấy người qua lại liếc nhau, trên mặt đều lộ ra chút cười khổ. Trương ca, vậy ngươi ý tứ, là, tên này dẫn đầu cũng không hảo bác Trương Huyền mặt mũi, hỏi hạ Trương Huyền ý kiến. Ta suy nghĩ a, Trương Huyền dựa vào ghế trên, vươn ba ngón tay, không ngừng gõ này mặt bàn, mã hội trưởng vừa mới nói rất có đạo lý, đừng nói một tuần 2 lần theo học kịch, liền tính 1 lần, thời gian đều có chút khẩn trương, đến lúc đó nháo đến mọi người đều khó coi. Đúng đúng, mã hội trưởng liên tục gật đầu. Ta ý tứ sao, chính là, nếu như vậy, vì cái gì còn muốn y học sẽ người tới theo học kịch đâu? Trương Huyền hỏi lại một tiếng, không bằng như vậy hảo, chờ bệnh viện kiến làm tốt sau, Ninh tỉnh y học sẽ một nửa người, đều phải tới chúng ta Lâm thị bệnh viện đi làm, đồng thời, huấn luyện cơ cấu huấn luyện thời gian là 1 tháng 1 lần, cụ thể thời gian từ ta định, tỉnh ngoài y học sẽ người muốn tham gia huấn luyện, cần thiết đáp ứng tới chúng ta Lâm thị bệnh viện đi làm, cứ như vậy. Này, Trương Huyền nói vừa xong, mặc kệ là mã hội trưởng đám người, vẫn là Lâm thị cái này tinh anh đoàn đội người, tất cả đều há to miệng. Cùng Trương Huyền hiện tại để điều kiện so sánh với, vừa mới bọn họ tranh luận nửa ngày đồ vật, liền cái đưa tặng hạng mục đều không tính là a. Mã hội trưởng cười nịnh một chút, tiểu sư phó, ngươi xem cái này, chúng ta có phải hay không? Không đến thương lượng, Trương Huyền không đợi mã hội trưởng nói xong, trực tiếp mở miệng đánh gãy, ta còn là câu nói kia, các ngươi Ninh tỉnh y học sẽ nếu không đồng ý. Chúng ta Lâm thị liền đi khác tỉnh tìm hợp tác đồng bọn. Trương Huyền biểu tình thực kiên định, một chút cũng chưa nói giỡn thành phần ở bên trong. Mã hội trưởng đám người qua lại đối diện vài lần, trên mặt đều mang theo cười khổ, bọn họ có thể từ bỏ hợp tác sao? Không thể, đang run châm loại này cao siêu y học tài nghệ trước mặt, chính mình muốn từ bỏ, kia thật là xuống mồ đều sẽ tiếc nuối. Ai, mã hội trưởng thở dài, tiểu sư phó, ngươi này thật đúng là làm chúng ta khó xử a. Đề nghị của ngươi, ta hôm nay mở họp cùng đại gia thương lượng một chút. Tùy tiện, Trương Huyền vẻ mặt không sao cả nói, ta điều kiện chính là cái này, các ngươi mở họp đến ra cái gì kết quả, cùng ta không quan hệ, vẫn là câu nói kia, không đồng ý ta điều kiện, chúng ta Lâm thị liền tìm cái khác y học sẽ hợp tác, cứ như vậy. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, không cho mã hội trưởng đám người nói nữa cơ hội. Y học trong khu vực quản lý, lâm vào mấy phút đồng hồ trầm mặc. Cuối cùng, Lâm thị dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mã hội trưởng, ý của ngươi là. Còn có thể mấy cái ý tứ. Mã hội trưởng trợn trắng mắt, ấn tiểu sư phó nói, thiêm hiệp ước đi. Thấy mã hội trưởng tỏ thái độ, Lâm thị cái này tinh anh đoàn đội người, tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng nội tâm chung, đối Trương Huyền bội phục, kia nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Ngưu bức A Trương ca. Thu phục nơi này sự, Trương Huyền lại trở lại công ty, đều đã là cơm trưa điểm. Vừa vặn ở nhà ăn lăn lộn cái cơm, chờ buổi chiều đi làm thời điểm, Trương Huyền mới một lần nữa vào nghiệp vụ bộ đại môn. Tiến đại môn, Trương Huyền nhớ tới, giống như nghiệp vụ giám đốc buổi sáng còn tìm chính mình tới. Hắn đi đến giám đốc văn phòng trước cửa, gõ vang lên môn, kết quả nửa ngày cũng chưa người đáp lại. Trương Huyền, người buổi sáng đi đâu?
Hồng tỷ vẻ mặt trách cứ xuất hiện ở Trương Huyền trước người, chất vấn nói. Đi chạy nghiệp vụ a? Trương Huyền đương nhiên đáp. Hồng tỷ sắc mặt tối sầm, đối Trương Huyền đã hoàn toàn thất vọng rồi, một cái hôm qua mới tới đi làm tân công nhân, đi làm đã đến giờ chỗ chạy loạn không nói, còn lời nói dối hết bài này đến bài khác, loại người này thật là không cứu. Giám đốc đi ra ngoài, người hồi chính mình vị trí thượng trông coi tắc đi thôi. Hồng tỷ không kiên nhẫn phất phất tay. Trương Huyền kỳ quái nữ nhân này sao đột nhiên đối chính mình ý kiến lớn như vậy, bất quá hắn cũng lười đi để ý, công ty xí nghiệp văn hóa, hắn ngày hôm qua xem không sai biệt lắm, hôm nay sáng sớm lại nhìn một chút, hoàn toàn từ đầu tới đuôi nhìn cái biến. Trương Huyền cái này ngọ đi làm thời gian, lại không gì sự vội, đơn giản mở ra máy tính, lên mạng nhìn một ít trung y dạy học video, hắn không phải học tập nhân gia kỹ thuật, là học tập nhân gia như thế nào dạy học sinh. Phía trước, Trương Huyền là mang quá một ít học sinh, chẳng qua những cái đó đều là thế giới nổi tiếng danh y, tự thân bản lĩnh không tồi, Trương Huyền dạy học thời điểm, nói cái gì đồ vật bọn họ cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại muốn dạy người, đối Trương Huyền tới nói, chính là một đám người mới học, tự nhiên vô pháp giáo giống phía trước như vậy tùy ý. Trương Huyền xem video trước còn suy nghĩ một chút, chính mình này hẳn là không phải đi làm thời gian làm việc tư, rốt cuộc đây cũng là vì công tác. Hồng tỷ nhìn đến Trương Huyền không có trông coi tắc, ngược lại ở kia mùi ngon nhìn máy tính video, đương trường dùng di động chụp cái video ngắn, cấp La Linh đã phát qua đi, còn mang thêm một câu. La quản lý, cái này tân công nhân đã trở lại, bất quá ta làm hắn trông coi tắc hắn cũng không thấy, một buổi trưa đều tại đây xem video, loại người này không thể lưu a. Hồng tỷ làm xong này hết thảy sau, lại cấp di động thượng một người khác đã phát điều tin tức. Nhi tử, người tiến Lâm thị việc này, hẳn là không nhiều lắm vấn đề, hai ngày này chuẩn bị sẵn sàng, ta lần trước cho ngươi nói phỏng vấn để ngươi hảo hảo xem. Hồng tỷ một bên phát ra tin tức, trên mặt treo cười lạnh. Tới rồi buổi chiều 4 giờ rưỡi tả hữu, Trương Huyền tắt đi trang web, nhìn một buổi trưa dạy học video, đúng là buồn tẻ nhạt nhẽo, thu thập một chút trên mặt bàn đồ vật, liền chuẩn bị tan tầm. Một người tuổi hơn 20 tuổi, dáng người hỏa bạo nữ nhân vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, tới, mọi người đều bắt tay đầu công tác phóng một phóng. Nghiệp vụ bộ người tất cả đều đem ánh mắt phóng tới nữ nhân này trên người. Vừa mới La quản lý gọi điện thoại tới giao đãi, hôm nay đại gia thêm cái ban, hiện tại đều thu thập một chút, bộ môn tất cả mọi người đi Tân Khải khách sạn, có cái đại khách hàng muốn bồi, tiểu tôn, ngươi phụ trách đem cơm đính một chút, khách hàng bên kia có 6 cá nhân, đều là Pháp quốc người, ngươi thống kê một chút chúng ta nhân số, hôm nay là cái đại hạng mục, tất cả mọi người đến đi, bao gồm cái kia mới tới, ngươi kêu Trương Huyền đúng không, uống rượu không gì vấn đề đi. Ách, không có, Trương Huyền lắc lắc đầu. Hành, vậy chuẩn bị một chút, hôm nay này đơn muốn nói thành, bộ môn mọi người, mỗi người ít nhất 1.000 khối tiền thưởng, đều phóng tới trong lòng. Nữ nhân nói xong, bộ môn lâm vào một trận tiếng hoan hô chung, mọi người đều bắt đầu thu trên mặt bàn đồ vật, theo sau 3 năm một đám chiều dưới lầu đi đến, cũng không ai chủ động tiếp đón Trương Huyền. Di, đại ca, người sao điều nghiệp vụ bộ tới? Một đạo thanh thúy thanh âm, ở Trương Huyền phía sau vang lên. Chương 99 Rót tiên sinh. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, phát hiện chính mình phía sau, đứng một đạo hình bóng quen thuộc. Gì, người a, người không phải trước đài sao? Đứng ở Trương Huyền phía sau, đúng là Trương Huyền đương bảo an phó đội trưởng ngày đó nhận thức trước đài tiểu mỹ nữ. Mưa thu gương mặt có vẻ thực non nớt, ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, nhìn qua phá lệ đáng yêu, hai cái thủy linh linh mắt to phảng phất có thể nói giống nhau. Thân cao 1m65 nàng vừa vặn đến Trương Huyền trước ngực. Mưa thu thấy Trương Huyền hỏi chính mình, cười một chút giải thích nói, ta là trường học an bài tới thực tập, ngày hôm qua buổi chiều phân đến nghiệp vụ bộ tới. Mưa thu mặt mang ý cười, nàng chưa cho Trương Huyền nói chính là, nàng cũng không phải bình thường bị điều đến nghiệp vụ bộ, mà là bị người tễ xuống dưới. Đối một nữ hài tử tới nói, công ty trước đài cùng nghiệp vụ viên chi gian, hiển nhiên công ty trước đài cái này chức vị càng tốt. Có cố định tiền lương, công tác nhẹ nhàng, càng thích hợp nữ hài. Hảo đi, Trương Huyền cũng không nghĩ nhiều, hắn đối này công ty chức vị gian miêu nị cũng không phải thực hiểu biết, ở hiện tại hắn xem ra, làm gì đều rất nhẹ nhàng. Trương Huyền cùng Mưa Thu làm bộ môn chung hai cái tân nhân, vừa vặn liền kết bạn mà đi. Đương ra công ty, Mưa Thu nhìn đến này đó các đồng sự đều top 5 top 3 lái xe rời đi khi, trong mắt hiện lên một tia mất mát, loại này không dung nhập quần thể cảm giác. Làm người rất khó chịu,
Trương Huyền thật không có loại cảm giác này, tiếp đón một tiếng mưa thu, đánh chiếc xe, liền hướng Tân Khải khách sạn đi. Tân Khải khách sạn ở Ngân Châu thị phi thường nổi danh, nói như vậy, chỉ có cao cấp mở tiệc chiêu đãi mới có thể tuyển ở cái này địa phương. Mưa thu hiển nhiên là lần đầu tiên đi vào như vậy khách sạn, vào cửa khi động tác biểu hiện cực mất tự nhiên. Trương Huyền tắc túm cùng 258 vạn dường như, tiến khách sạn đại môn, liền cầm khối khách sạn miễn phí cung ứng điểm tâm, phóng tới trong miệng ăn lên. Hồng tỷ mới từ thang máy đi ra, liền thấy Trương Huyền ở kia mồm to ăn điểm tâm. Làm gì đâu, như thế nào như vậy nửa ngày mới đến, mau đi dọn rượu. Ác, các ngươi đi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Trương Huyền trong miệng tắc đến tràn đầy, nói chuyện cũng lẩm bẩm lẩm bẩm. Được rồi, ít nói vô nghĩa, mau đi làm việc. Hồng tỷ không kiên nhẫn đối Trương Huyền phất phất tay, cái kia, Mưa Thu đúng không, ngươi tới, ta có việc cho ngươi công đạo. Nga, Mưa Thu nhược nhược gật gật đầu, đối Trương Huyền thè lưỡi, ngoan ngoãn đi theo Hồng tỷ bên người. Một khắc đầu, cũng có người tiếp đón Trương Huyền dọn rượu, lại bố trí ghế lô. Cái này tân thành lập nghiệp vụ bộ, tổng cộng có 16 cá nhân, trong đó chỉ có Trương Huyền một người nam nhân, còn lại đều là nữ nhân, thả diện mạo cùng dáng người phần lớn đều không tồi, số ít mấy cái trung niên nữ nhân, cũng là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Ở cái này nghiệp vụ bộ, mọi người đều là nhiệt tình 10 phần, mỗi người đều biết, Lâm Thị sẽ không bạc đãi công nhân, nếu cái này nghiệp vụ bộ có thể làm lên. Các nàng đãi ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lần này mở tiệc chiêu đãi, đính một cái đặc đại ghế lô, chỉ là ghế lô liền có 100 bình phương, ghế lô đỉnh chóp treo một cái siêu đại thủy tinh đèn, tản ra xa hoa lộng lẫy quang hoa, đèn treo thủy tinh hạ, một trương thật lớn bàn tròn, có thể ngồi 25 cá nhân, bàn tròn thượng pha lê bàn ở thong thả chuyển động, đầy bàn tinh mỹ rau trộn, làm người quang nhìn liền tràn ngập muốn ăn, 8 bình giá bán ở 1.000 năm mao đài vương tử đã khai bình, đặt lên bàn. Trung hoa thuốc lá cũng đã mở ra, chờ khách khứa hưởng dụng. 9 tên xinh đẹp tiêu thụ cô nương, đều hòa tinh xảo trang, tách ra ngồi ở trên bàn. Trương Huyền nhìn đến, Mưa Thu cũng vẽ cái nhãn tuyến, này tiểu cô nương vốn là có một đôi mắt to, này nhãn tuyến một họa, có vẻ càng thêm đáng yêu, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ ghế lô, nàng nhất dẫn nhân chú mục. Mưa Thu phát hiện Trương Huyền chính nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ xấu hổ hồng hồng. Đều chuẩn bị thế nào? Một đạo giọng nữ từ ghế lô ngoại vang lên. Liền thấy một người thân xuyên màu tím lễ phục xinh đẹp nữ nhân, dẫm lên một đôi màu ngân bạch giày cao gót, từ ghế lô cửa đi đến. La quản lý, đều chuẩn bị tốt. Hồng tỷ trả lời nói. Hành, La Linh gật gật đầu, liều một chút dừng ở trước người tóc dài, rót tiên sinh bọn họ còn có nhiều nhất 10 phút liền đến. Các ngươi lại hảo hảo kiểm tra một chút, có cái gì lễ nghĩa không chu toàn đến địa phương lập tức sửa, ân. Ngươi là ai? La Linh ánh mắt, phóng tới cửa Trương Huyền trên người. La quản lý, hắn chính là Trương Huyền. Hồng tỷ gấp không chờ nổi trả lời nói. Trương Huyền, vừa nghe tên này, La Linh mày liền nhíu lại, châm chọc nói, ta thật vinh hạnh a, hôm nay thế nhưng có thể nhìn thấy ngài bản tôn. Trương Huyền đồng dạng nhíu nhíu mày, không rõ này nghiệp vụ giám đốc vì sao đối chính mình có lớn như vậy ý kiến. La Linh vừa mới chuẩn bị mở miệng lại nói chút cái gì. Liền nghe một đạo nôn nóng thanh âm vang lên. Giám đốc, Rót tiên sinh bọn họ tới rồi. La Linh vô tâm tư lại phản ứng Trương Huyền, xoay người, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, chạy đến ghế lô ngoại nghênh đón đi. Ghế lô nội người, cũng đều sôi nổi đứng dậy, ánh mắt nhìn ghế lô cửa. 6 cái thân xuyên tây trang, tuổi hơn 30 tuổi bọn mũi ló ở La Linh làm bạn hạ, xuất hiện ở ghế lô cửa, những người này xuất hiện thời điểm. Ghế lô nội một ít nữ tính đôi mắt đều có chút tỏa sáng, đều nói Pháp quốc gia soái ca, hiện tại xuất hiện này 6 cái bọn mũi lõ, tuyệt đối có thể xưng được với là soái ca, mỗi người, đều có 1m8 thân cao, ngũ quan rõ ràng, tuấn lãng. Đại gia hoan nghênh Rót tiên sinh, cùng hắn đoàn đội. La Linh đi đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên một mảnh. Hảo, La Linh đôi tay ép xuống, vỗ tay đình chỉ. Nàng hướng ghế lô mọi người giới thiệu hạ Rót tiên sinh cùng hắn đoàn đội, đồng thời cũng dùng một ngụm pháp ngữ, hướng Rót giới thiệu ghế lô người. Rót lưu chữ dâu quai nón, nhìn qua rất có hương vị, hắn dùng một ngụm sứt sẹo hoa hạ ngữ hướng ghế lô người vấn an. La Linh xã giao năng lực phi thường cường, nàng dẫn đường Rót đám người ngồi xuống, nói mấy câu gian, liền nói Rót đám người cười to không thôi, ngồi ở trên bàn tiêu thụ các cô nương, chủ động vì Rót đoàn đội rót rượu,
toàn bộ triều đại yến, ở một cái vui sướng hoàn cảnh chung triển khai. Làm việc phụ bộ, chỉ có La Linh một người sẽ nói pháp ngữ, còn lại người căn bản nghe không hiểu, cũng may rót đám người Hoa Hạ ngữ trình độ cũng coi như không tồi, tuy rằng khẩu âm sứt sẹo, nhưng biểu đạt cơ bản ý tứ là không có gì khó khăn. Trương Huyền ngồi ở tịch thượng, đại khái minh bạch, cái này rót, là Pháp Quốc ngải khắc pháp công ty khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng tài, chủ làm một ít tiến xuất khẩu mậu dịch. Trương Huyền hồi ức một chút, hắn không như thế nào nghe nói qua cái này ngải khắc pháp công ty, đại khái là một nhà gần 2 năm mới xuất đầu xí nghiệp đi. Dựa quá 3 tuần, này đó nước Pháp lão tay chân cũng dần dần tùy ý lên, thỉnh thoảng chiều bên người ngồi tiêu thụ các cô nương trên người sờ soạc, này đó các cô nương hiển nhiên cũng rất có kinh nghiệm. Bất động thanh sắc tránh thoát này đó nước Pháp lão tay. Tiệc rượu gian, mỗi người đều tìm được rồi nói chuyện phiếm đối tượng, La Linh cùng Rod dùng Pháp ngữ thuộc lạc giao lưu. Chương 100 âm mưu. Trương Huyền ngồi ở một bên, một câu cũng chưa nói, mọi người nâng chén thời điểm, hắn cũng bồi uống thượng hai khẩu, càng nhiều thời giờ, thì tại nghe La Linh cùng Rod chi gian giao lưu, hai người ngữ tốc thực mau, giống nhau quen thuộc Pháp ngữ người muốn nghe hiểu hai người nói cái gì đều đến phí chút công phu. Nhưng đối Trương Huyền tới nói, hoàn toàn không có gì vấn đề. Trương Huyền nghe, mày cũng dần dần nhíu lại, bởi vì La Linh cùng Rod chi gian giao lưu, không phải như thế nào làm hai nhà công ty sinh ra càng tốt hợp tác, mà là như thế nào từ Lâm Thị trong tay bộ càng nhiều tiền. Trương Huyền lấy ra di động, trộm chụp được Rod cùng La Linh ảnh chụp, chia Bạch Trì, làm Bạch Trì cha cha này hai người thân phận. Chỉ qua 15 phút tả hữu, về Rod cùng La Linh hai người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Liền phản hồi tới rồi Trương Huyền di động thượng. Trương Huyền cười lạnh nhìn di động thượng tin tức. Cái này cái gọi là Pháp Quốc ngải khắc Pháp công ty, trên thực tế chỉ là một cái vỏ rỗng công ty, này cái gì rót khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng tài thân phận, cũng là Hồ Biên ra tới, La Linh cấp đánh yểm hộ. Mà rót, bất quá là La Linh ở Pháp Quốc lưu học khi phụ đạo viên, hai người chi gian còn có không ít ái muội quan hệ, lúc trước La Linh ở Pháp Quốc, liền bởi vì cái này rót, cùng bạn trai náo loạn chia tay. La Linh cùng Rod nói chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng còn làm bộ dáng, làm đại gia cộng đồng nâng chén, cầu chúc hợp tác vui sướng. Tới, ta lại kính các vị mỹ nữ một ly. Rod chủ động nâng chén, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, liền chúc chúng ta, hợp tác vui sướng. Hảo, La Linh đi đầu vỗ tay, tức khắc vỗ tay một mảnh. Mỗi người đều bưng lên chén rượu. Ở Rod cùng La Linh hai người trong mắt, lộ ra thực hiện được ý vị. Trương Huyền tuy rằng biết này hai người miêu nị, bất quá cũng không có lập tức vạch trần, nếu này Lâm Thị là hắn Trương Huyền, kia không cần tưởng, hai người kia, không thấy được mặt trời của ngày mai, nhưng hiện tại, Trương Huyền không thể dùng chính mình phương pháp tới xử lý chuyện này. Làm Lâm Thị Tân thành lập nghiệp vụ bộ, yêu cầu một cái ổn định phát triển, nếu Trương Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem việc này làm hỏng, Lâm Thanh Hạm nơi đó cũng sẽ cảm thấy đau đầu, càng sẽ bị thương này đó nghiệp vụ viên tâm, rốt cuộc này đó nghiệp vụ viên không biết này trong đó miêu nị, các nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nói thành hợp tác mặt trên. Trương Huyền bồi gương mặt tươi cười, bưng lên chén rượu. Rượu một ly xuống bụng, không khí cũng càng thêm sinh động lên, này đó bọn mũi lõ tay chân càng thêm lớn mật, thậm chí đều trực tiếp ôm bên cạnh tiêu thụ các cô nương, cũng liền này đó các cô nương sớm có kinh nghiệm. Đổi làm mới vào chức trường tay mơ, đã sớm bị người chiếm không biết nhiều ít tiện nghi. Tới, ta lại vì đại gia khai mấy bình rượu, hôm nay muốn uống vui vẻ, uống tận hứng. La Linh đứng dậy, chủ động cầm lấy hai bình rượu, đứng ở một bên mở ra. La Linh khai rượu thời điểm, tay ở bình trước mồm thả hồi lâu, này một động tác, làm Trương Huyền ánh mắt phát lạnh. Tuy rằng La Linh động tác đã rất cẩn thận, nhưng Trương Huyền vẫn là thấy rõ. Nàng đem một bao dược, đảo vào bình rượu chung. Ngồi ở mưa thu bên cạnh Pháp Quốc soái ca chủ động tiếp được La Linh trong tay kia bình rượu, cấp mưa thu đảo thượng một ly, mỹ nữ, chúng ta đơn độc uống một cái, về sau, còn phải thường xuyên gặp mặt. Nói, tên này Pháp Quốc soái ca đem kia ly trộn lẫn dược rượu bưng lên, đưa cho mưa thu, đồng thời, hắn một bàn tay cũng phóng tới mưa thu trên vai. Mưa thu sắc mặt đỏ bừng, tiếp nhận chén rượu sau, mất tự nhiên xoay hạ bả vai. Lại không có thể vặn khai đối phương đáp ở chính mình trên vai tay. Trường hợp như vậy, làm mới vào trước trường mưa thu phá lệ khẩn trương, nói chuyện đều có chút nói lắp, ta uống trước. Đừng sao, mỹ nữ, tên kia Pháp Quốc soái ca duỗi ra tay, ngăn trở mưa thu chén rượu, các người Hoa Hạ có loại uống pháp, kêu rượu giao bôi, ta trước nay cũng chưa gặp qua, không bằng ngươi dạy dạy ta như thế nào uống hảo.
không được, không được. Mưa Thu liên tục xua tay, lại ở xua tay trong quá trình, bị đối phương bắt lấy nhu đề, Mưa Thu dùng sức vừa kéo, kết quả căn bản chịu không ra. Tên kia Pháp Quốc soái ca dùng sức ngửi một chút Mưa Thu mép tóc, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình, mỹ nữ, có hay không người ta nói quá, người thực mê người. Mưa Thu kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập bất lực, nàng hướng La Linh đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt, La Linh lại giống không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục cùng Rod trò chuyện thiên. Pháp Quốc soái ca dùng sức lôi kéo Mưa Thu tay nhỏ, nguyên bản đặt ở Mưa Thu trên vai tay cũng chiều Mưa Thu ôm qua đi. Mắt thấy Mưa Thu cả người liền phải tài đến tên này Pháp Quốc soái ca trong lòng ngực, một con cơ bắp kiện thạc cánh tay đột nhiên duỗi ra tới, trở tay ôm lấy Mưa Thu, thuận thế đem Mưa Thu từ tên này Pháp Quốc soái ca trong tay kéo ra tới. Anh em, cùng nữ nhân uống rượu có ý gì, hai ta uống. Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, ý bảo nàng tránh ra. Mưa Thu nơi nào không rõ Trương Huyền ý tứ, hướng Trương Huyền đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, đứng dậy cấp Trương Huyền nhường chỗ ngồi. Trương Huyền ngồi vào nguyên bản Mưa Thu ngồi địa phương, vẻ mặt mỉm cười nhìn bên cạnh Pháp Quốc soái ca. Này Pháp Quốc soái ca trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nhưng cũng chưa nói cái gì. Trương Huyền, người hiểu hay không quy củ, cho ta ngồi trở lại đi. Vẫn luôn cùng Rod nói chuyện với nhau La Linh phát ra quát lớn thanh. Giám đốc, ta bồi khách nhân uống chút rượu sao, tới, rượu giao bôi gì đó, ta nhất am hiểu. Trương Huyền chủ động cầm lấy chén rượu, chẳng qua hắn lấy, là không có sam dược rượu, kia ly trộn lẫn dược, để lại cho đối phương. Không không không, ta chỉ đùa một chút, tên kia Pháp Quốc soái ca vẻ mặt ghét bỏ xua tay, ta đã uống bất động, các người Hoa Hạ người rượu, thật sự là quá lợi hại. Hành đi, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, huynh đệ, gì thời điểm tưởng uống lên kêu ta. Trương Huyền buông chén rượu, lại về tới chính mình trên chỗ ngồi. Có Trương Huyền ngắt lời, này đó Pháp Quốc người hành vi dần dần thu liễm không ít, những cái đó tiêu thụ các cô nương cũng hướng Trương Huyền đầu đi thiện ý mỉm cười, vừa mới sự tình là cái tình huống như thế nào, các nàng trong lòng cũng đều có phổ. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, tiếp tục mồm to ăn thức ăn trên bàn, có uống rượu uống bất động, đều tìm cái lấy cớ, đến ghế lô bên ngoài hoãn một chút. Đang lúc Trương Huyền nghĩ nên xử lý như thế nào cái này La Linh thời điểm, ghế lô ngoại chuyện tới tiếng thét chói tai làm Trương Huyền sắc mặt mãnh biến. Cứu mạng a, thỉnh ngươi không cần như vậy. Trương Huyền nghe được rõ ràng, này tiếng thét chói tai chủ nhân, đúng là Mưa Thu. Không riêng Trương Huyền, chính là ngồi ở ghế lô mọi người, sắc mặt đều vào lúc này đổi. Trương Huyền không có chần chờ, đương trường đứng dậy kéo ra ghế lô môn. Liền ở ghế lô ngoại trên hành lang, vừa mới bức bách Mưa Thu uống rượu Pháp Quốc soái ca, chính đem Mưa Thu ấn ở hành lang trên tường, Mưa Thu đôi tay bị đối phương gắt gao bắt lấy, cực lực phản kháng đối phương khinh bạc. Mắt thấy tên này Pháp Quốc soái ca miệng liền phải thân đến Mưa Thu trên mặt, Trương Huyền tùy tay nhắc tới một cái ghế, bước đi qua đi, giơ lên ghế dựa, dùng sức múa may đi xuống. Chương 101, người trong mắt tình yêu. Trương Huyền lần này, tuy rằng vô dụng đem hết toàn lực, nhưng cũng không nhẹ, ghế dựa thật mạnh nện ở Pháp Quốc soái ca trên đầu, đương trường đem này cấp chục phiên trên mặt đất, Trương Huyền cũng không có thấy đối phương ngã xuống đất liền từ bỏ công kích, lại là chụp vài cái, mới đầy mặt phẫn hận đem ghế dựa ném tới một bên, quay đầu nhìn về phía Mưa Thu, không bị tổn hại gì đi. Không, không có, Mưa Thu sợ tới mức cả người đều cuộn lên. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền vỗ vỗ tay, lại đối với nằm trên mặt đất Pháp Quốc soái ca hung hăng đá một chân. Này một chân trực tiếp đá thượng đối phương dạ dày bộ, làm tên này Pháp Quốc soái ca cả người giống một con nấu chín con tôm, cuộn ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, muốn kêu, lại kêu không ra tiếng, vặn vẹo gương mặt chứng minh trên người hắn đau đớn. Trương Huyền, ngươi làm gì? La Linh vào tới ghế lô cửa, nhìn trên hành lang một màn, phát ra một tiếng thét chói tai. Trương Huyền lạnh lùng nhìn La Linh liếc mắt một cái, căn bản không có để ý tới, đem Mưa Thu đỡ lên. Lôi kéo nàng chiều hành lang một khác đầu đi đến. Trương Huyền, người đứng lại đó cho ta. La Linh hướng Trương Huyền bóng dáng phát ra rít gào. Trương Huyền giống như không nghe được giống nhau, liền bước chân cũng chưa đốn một chút, mang theo Mưa Thu đi xuống thang lầu, biến mất ở hành lang chung. Nhìn như vậy kiêu ngạo Trương Huyền, La Linh khí cả người phát run, hảo. Hảo ngươi một cái Trương Huyền, chúng ta chờ xem. Trương Huyền lôi kéo Mưa Thu ra khách sạn, nhìn kỹ. Nhà đầu này đã khóc đến đầy mặt là nước mắt, chuyện như vậy, đối nàng một cái còn không có tốt nghiệp liền tới thực tập người tới nói, đích xác rất khó tiếp thu.
hảo hảo, không khóc, bằng không bị người nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ người đâu, quay đầu lại phải bị chụp được tới, lại bị nhà ta bà nương nhìn đến, nàng kia bình giấm chua thế nào cũng phải đánh nghiêng không được. Trương Huyền từ túi quần lấy ra một bọc nhỏ khăn giấy tới đưa cho Mưa Thu. Mưa Thu oa một tiếng, khóc đến lợi hại hơn. Trương Huyền thở dài, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi, nữ nhân khóc thứ này, là khó nhất thu phục. Được rồi, ngươi đừng khóc, mau lau lau nước mắt, ngươi nhìn xem ngươi kia nước mũi, đều mau chảy tới trong miệng đi, nói tốt làm một cái tiên nữ, kết quả thành bọ hung. Chính đại khóc Mưa Thu nghe được lời này, không có nhịn xuống, phốc một tiếng bật cười, rút ra khăn giấy xoa xoa nước mắt, nâng lên đầu nhỏ, dùng phiếm hồng mắt to nhìn Trương Huyền, ngươi mới bọ hung đâu. Trương Huyền bĩu môi, ta lại không ăn cứt mũi, mau lau lau đi. Ân, Mưa Thu xoa xoa cái mũi, lại phát hiện cái gì đều không có, nàng một chút phản ứng lại đây, vươn đôi bàn tay trắng như phấn trụy ở Trương Huyền trên người, người hảo phiền a, cố ý gạt ta. Ta nào có nước mũi? Không có việc gì, Trương Huyền trên mặt cười, kia hiện tại tính toán như thế nào, nhảy disco phát tiết đi, vẫn là về nhà ngủ một giấc, đem việc này phiên thiên. Ta sẽ không nhảy disco. Mưa Thu có chút nhược nhược nói, Trương ca, hôm nay ít nhiều ngươi, ta về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Cái gì mệt không lỗ, ngươi kêu ta một tiếng ca, ta còn có thể nhìn ngươi bị người khi dễ à. Được rồi, đừng nói cảm tạ ta nói, ta đưa ngươi về nhà, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ân. Trương Huyền nhướng mày. Ân, Mưa Thu gật gật đầu, nhà ta chỗ ly này không xa, Trương ca, ngươi bồi ta đi một chút bái. Mùa hạ thiên, tới rồi buổi chiều 7 giờ. Không trung vẫn như cũ sáng ngời, Trương Huyền bồi Mưa Thu đi ở ven đường trên đường nhỏ, hai bên cỏ xanh lâm ấm, mang theo một cổ thanh hương. Mưa Thu vài lần há mồm, lại muốn nói lại thôi. Tiểu nha đầu, người tưởng nói gì liền nói bái, người này tính cách nhưng làm không được nghiệp vụ a. Trương Huyền khóe miệng nhếch lên, Mưa Thu những cái đó động tác nhỏ, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Trương ca, người nói cho ta nghe một chút đi tẩu tử bái, ta lão nghe người nói tẩu tử đặc ái ngươi. Thích ăn dấm, nàng là cái dạng gì người a? Mưa Thu kia sáng ngời mắt to trung mang theo tò mò. Nàng a, Trương Huyền nheo lại đôi mắt, nàng chính là ta trùng theo đuôi, ta đi nào nàng theo tới nào, đặc nghe ta lời nói, ở nhà, ta nói một nàng không dám nói nhị, mỗi ngày ngủ trước đều nhanh nhanh ta rửa chân mát xa, sáng sớm ta rời giường thời điểm, nàng liền đem ta dụng cụ rửa mặt chuẩn bị tốt, trong nhà thu thập sạch sẽ, đúng rồi. Sàn nhà đều đến nằm sấp xuống đất dùng rẻ lau lau khô mới được. Thiết, ta mới không tin đâu. Mưa Thu đôi mắt mị cái nguyệt nha cong, hết sức đáng yêu. Sao, người hoài nghi ca ở trong nhà địa vị. Trương Huyền một bộ không vui bộ dáng, vẫn là hoài nghi ca mị lực. Đều không phải, Mưa Thu lắc lắc đầu, ta không tin ngươi sẽ làm tẩu tử làm nhiều chuyện như vậy, ngươi không phải là người như vậy. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, như là thôi miên chính mình giống nhau kiên định nói. Dựa, ta chính là. Ngươi cũng đừng trang lạp. Mưa Thu nhìn Trương Huyền, vừa mới nhắc tới tẩu tử thời điểm, ngươi trong mắt tất cả đều là tình yêu, có thể lộ ra như vậy ánh mắt nam nhân, nhất định thực sủng chính mình nữ nhân, đặc biệt sủng cái loại này. Thiết, Trương Huyền bĩu môi, không có lại phản bác, hắn trong lòng suy nghĩ, nếu Lâm Thanh Hạm thật sự đặc biệt nghe chính mình lời nói, chính mình sẽ làm nàng mỗi ngày rửa chân quét tước vệ sinh sao? Bỏ được sao? Đáp án, là phủ định. Nếu có thể, Trương Huyền nguyện vì Lâm Thanh Hạm kháng hạ thế gian này hết thảy không tốt đẹp đồ vật, ở nàng trước mắt, chỉ có hoa tươi nở rộ. Trương Huyền về đến nhà, là buổi tối 9 giờ, vừa vào cửa, liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm cùng Milan đang ngồi ở trên sofa, mùi ngon nhìn phim truyền hình. Chúng ta Trương đại cô gia đã trở lại, vài thiên không gặp, tới làm ta nhìn xem. Milan vừa thấy Trương Huyền, liền khai nổi lên vui đùa. Còn sống đâu? Trương Huyền cố ý lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Milan. Milan sắc mặt lôi kéo, người mấy cái ý tứ a? Không ý gì a? Trương Huyền lắc lắc đầu. Lâm Thanh Hạm ngồi ở một bên, nhìn hai người đấu võ mồm, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Ngày thường, Milan ở nhà thời điểm, Trương Huyền đều ngủ đã khuya, bởi vì hắn không thể làm Milan phát hiện hắn cùng Lâm Thanh Hạm là phân giường ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngạnh sinh sinh ngao tới rồi 12 giờ, Milan mới lưu luyến không rời đóng lại tivi, đánh ngáp ngủ đi, mà Lâm Thanh Hạm đã sớm trở về phòng ngủ, hiện tại đều đã tiến vào mộng đẹp. Trương Huyền thở dài, vừa mới chuẩn bị về phòng, lại thấy ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh,
này hắc ảnh tốc độ cực nhanh, chợt lóe rồi biến mất. Trương Huyền bất động thanh sắc mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, cũng không có khiến cho Giang Tĩnh chú ý. Ở biệt thự hậu viện, Trương Huyền đứng ở trong bóng đêm, bên tai truyền đến ve minh thanh. Làm sao vậy? Đại nhân, Hoa Hạ lưỡi dao sắc bén hoàn toàn bố khống Ngân Châu thị, sở hữu thông tin thiết bị đều bị nghe lén, một ít mẫn cảm tin tức căn bản vô pháp truyền lại, chỉ có thể như vậy liên hệ đại nhân. Thanh âm tự trong bóng đêm truyền đến. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, người của hắn hiểu biết, nói đi. Thứ Phong đã bại lộ, nhận được tin tức, lưỡi dao sắc bén đã có tam chi tiểu đội âm thầm đi trước Ngân Châu thị, đồng hành còn có một ít gia tộc người, chúng ta. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nói cho Thứ Phong, không cần rời đi Ngân Châu, liền tại đây đợi, làm nàng cố ý lộ ra một ít hành tung, có một số người, không gõ gõ, là không được, liền gia tộc người đều tới đánh chúng ta chủ ý. Xem ra trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn đã ngồi không yên a. Chương 102, 3 ngày. Lại là một ngày sáng sớm. Đi làm trên đường, Lâm Thanh Hạm liền nói cho Trương Huyền, hắn sáng sớm không cần đi công ty, trực tiếp đi trung y quán, xử lý một chút dạy học phương diện sự, có rất nhiều đồ vật đến hắn tự mình đi an bài mới được. Đối với Lâm Thanh Hạm mệnh lệnh, Trương Huyền tự nhiên là vô điều kiện đi chấp hành. Đi trung y quán bận việc một buổi sáng. Nói cho Mã hội trưởng đám người yêu cầu mua sắm thiết bị, yêu cầu Trương Huyền động não sự không nhiều ít, làm hắn đánh nhịp nhưng thật ra rất nhiều, lung tung rối loạn vội xong, cũng giữa trưa. Trương Huyền trở lại công ty, vừa mới chuẩn bị đi ăn cái cơm trưa, đã bị bí thư Lý tìm được. Lâm Tổng cho ngươi đi một chuyến nàng văn phòng. Nga! Trương Huyền đi vào Lâm thị cao ốc đỉnh tầng, gõ vang lên tổng tài văn phòng đại môn. Tiến, Lâm Thanh Hạm thanh âm từ văn phòng trung vang lên. Trương Huyền đẩy ra văn phòng đại môn, ở cửa mở trong nháy mắt, Trương Huyền liền cảm giác không thích hợp. Lâm Tổng, người tìm ta? Trương Huyền hỏi một tiếng. Lâm Thanh Hạm trên tay cầm một phần báo cáo, nhìn mắt Trương Huyền, ở nàng trong ánh mắt, là khó nén phẫn nộ, nghe nói ngươi ngày hôm qua, làm một chuyện lớn. Đại sự, Trương Huyền lộ ra nghi hoặc. Xử trí theo cảm tính, ẩu đả khách hàng, đi làm trong lúc xem trang web video, đều là ngươi làm. Lâm Thanh Hạm đem trên tay báo cáo chiều bàn làm việc thượng dùng sức một quăng ngã. Đối với công tác, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đều bảo trì một cái độ cao nghiêm túc thái độ. Trương Huyền mày nhăn lại, một chút liền minh bạch sao lại thế này, kia La Linh, phỏng chừng là tới ác nhân trước cáo trạng. Lâm Tổng, ngày hôm qua sự tình, ta tưởng ta cần thiết cùng ngươi giải thích một chút. Kia đảo không cần, suy nghĩ của ngươi, ta có thể lý giải, ta buổi sáng tìm cái kia kêu mưa thu tiểu cô nương liêu qua. Ngày hôm qua đối phương cách làm đích xác có chút quá kích, thay đổi là ta cũng sẽ sinh khí, nhưng đánh người, có phải hay không có chút quá mức rồi? Người có biết hay không ngươi xúc động, đối công ty tạo thành bao lớn tổn thất? Người cùng kia tiểu cô nương rất quen thuộc. Ta, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại cảm thấy không thích hợp, hiện tại Lâm Thanh Hạm sinh khí, giống như cùng chính mình đánh người không nhiều lắm quan hệ, càng nhiều, là bởi vì chính mình giúp mưa thu xuất đầu. Trương Huyền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm kia trương mặt đẹp, muốn nhìn ra cái gì nghê đoan. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng đột nhiên một phách mặt bàn, Trương Huyền, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lâm Tổng, ngươi ghen tị, Trương Huyền sắc mặt có chút quái dị hỏi. Ghen, ngươi điên rồi, ta ghen cái gì? Lâm Thanh Hạm lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng, ta hiện tại liền hỏi ngươi, có biết hay không, cấp công ty tạo thành bao lớn tổn thất? Không biết, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không cho rằng cấp công ty tạo thành tổn thất. Lâm Thanh Hạm trừng lớn đôi mắt, không cho rằng cấp công ty tạo thành tổn thất. Trương Huyền, ta thật không rõ ngươi lời này là nói như thế nào ra tới, cùng ngài khắc pháp công ty hợp tác, là tập đoàn truyền hình bước đầu tiên, cũng là vượt qua tính một bước, đã bị ngươi như vậy làm hỏng, ngươi thế nhưng nói, không cho rằng cấp công ty tạo thành tổn thất. Không phải một cái pháp quốc công ty sao, ta lại tìm một cái không phải được rồi. Giống loại này hạ tam lạm người, chúng ta liền không nên cùng bọn họ hợp tác. Trương Huyền không sao cả nói. Pháp quốc công ty, hắn nhận thức không ít, mặc kệ là vượt quốc tập đoàn bối cảnh, vẫn là hoàng thất bối cảnh, đều có thể nhẹ nhàng tìm tới. A, Lâm Thanh Hạm cười nhạo một tiếng, Trương Huyền, người thiếu ở chỗ này cho ta nói mạnh miệng, ngươi là vì công ty bắt lấy bệnh viện hạng mục, cấp công ty mang đến cực đại lợi nhuận, nhưng việc nào ra việc đó, ngươi không cần cho rằng ngươi nói thành một cái đại đơn. Là có thể không đem còn lại hạng mục để vào mắt. Ta nhưng không có, ngươi cho ta thời gian,
ta đi lại tìm một cái hợp tác đồng bọn. Hành A, người muốn bao nhiêu thời gian? Lâm Thanh Hạm hướng ghế trên một dựa, một tháng, nửa năm, vẫn là một năm. Trương Huyền vươn ba ngón tay, ba ngày sau, ta sẽ tìm được tân công ty hợp tác. Hành, ta liền cho người ba ngày thời gian, ba ngày sau, người tốt nhất có thể thực hiện ngươi lời nói, bằng không, người cần thiết cho ta một hợp lý giải thích. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, theo sau đối Trương Huyền phất tay, đi ra ngoài đi. Trở lại người bộ môn, đến nỗi như thế nào cho người giám đốc giải thích, đó là chính người vấn đề. Ok, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm khoa tay múa chân cái thủ thế, kéo ra văn phòng đại môn, liền lui đi ra ngoài. Văn phòng đại môn còn không có đóng lại, lại bị Trương Huyền đẩy ra. Đúng rồi Lâm Tổng. Chuyện gì, Lâm Thanh Hạm lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng. Trương Huyền trên mặt treo một bộ vui cười, ta ngày hôm qua chỉ là không quen nhìn những người đó, cùng mưa thu kia nha đầu không có gì, người cũng không nên ghen a, hắc hắc. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, người cùng người khác thế nào, cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta tưởng ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đi tìm ngươi hợp tác đồng bọn, ba ngày sau, ngươi không riêng phải cho ta một lời giải thích, cũng muốn cho ngươi đoàn đội một lời giải thích, như vậy nhiều người nỗ lực, không thể bởi vì ngươi một người, liền nước chảy về biển đông. Yên tâm, yên tâm, Trương Huyền cười hắc hắc, đóng lại văn phòng đại môn. Lâm Thanh Hạm ngồi ở văn phòng chung, nhìn quan tốt đại môn, kỳ thật, đối với Trương Huyền ngày hôm qua đánh người sự, nàng cũng không có như thế nào sinh khí, thậm chí nghe xong mưa thu sau khi giải thích, nàng trong lòng đều cảm thấy một trận vui sướng, muốn vì Trương Huyền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng chính mình, vì cái gì sẽ sinh lớn như vậy khí đâu. Bởi vì lần này hạng mục khả năng thất bại, kia còn không đến mức. Chẳng lẽ, thật là bởi vì chính mình ở ghen. Lâm Thanh Hạm dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng quẳng. Không, không có khả năng, ta sao có thể ăn cái này người giấm. Trương Huyền trở lại nghiệp vụ bộ, phát hiện mỗi người xem hắn ánh mắt đều quái quái, thực phức tạp, bên trong có trách cứ, cũng có đồng tình. Ngày hôm qua Trương Huyền làm sự, đích đích xác xác ra ngoài mọi người dự kiến, ẩu đả khách hàng, này quá kinh người. Đương nhiên, có chút người đối Trương Huyền cách làm tỏ vẻ lý giải, thậm chí còn cảm thấy hết giận, rốt cuộc các nàng cũng gặp được quá cái loại này vô lễ khách hàng, biết rõ cái loại cảm giác này. Bất quá cũng có người, đối Trương Huyền tràn ngập trách cứ. Ở văn phòng một góc, Hồng Tỷ mang theo ba gã tiêu thụ cô nương, ở kia toái toái niệm chứ. Phi, thật là cái gì ngoạn ý, thượng hai ngày ban, liền thọc ra lớn như vậy cái sọt tới. Chúng ta thời gian dài như vậy nỗ lực, đã bị hắn một người làm hỏng. Chính là, còn có cái kia kêu mưa thu, một chút giác ngộ đều không có, tiếp khách hộ ăn cơm, ái muội một chút làm sao vậy, cũng sẽ không rớt khối ra, xem nàng ngày hôm qua như vậy, lại kêu cứu mạng lại làm gì, thật ghê tởm. Ai, ai làm nhân gia thanh thuần đâu, sẽ trang đâu, người cũng trang một cái tới a. Ta phi đi, nhìn thanh thuần, sau lưng không chừng có bao nhiêu tao đâu, người xem cái kia kính, nhu nhược đáng thương, ngày thường phỏng chừng không thiếu đối với gương diễn. Chính là, ha ha ha. Lúc này mưa thu liền ngồi ở một bên, bên người nàng một người đều không có, Hồng Tỷ mấy người tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng các nàng lời nói vẫn là truyền tới mưa thu trong tai, nhà đầu này hốc mắt hồng hồng, chịu đựng không làm chính mình khóc ra tới. Chương 103, dựa vào cái gì phải xin lỗi? Đang ở kia toái toái niệm Hồng Tỷ đám người thấy được Trương Huyền. U, này không phải chúng ta đại anh hùng sao? Hồng Tỷ phát ra một đạo âm dương quái khí thanh âm, như thế nào, ngày hôm qua xính anh hùng, hôm nay liền tới thu thập đồ vật cút đi. Ai nói không phải đâu, một người cùng Hồng Tỷ nói chuyện tuổi trẻ cô nương trợn trắng mắt, thời buổi này a, luôn có người đem chính mình xem quá trọng yếu. Trương Huyền nhìn các nàng mấy người liếc mắt một cái, không nói gì. Giám đốc văn phòng môn mở ra. La Linh đi ra, nhìn mắt Trương Huyền, họ Trương, ngươi tâm cũng thật đại a. Ngày hôm qua thọc như vậy đại cái sọt, cái này điểm mới đến đi làm. Nói đi, việc này ngươi tưởng xử lý như thế nào? Trương Huyền mí mắt cũng chưa nâng, đi đến thuộc về chính mình chỗ ngồi trước ngồi xuống, ta đã cùng Lâm Tổng nói qua, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi xử lý, La Linh lộ ra một bộ buồn cười thần sắc, bằng ngươi một tân nhân, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hiện tại lập tức cùng ta đi cấp Rót tiên sinh xin lỗi. Vì cái gì? Trương Huyền mang theo vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía La Linh, ngày hôm qua sự, ta làm hẳn là không tồi đi. Chẳng lẽ tùy ý bọn họ tùy tiện khi dễ người? À,
La Linh cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chính mình làm không sai. Chúng ta nhiều người như vậy, cực cực khổ khổ thời gian dài như vậy, mắt thấy hợp tác liền phải đạt thành, liền bởi vì ngươi một người xúc động, toàn bộ ngâm nước nóng. Ngươi đây là làm đại gia nỗ lực toàn bộ uổng phí. Yên tâm, sẽ không. Trương Huyền ở trên bàn thu thập một chút đồ vật, tân hợp tác công ty, ta sẽ tìm được, đến lúc đó hạng mục giống nhau có thể nói thành, đại gia sẽ không bạch bạch nỗ lực. Tìm được tân hợp tác công ty, Trương Huyền, người sợ là ở người si nói mộng đi. La Linh đôi tay ôm ngực. Hồng tỷ tiếp được lời nói cha, mới sinh nghé con, không sợ hổ a. Chính là, nào đó người, thật liền cho rằng tìm cái đối tượng hợp tác đơn giản như vậy, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Một đạo lại một đạo châm chọc tiếng vang lên, đều là đến từ Hồng tỷ bọn họ bên kia. La Linh mở miệng, Trương Huyền, đây là người cấp Lâm Tổng nói biện pháp giải quyết. Ngươi lại tìm một nhà hợp tác công ty. Đúng vậy. Hồng tỷ lộ ra một bộ buồn cười biểu tình. Vậy ngươi tưởng chúng ta cái này nghiệp vụ bộ phải đợi ngươi bao lâu? Một năm. Vẫn là năm năm, chúng ta đại gia, nhưng không giống người nào đó như vậy. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Này tiền lương phát xuống dưới, chính là đến dưỡng gia. Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta sẽ tìm được một nhà khác công ty hợp tác. Trương Huyền thu thập thứ tốt sau, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thật là cười chết cá nhân. Ba ngày, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Pháp quốc công ty đa quốc gia, đừng nói mạnh miệng. Nghe La quản lý nói, mau đi cấp Rod tiên sinh xin lỗi đi. Chúng ta nhưng không muốn cùng ngươi làm này đó trò chơi. Một người ăn mặc gợi cảm tuổi trẻ nữ nhân dựa vào chân tường, đôi mắt nhìn chính mình ngón tay, vẻ mặt coi khinh. Trương Huyền này ba ngày vừa nói sau, những cái đó nguyên bản có chút đồng tình Trương Huyền người, sắc mặt cũng đổi đổi. Ba ngày liền tìm đến vượt quốc tập đoàn hợp tác, này không phải mạnh miệng là cái gì? La Linh tròng mắt xoay chuyển, theo sau mở miệng, hảo, ba ngày đúng không? Họ Trương, ngươi cũng đừng nói ta La Linh không cho ngươi cơ hội, Rod tiên sinh kia, ta liền lại chu toàn ba ngày sau, ngươi muốn tìm không thấy tân hợp tác đồng bọn, liền ngoan ngoãn đi cấp Rod tiên sinh nhận sai, đến lúc đó nhân ra muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Tùy tiện, Trương Huyền không sao cả đáp một tiếng. Hắn đi đến Mưa Thu trước mặt, gõ gõ Mưa Thu cái bàn, đi, cùng ta đi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Nga, Mưa Thu ngoan ngoãn gật gật đầu, thành thành thật thật đi theo Trương Huyền phía sau. Văn phòng chung, Hồng tỷ đám người nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, vẻ mặt khó chịu. La quản lý, này họ Trương không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo đi. Chính là, không nhìn xem chính mình cái gì ngoạn ý, ta đi làm nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy như vậy kiêu ngạo tân công nhân. La Linh lắc lắc đầu, không nói gì, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Trương Huyền bước chân thực mau, làm đến Mưa Thu một đường chạy chậm mới có thể cùng được với Trương Huyền bước chân. Trương ca, thực xin lỗi, đều do ta, đem ngươi cấp hại. Mưa Thu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập xin lỗi. Gì đem ta cấp hại? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái. Ai nha, Mưa Thu cấp rậm rậm chân, Trương ca, kia chính là Pháp quốc vượt quốc tập đoàn A, trong vòng ba ngày. Ngươi sao có thể tìm được mặt khác đối tượng hợp tác a? Kỳ thật ta ngày hôm qua nghĩ nghĩ, việc này ta xử lý cũng không tốt, nữ hài tử ra cửa chạy nghiệp vụ, bị chiếm chút tiện nghi là bình thường, ta cảm thấy ta có chút quá làm kiêu. Nói cái gì đâu, Trương Huyền vươn căn ngón tay, chiếu Mưa Thu kia trơn bóng trán thượng sứ kính bắn ra. Ác, đau, Mưa Thu dùng tay che lại trán. Tiểu nha đầu, nữ hài tử chạy nghiệp vụ, cũng đến hiểu được bảo hộ chính mình, ngươi phải biết rằng, công ty cùng công ty chi gian hợp tác, là một cái song thắng quan hệ, cũng không phải chúng ta nghiệp vụ viên cầu bọn họ, đối với cái loại này không quy của người, ngươi chỉ lo hành xử ngươi quyền lực, có chuyện gì, các ngươi Lâm Tổng sẽ che chở ngươi, tuyệt đối sẽ không làm người một nhà có hại, minh bạch sao. Mưa Thu mày liễu cong cong, xoa trán, nhìn đến Trương Huyền trên mặt nghiêm túc biểu tình, nàng gật gật đầu, đã biết, Trương ca. Hành đi, hôm nay ngươi đi theo ta. Ta dạy cho ngươi như thế nào chạy nghiệp vụ. Trương Huyền đôi tay hướng túi quần cắm xuống, bước chân một mại, đi. Đi đâu? Mưa Thu đuổi kịp Trương Huyền nện bước, theo bản năng hỏi. Xuyến Môn. Ngân Châu Thị là toàn bộ Ninh tỉnh thủ phủ, liền ở Lâm Thị cao ốc bên, có một đống tổng hợp thương vụ lâu. Này thương vụ lâu chung, có lớn lớn bé bé vô số ra công ty, bối cảnh cũng là thiên kỳ bách quái, một ít nhìn đại môn cửa hàng công ty. Khả năng chỉ là một cái treo biển hành nghề Internet công ty, còn có một ít không chớp mắt cửa nhỏ cửa hàng, làm lại là hàng trăm hàng ngàn vạn sinh ý. Trương Huyền mang Mưa Thu tới địa phương,
chính là một cái tọa lạc ở Thương Vụ lâu lầu 7 chỗ ngoặt tiểu công ty, nói là công ty, còn không có dưới lầu cửa hàng thức ăn nhanh một nửa đại đâu, ở biển số nhà thượng liền viết phòng làm việc ba chữ, tổng cộng mặt cơ thêm lên không đến 30 mét vuông, giống nhau loại này cửa nhỏ cửa hàng, đều là bị người thuê tới khai internet phòng làm việc dùng. Mưa Thu khó hiểu nhìn Trương Huyền đẩy ra trước mặt cái này phòng làm việc cửa kính, một cổ dày đặc mùi thuốc lá ập vào trước mặt, bởi vì không mở cửa sổ mà tạo thành ác liệt không khí phá lệ khó nghe. Dựa, này cái gì vị? Trương Huyền duỗi tay ở trước mũi phẩy phẩy, đánh giá một chút cái này phòng làm việc. Đi vào môn, có 5 mét vuông, cùng loại trước đài dạng cái bàn bên là một phiến cửa nhỏ, thông hướng trong phòng, bên trong bàn ghế loạn bãi, cùng cũ gia cụ thu về giống nhau. Có người không? Trương Huyền không đi đến bên trong, liền đứng ở trước đài, lớn tiếng hỏi. Ước đợi mười mấy giây, một người bụ bẫm thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền cùng Mưa Thu tầm mắt giữa, đây là một cái hơn 30 tuổi, dáng người nằm ngang phát triển nam nhân, thân cao nhiều nhất 1m65, mang giày cao gót Mưa Thu đều so này mập mạp muốn cao nửa đầu. Chương 104, Lê Nhưng. Ai a, mập mạp đầy mặt không kiên nhẫn hỏi một tiếng. Một đôi tiểu mị mị nhãn tỏa định ở Mưa Thu trên người, từ trên xuống dưới xem cái không ngừng, kia bộ dáng muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Mưa Thu bị mập mạp ánh mắt xem trong lòng phát mau, bước chân không tự giác về phía sau lui. Nhà đầu, người trước đi ra ngoài đi, ta cùng này mập mạp liêu. Trương Huyền xoay người đối Mưa Thu nói một tiếng. Hảo, Mưa Thu giống như giải thoát gật đầu ứng hạ, đẩy cửa ra liền chạy đi ra ngoài. Mập mạp vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Huyền. Tiểu tử, chúng ta này không nhận người, bất quá nếu là vừa mới kia cô nương tới sao, ta còn có thể suy xét suy xét. Ít nói nhảm, liên hệ một chút Âu Nhân, làm hắn trong vòng 3 ngày mang theo hắn đoàn đội tới Ngân Châu, cùng Lâm Thị nói một cái hạng mục. Trương Huyền tùy tay vứt ra một trương màu đen tấm cát, ở tấm cát thượng, ấn một cái mặt quỷ mặt nạ, răng nanh dày đặc, chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy âm hàn. Mập mạp vừa thấy này tấm cát, mập mạp thân hình theo bản năng run rẩy một chút. Trên mặt khó chịu tức khắc biến thành cung kính, đại nhân, ngài là. Ngươi không cần biết, gần nhất Ngân Châu nghe lén sở hữu mẫn cảm tin tức, ta không nghĩ bại lộ, sẽ không trực tiếp cùng Âu Nhân liên hệ, 3 ngày sau, ta sẽ đến này tìm hắn. Trương Huyền nói xong, không hề nhiều xem mập mạp liếc mắt một cái, quay người đi ra ngoài. Mập mạp khom lưng khom người, chờ Trương Huyền hoàn toàn rời đi khẩu, hắn mới dám nâng lên thân tới, đôi tay cầm lấy tấm cát, cánh tay đều ở phát run. Ở toàn cầu, cơ hồ mỗi một cái thành thị, đều sẽ có một cái phòng làm việc chỉ có một người phụ trách, bọn họ nhiệm vụ, chính là tiếp đãi, phàm là có nhân thủ cầm tấm các này tìm tới, bọn họ muốn bằng cao lễ nghi, thỏa mãn đối phương hết thảy yêu cầu, nơi này bao gồm ám sát, súng ống. Mưa Thu ở phòng làm việc bên ngoài chờ Trương Huyền, thấy chính mình ra tới sau không đến một phút Trương Huyền cũng ra tới. Đi thôi, nói hảo, hợp tác đồng bọn đã tìm được rồi. Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu đầu, mang theo nàng chiều thang máy đi đến. Nói hảo, Mưa Thu đầy mặt nghi hoặc, đi vào như vậy một chỗ, liền tìm đến hợp tác đồng bọn. Pháp Quốc Vượt Quốc Tập Đoàn. Trương Huyền cùng Mưa Thu mới vừa tiến thang máy, liền có một đạo thân ảnh từ cửa thang lầu đi rồi đi lên, đây là một cái rear map nam nhân. Rear map nam nhân đi đến Trương Huyền vừa mới sở đi phòng làm việc trước cửa, hướng bên trong nhìn nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Đang làm gì? Phòng làm việc mập mạp một chút đẩy ra cửa kính, trừng mắt Rear Map nam nhân. Rear Map nam nhân cười cười, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi nhận người không? Không chiêu, cút đi, mập mạp khó chịu phất phất tay. Rear Map nam nhân cười mỉa một tiếng, gật gật đầu, xoay người rời đi, cùng lúc đó, hắn lấy ra di động, bắt cái hào đi ra ngoài, là quản lý, làm rõ ràng, kia tiểu tử hẳn là tìm cái bao ra công ty, tưởng vàng thau lẫn lộn. Trương Huyền cùng Mưa Thu ra Thương Vụ lâu. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị nói cho Mưa Thu, làm nha đầu này về nhà điều chỉnh 2 ngày, chờ thêm 2 ngày lại đến đi làm thời điểm, liền nghe trước người vang lên một đạo thanh âm. Này không phải Mưa Thu sao? Như thế nào, chạy nghiệp vụ đâu? Ai, này đại thái dương phơi, nhiều vất vả a, thật đáng thương. Trương Huyền theo thanh âm nhìn lại, người nói chuyện, là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân này so Mưa Thu còn muốn cao một chút. Thân cao chuẩn mau tiếp cận 1m7, dáng người nóng bỏng, tiêu chuẩn người mẫu dáng người, lưu trữ một đầu tóc dài. Người bằng hữu, Trương Huyền hỏi thanh Mưa Thu. Mưa Thu cười khổ một chút, Trương ca, đây là ta đồng học, cũng là chúng ta công ty vừa tới trước đài.
Nga, Trương Huyền gật gật đầu, căn cứ nhà mình xí nghiệp, muốn thân thiện đối đãi công nhân thái độ, hắn hướng đối phương chào hỏi, mỹ nữ người hảo, ta cũng là Lâm Thị, về sau sẽ thường xuyên gặp mặt a. Thiết, xinh đẹp nữ nhân khinh thường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ thở nói, chết nghiệp phụ viên. Nữ nhân nói xong, bước nhiều bộ, vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, chiều vừa đi đi. Trương đại ca, ngượng ngùng a. Mưa Thu lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, hướng Trương Huyền phun ra đầu lưỡi nhỏ, nàng người này, cứ như vậy. Trương Huyền nhìn, vừa rồi nữ nhân này, ngồi trên một chiếc bảo mã BMW, xe phó tòa, hắn hất hất đầu, cũng không hướng trong lòng đi, nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, gặp qua người không ít, so nữ nhân này còn đôi mắt danh lợi đều thấy được nhiều. Trương Huyền nguyên bản là hồi công ty ăn cơm trưa, kết quả này lăn lộn nửa ngày, vừa thấy biểu, đều mau buổi chiều 2 điểm. Hỏi hạ Mưa Thu, nhà đầu này giữa trưa cũng không ăn cái gì, hai người đơn giản tìm ra tiệm cơm, ăn một đốn, Trương Huyền nói cho Mưa Thu, làm nàng hai ngày này đừng đi công ty, ở Tân Đơn Tử nói xuống dưới trước, Mưa Thu đi cũng là chịu khi dễ, còn không bằng lấy chạy nghiệp vụ lấy cớ, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đâu. Cùng Mưa Thu tách ra sau, Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, hắn đi rồi mấy cái địa phương, an bài một ít việc, mãi cho đến buổi chiều 6 giờ, Trương Huyền mới tất cả đều vội xong. Ngân Châu thị sân bay. Milan thân xuyên váy dài, mang theo một bộ kính râm, đứng ở đăng ký khẩu, gió nhẹ phất quá, thổi đến váy dài phiêu phiêu, tóc đẹp vũ động, đưa tới không ít ánh mắt. Một đạo tú lệ bóng người xuất hiện ở lối ra. Milan. Lê có thể, Milan tháo xuống kính râm, mặt đẹp thượng lộ ra một mạt mỉm cười, nhìn đã đến người, đúng là nàng ở Pháp Quốc khuê mật thêm đồng sự. Lê nhưng ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc thời trang. Bất đồng với hoa hạ thường thấy thiết kế phong cách, là một kiện tê hình thúc trên eo y, phối hợp một cái quần lửng, tài chất mềm mại, Trương Hiển khí chất, nữ nhân này có được một đôi đá quý lam đôi mắt, thon dài lông mày, cao gầy mũi, tiêm tế hàm dưới, làm nàng thoạt nhìn giống một con cao quý mèo ba tư. Nàng hơi chọn đuôi lông mày Trương Dương không kiềm chế được, trường mà mật lông mi lấy hoàn mỹ độ cung hướng về phía trước nhếch lên, rơi xuống một mảnh nhàn nhạt bóng ma, nộn phấn sắc cánh môi cực mỏng, hơi nhấp. Giống một đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa, làm người tưởng một hôn dung mạo. Lê nhưng xuất hiện, đồng dạng hấp dẫn không ít người tầm mắt, đây là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn hỗn huyết mỹ nữ, màu vàng tóc dài nhu thuận, giống như thác nước trên vai sau tưới xuống, ngọn tóc hơi hơi gợi lên một quyển, làm người nhịn không được muốn đi vuốt ve này nhu thuận. Hai cái phong cách hồn nhiên bất đồng mỹ nữ đứng chung một chỗ, phảng phất thành này tòa nhà đợi chuyến bay trước đẹp đẽ nhất phong cảnh tuyến. Milan ôm hạ Lê nhưng như thế nào đột nhiên tới? Lão sư gần nhất ở tiến tu, thuận tiện cho ta thả cái nghỉ dài hạn. Lê nhưng liêu liêu chính mình tóc dài, hơn nữa ta cũng thật nhiều năm không về nước, đơn giản liền trở về đi dạo, đúng rồi, người nói cái kia cảm tình kẻ lừa đảo, còn ở sao? Hắn a, nhắc tới đến Trương Huyền, Milan sắc mặt có chút mất tự nhiên, ban đầu, Milan tưởng chính là vạch trần Trương Huyền, có thể thấy được đến Trương Huyền vì Lâm Thanh Hạm làm nhiều chuyện như vậy sau. Milan có chút dao động, chính mình thật sự cần thiết đi vạch trần hắn sao? Nếu hắn thật là toàn tâm toàn ý đối Thanh Hạm hảo, kia phía trước thế nào lại như thế nào đâu? Làm sao vậy? Lê nhưng phát giác Milan thần sắc có chút không đúng, hỏi. Không có gì, Milan lắc lắc đầu, kéo Lê nhưng tay, đi thôi, ta trước mang ngươi đi gặp Thanh Hạm, ta tưởng hai ngươi nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Chương 105, Hắc Lôi Lão Đại. Trương Huyền vội xong một ngày. Về đến nhà thời điểm, ngửi được phòng trong truyền đến nồng đậm cơm hương. Milan lại nấu cơm. Trương Huyền lần này căn bản không đi hướng Lâm Thanh Hạm sẽ nấu cơm phương diện này tưởng. Quả nhiên, tiến ra môn, Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở trên bàn cơm, đầy mặt chờ mong nhìn phòng bếp. Cùng Lâm Thanh Hạm cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm, còn có một cái xa lạ xinh đẹp nữ nhân, Milan thân ảnh thỉnh thoảng ở trong phòng bếp chớp động. Thanh Hạm, tới bằng hữu a. Trương Huyền thực tự nhiên chào hỏi, mỗi lần Milan ở thời điểm, hắn đều sẽ như vậy xưng hô Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm hưng phấn cấp Trương Huyền giới thiệu, đây là Lê Nhưng, Milan ở Pháp Quốc bằng hữu, ngươi còn không biết đâu đi, Milan cùng Lê Nhưng, chính là cấp Pháp Quốc hoàng thất nấu nướng mỹ thực, người đây là có hoàng gia phúc khí a, Lê Nhưng, đây là Trương Huyền. Ngươi hảo, Lê Nhưng chủ động hướng Trương Huyền duỗi tay. Ngươi hảo, Trương Huyền duỗi tay nắm lấy đối phương đầu ngón tay. Lại suy nghĩ Lâm Thanh Hạm lời nói. Pháp Quốc Hoàng Thất. Trương Huyền trong đầu lúc ấy liền nghĩ tới một người, Pháp Quốc Hoàng Thất đương nhiệm chủ bếp,
vẫn luôn ở khẩn cầu chính mình truyền thụ hắn một ít nấu nướng kỹ xảo, có một năm còn nói cho chính mình, nói hắn tìm hai cái hoa hạ hạt giống tốt, hắn thủ hạ đầu bếp tập thể, cũng chỉ có hai cái hoa hạ người, chẳng lẽ, Milan cùng Lê Nhưng chính là người nọ tìm đồ đệ. Trương Huyền ánh mắt có chút cổ quái ở Lê Nhưng trên người nhìn quét một lần, lại nhìn ở phòng bếp bận việc Milan. Chính mình lão bà khuê mật, rất có thể sẽ biến thành chính mình đồ tôn. Trương Huyền nhìn quét ánh mắt, cũng không có tránh được Lê Nhưng đôi mắt, lần đầu gặp mặt cứ như vậy cả người đánh giá, là cá nhân đều sẽ trong lòng không thoải mái, nhưng Lê Nhưng cũng chưa nói cái gì, nàng biết Trương Huyền bản chất, một cái cảm tình kẻ lừa đảo, lần này tới, Lê khá vậy tính toán phối hợp Milan, vạch trần người này. Hôm nay, Milan cũng không có nấu nướng cái gì Pháp quốc mỹ thực, mà là làm chút cơm nhà, kia mùi hương truyền ra tới, Lâm Thanh Hạm đã sớm nhịn không được. Trương Huyền hiện tại cũng nhìn ra tới, chính mình này lão bà, rõ đầu rõ đuôi là cái tiểu tham ăn, ngày thường không có biểu hiện ra ngoài, một khi gặp được mỹ vị, đồ tham ăn bản chất lập tức liền bại lộ ra tới. Ăn cơm khi, ba nữ nhân ở cho nhau giao lưu, lưu đề tài, nhiều là chút đồ trang điểm, quần áo nhãn hiệu gì, Trương Huyền cũng cắm không thượng lời nói, nhanh chóng cơm nước xong, tìm cái lý do ra cửa. Vừa mới về nhà trước, Hàn Ôn Nhu cấp Trương Huyền gọi điện thoại. Nói đêm nay Hắc Lôi lão đại sẽ dẫn người tới đàm phán. Hắc Lôi làm Ninh tỉnh Hắc đạo long đầu, này căn cứ địa cũng không ở Ninh tỉnh thủ phủ Ngân Châu thị, cây cao đón gió đạo lý này, Hắc Lôi thực hiểu. Cho nên, Ngân Châu thị tuy rằng là khối thịt mỡ, nhưng Hắc Lôi cũng không dám độc chiếm, thậm chí có thể mặc kệ một cái Thanh Diệp xã, ở Ngân Châu thị trưởng thành lên. Nhưng muốn nói Hắc Lôi có thể hoàn toàn đem Ngân Châu thị chắp tay nhường ra, đó là không có khả năng. Bát Tiên lâu kia một người cao quan công giống trước, hương đài đã cắm đầy. Hàn Ôn Nhu ăn mặc một thân bó sát người áo da, dáng người mạn diệu, thướt tha động lòng người, ngồi ở lớn nhất kia trương bàn bát tiên chủ vị thượng, Hắc Lôi tam đương ra rắn độc trên tay quấn lấy băng gạc, đứng ở Hàn Ôn Nhu phía sau. Bát tiên lâu chung, cũng không có nhiều ít xã đoàn phần tử, chẳng qua ít ỏi 10 người, nhưng này 10 người, kia đều là Ninh tỉnh ngầm xã đoàn chung, các đại xã đoàn đương ra. Hắc Lôi lão đại là cái tuổi ở hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, hắn trường một trương bình phàm đến không thể lại bình phàm mặt, ăn mặc một thân thực bình thường đồ thể dục, nếu người ở trên đường nhìn đến hắn, ai đều sẽ không nghĩ đến, hắn là toàn bộ Ninh tỉnh ngầm Hắc đạo long đầu. Hắc Hồng, 20 tuổi liền ở trên đường dốc sức làm, rất nhiều người đều nghe nói qua sự tích của hắn. Ở Hắc Hồng bên người, đứng một người gương mặt non nớt thanh niên, bát tiên trong lâu không khí có vẻ thực trầm mặc, nhưng thanh niên vẫn đứng ở kia. Phủng di động, tỉ mỉ đánh trò chơi bối cảnh âm nhạc thanh bồi hồi ở bát tiên lâu chung. Hắc Hồng nhìn Hàn Ôn Nhu, mở miệng, hắn thanh âm có vẻ có chút khàn khàn, thật là anh hùng xuất thiếu niên, ở hôm nay tới phía trước, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thanh Diệp hiện tại đương ra, là một tiểu nha đầu, ăn vòng lớn xã, diệt ta Hắc Lôi như vậy nhiều người, liền thi thể đều tìm không thấy, quả nhiên lợi hại. Kỳ quái chính là, Hắc Hồng đang nói này đó thời điểm. Trên mặt một chút tức giận đều không có, thậm chí ánh mắt giữa còn mang theo khen ngợi. Kỳ thật đi, mặc kệ ngươi diệt vòng lớn xã, vẫn là giết ta người, ta đều không sao cả, ở ngươi tuổi này, ta so ngươi còn tàn nhẫn, ta có thể từ trên người của ngươi, nhìn đến ta lúc trước bóng dáng, nhưng ngươi trăm triệu không nên một cái người sống đều không lưu, a huyết là các ngươi không động đậy người. Đang ở chơi di động trò chơi thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Hướng Hàn Ôn Nhu lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, a huyết là ca ca ta. Hàn Ôn Nhu nhìn đến thanh niên kia một ngụm dày đặc bạch nha, không ngọn nguồn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hắc Hồng thấy Hàn Ôn Nhu không có hé răng, ha hả cười, tiểu nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, trên thế giới này, có quá nhiều ngươi tưởng tượng không đến đổ vật, cũng có quá nhiều ngươi vô pháp trêu chọc người. Đối với Hắc Hồng nói, Hàn Ôn Nhu tràn đầy cảm xúc, theo tuổi tăng trưởng. Thế giới này, một lần lại một lần đổi mới nàng nhận chi. Ở nàng sớm nhất đánh hắc trừ ác thời điểm, nàng cảm thấy cái loại này dám cầm đao liều mạng chính là ác đồ, đến sau lại, cái loại này cầm đao liều mạng, bất quá là ngựa con, còn có càng đáng sợ đồ vật, tỉ như, giết người. Cho tới nay, Hàn Ôn Nhu đều ở dần dần tiếp xúc này đó, thẳng đến gặp Trương Huyền, tận mắt nhìn thấy đến Trương Huyền ở bát tiên lâu đại khai sát giới một màn, tận mắt nhìn thấy đến Thứ Phong ở bóng đêm quán ba khởi vũ. Ở lưỡi dao sắc bén tam đội trưởng Kim Hâm trong miệng, nàng lại nghe được như vậy nhiều chính mình phía trước không dám tưởng sự. Đích xác như Hắc Hồng theo như lời, thế giới này, hơn xa chính mình tưởng tượng.
trên đường quy củ. Hắc Hồng bưng lên trước mặt chén trà, ở bên miệng nhẹ nhàng thổi khí, người giết ta người, ăn vòng lớn xã, đều là trên đường sự, người có năng lực, người đi làm, ta không lời nào để nói, nhưng người sát A Huyết, chính là mặt khác một chuyện, này muốn thảo cái cách nói, tiểu nha đầu, ta cũng không vì khó ngươi, lúc ấy ai động tay, ngươi làm ai đứng ra đi. Hắn lập tức liền tới, Hàn Ôn Nhu mở miệng. Tuy rằng, Hàn Ôn Nhu không biết Hắc Hồng sở chỉ những cái đó, làm người vô pháp tưởng tượng đồ vật là cái gì, nhưng Hàn Ôn Nhu có tin tưởng, những cái đó đều không đủ uy hiếp Trương Huyền. Lưỡi dao sắc bén là cái dạng gì tổ chức, Hàn Ôn Nhu làm thể chế nội người, lại rõ ràng bất quá, nơi đó người, trực tiếp nghe lệnh với tối cao quan chỉ huy, mỗi người, đều là tinh anh trong tinh anh. Ngay cả bọn họ, đối Trương Huyền một người thủ hạ, đều phải cẩn thận lại cẩn thận, như vậy Trương Huyền đâu? Đối với Trương Huyền rốt cuộc là cái gì thân phận vấn đề này, Hàn Ôn Nhu vẫn luôn đều không có đi nghĩ lại, bởi vì nàng biết, chính mình căn bản vô pháp tưởng tượng nhiều như vậy, chính mình nhận chi, thật sự là quá hữu hạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.